Đương nhiên, cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta phải trả ra thù lao a. Dù sao vô lợi không dậy sớm. Huống chi Diệp Quân Lâm như vậy tài nguyên, ai không muốn hung hăng ăn một miếng đâu. Huyết thủ điện điện chủ tiếp tục nói. Nói thế nào? Các vị thủ lĩnh toàn bộ nhìn về phía hắn. Thứ nhất, hắn cho chúng ta cung cấp tình báo. Mọi người nhao nhao gật đầu, điểm ấy chúng ta minh bạch. Thế nhưng là còn có nguyên nhân a. Thứ hai, hắn sẽ đem cùng Diệp Quân Lâm có liên quan thiên thần vệ toàn bộ chi đi, chúng ta đối phó Diệp Quân Lâm thời điểm, thiên thần vệ sẽ không xuất hiện. Huyết thủ điện điện chủ lời này mới ra, mọi người đều trở nên hưng phấn. Bọn hắn muốn đối phó Diệp Quân Lâm lo lắng một điểm chính là Thanh Long những cái này thần minh sẽ trợ lực, đến lúc đó bọn hắn sẽ phi thường khó chịu. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, thế nào không để bọn hắn ra tay. Hiện tại xem ra vấn đề này nhẹ nhõm giải quyết. Đây là chuyện tốt ha, mà lại công lao rất lớn. Nhất định phải phân hắn một bút. Mọi người rối rít nói. Hắn muốn tất cả tài nguyên 1/10. Huyết thủ điện điện chủ nói. Lần này mọi người lập tức trầm mặc xuống. Có chút do dự. 1/10 nhiều lắm. Tốt ha, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao thiên thần vệ đều có thể chi đi. Chúng ta khả năng thành công. Hắc Thiên Minh Minh chủ cắn răng một cái đáp ứng. Ừm, đáp ứng. Chấm. Những người khác nhao nhao đáp ứng. Ai cũng biết hiện tại tài nguyên ý vị như thế nào. Dù là liền thiên thần ti những cái này thần minh đều trông mà thèm, đều muốn mạnh mẽ ăn một miếng. Nhưng bọn hắn dù là có phương diện này tà tâm, nhưng bởi vì thân phận vấn đề, không cách nào quang minh chính đại đối Diệp Quân Lâm ra tay. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến kiếm một chén canh. Bọn hắn không vì đại hạ, cũng không vì thiên thần ti, chỉ vì chính mình. Dù sao hiện tại người người đều biết, thần minh kỳ thật còn có thể càng mạnh, cũng không phải là trọng điểm. Chẳng qua thần minh nghĩ phải cường đại hơn, liền nhất định phải cần hải lượng tài nguyên. So những người khác cần càng nhiều. Hiện tại Diệp Quân Lâm tài nguyên kỳ thật rất nhiều người đều trông mà thèm. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng thiên thần ti đám người này cao thượng không được, đều là vì đại hạ, vì người khác. Không nghĩ tới giống như chúng ta a, mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo quân tử. Mặt ngoài từng cái nghiêm chỉnh không được, trên thực tế tâm so với chúng ta còn đen đâu. Quá xấu, đem tin tức để lộ ra đến, còn muốn chi rời đi. Ha ha ha, nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên ai thấy không thèm a. Thiên thần ti người có cái này tà tâm bình thường, cũng không biết là ai. Chấm. Mọi người nói, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía huyết thủ điện điện chủ. Các ngươi cũng đừng nghe ngóng là ai, chuyện này giữ bí mật. Sẽ không để cho các ngươi biết đến. Chẳng qua có ít người hẳn là đoán được là ai. Mình hiểu ý đi. Tiếp xuống mọi người chuẩn bị đối Diệp Quân Lâm xuống tay đi. Rất nhanh, mọi người đem tất cả mọi người thế lực đều tề tựu. Bắt đầu một chút xíu hướng Miêu Cương Thập Phương Đại Sơn thẩm thấu. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, tất cả thế lực đều tụ tập đủ. Tà cổ chi vương lão tổ bên ngoài lít nha lít nhít đều là người. Lần này mọi người số lượng so với trước đó nhưng nhiều 3 lần không thôi. Nhất là các phương đem so sánh thần minh chiến lực toàn bộ đem ra. Các phương kiếm ra đến, có thể so sánh thần minh chiến lực khoảng chừng hơn 60 cái. Cũng liền mang ý nghĩa, trong thời gian ngắn, các thế lực lớn trọn vẹn có được hơn 60 cái thần minh. Bọn hắn toàn bộ mai phục tại tà cổ chi vương hang ổ bên ngoài. Chờ đợi động thủ. Vừa mới bọn hắn người tự mình tra một chút. Diệp Quân Lâm tài nguyên quả nhiên toàn bộ đều ở nơi này. Thiên thần ti vị nào tin tức là không sai. Sau đó liền chờ thiên thần ti vị nào đem cùng Diệp Quân Lâm có liên quan thiên thần vệ toàn bộ chi đi. Một bên khác, thiên thần ti bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, muốn Bắc Thượng đi giải quyết một cái đại nguy cơ. Tới gần Bắc Cảnh chiến hùng quốc có dị động, thiên thần vệ nhất định phải toàn thể xuất động, đi Bắc Cảnh trấn giữ, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Khi lấy được thiên thần vệ toàn thể Bắc Thượng tin tức về sau, Hắc Thiên Minh các thế lực lớn cũng không ngồi yên được nữa, toàn thể xuất kích. Lặng lẽ chui vào tà cổ chi vương hang ổ. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Quân quân tại một đống tài nguyên ở giữa nghiên cứu, đối hết thảy đều rất là hiếu kỳ. Hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não cũng đang bận lệnh treo giải thưởng sự tình. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ ai. Có khách muốn tới, các ngươi tiếp đãi một chút. Diệp Quân Lâm mắt cũng không mở nói. Từ đám người kia ở chung quanh xuất hiện một khắc kia trở đi, Diệp Quân Lâm liền phát giác được.
mà lại đối với đám người này đánh mình tài nguyên, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Từ diệt trừ tà cổ chi vương một khắc kia trở đi, là hắn biết kết quả này. Liền biết đám người này sớm muộn cũng sẽ đối tư nguyên của mình nghĩ cách. Quả nhiên hiện tại rốt cục đến. Chấm. Ầm ầm. Sau một khắc, một trận đất rung núi chuyển động tĩnh truyền đến. Hắc Thiên Minh những thế lực này toàn bộ đều đến. Từ bốn phương tám hướng, như là hồng thủy mãnh thú vây quanh mà tới. Đem phiến khu vực này xúm lại đến xít sao. Hắc ám bác sĩ hai người bị đánh gãy, nhìn sang. Diệp Quân Lâm vẫn là nằm, đều chẳng muốn xem bọn hắn. Đám người này vào tới phía trước, Hắc Thiên Minh minh chủ hô lớn, Diệp Quân Lâm đem người tất cả tài nguyên ngoan ngoãn giao ra, đừng ép ta nhóm đoạt. Đem tài nguyên giao ra, không giao lời nói, chúng ta trực tiếp đoạt. Những người khác rối rít nói. Hắc Thiên Minh đúng không? Lần thứ ba gặp mặt rồi. Diệp Quân Lâm tự lẩm bẩm. Lần thứ ba gặp mặt. Hắc Thiên Minh minh chủ cùng Hắc Thiên Minh tất cả mọi người nghe nói như thế, đồng thời một mặt kinh ngạc. Tính đến lần này, không nên hai lần sao? Nơi nào đến lần thứ ba? Thật tình không biết Diệp Quân Lâm đã sớm đi qua bọn hắn đại bản doanh, còn đưa người cùng tài nguyên cho bọn hắn. Chỉ là bọn hắn không biết. Diệp Quân Lâm mau đem tài nguyên giao ra. Ngươi lần trước phá hư kế hoạch của chúng ta, dẫn đến tà cổ chi vương hắn nhiều như vậy bảo bối, chúng ta một kiện đều phải không tới. Ngươi nên bồi thường chúng ta, hiện tại chính chúng ta đến yêu cầu bồi thường. Chỉ cần ngươi nhường ra sau lưng tất cả tài nguyên, chúng ta liền lập tức rời đi, không làm thương hại bất luận kẻ nào. Chấm. Đám người nhao nhao hô. Hắc ám bác sĩ vui, lần trước các ngươi tiêu diệt tà cổ chi vương không phải nói chính nghĩa lăng nhiên sao? Không phải muốn vì dân trừ hại sao? Kết quả là chạy người ta bảo vật đến. Tốt dối trá một đám gia hỏa. Đám người nhìn chằm chằm hắc ám bác sĩ cười lạnh nói, cái này không mượn ngươi xen vào. Mau đem tài nguyên giao ra. Diệp Quân Lâm làm nhanh lên quyết định. Ta nói nếu là không đâu. Diệp Quân Lâm thanh âm truyền đến. Ngươi nếu là không, vậy chúng ta chỉ có thể vận dụng vũ lực trực tiếp đoạt. Ngươi xác định ba người các ngươi thêm một cái chúng độc có thể ngăn cản chúng ta nhiều như vậy người sao? Hắc Thiên Minh minh chủ nhìn lướt qua, không khỏi cười lạnh nói. Bọn hắn chính là uy hiếp trắng trợn. Trong chúng ta mặc dù không có minh sát thần minh, khả năng cùng thần minh có lực đánh một trận khoảng chừng 67 vị. Trong thời gian ngắn, bọn hắn chính là thần minh A. Tiếp cận thần minh chiến lực có mấy trăm người, cái khác cũng đều thân kinh bách chiến cao thủ. Ngươi xác định mấy người có thể đỡ nổi. Bọn hắn cười lạnh nói. Ai nói chúng ta chỉ có mấy người? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Cái này khiến tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó tất cả mọi người cười. Ngươi là đang chờ thiên thần ti cùng ngươi có liên quan những cái kia thần minh A. Yên tâm đi, hôm nay dù là ngươi chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không chạy tới. Đúng A, vô luận như thế nào bọn hắn đều đến không được, mà lại sẽ không biết chuyện này. Chờ bọn hắn biết, chúng ta đã đoạt ngươi tất cả tài nguyên. Chấm. Tất cả mọi người một mặt tự tin. Tại mọi người xem ra, Diệp Quân Lâm chính là đang trở thanh long những người này đâu. Trừ những người này, hắn cũng không có cái gì chỗ dựa. Huống chi đây là tại đại hạ, nước ngoài những cái kia giúp đỡ đều đến không được. Bọn hắn làm sao rồi? Cái này khiến Diệp Quân Lâm không nghĩ tới. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì mấy cái này lâu la, đi cân nhắc cái gì. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không tại. Nhìn đám người này vì động mình, chuẩn bị rất nhiều a. Bọn hắn đương nhiên là bị chi đi, hiện tại đã tại Bắc Cảnh bên cạnh. Không cách nào bận tâm đến ngươi. Diệp Quân Lâm hết hy vọng đi, bọn hắn không có một người tới cứu ngươi. Bây giờ có thể cứu các ngươi chỉ có chính mình, chỉ cần các ngươi giao ra tất cả tài nguyên liền không sao. Huống chi ngươi tài nguyên không phải vô cùng vô tận sao. Đưa ra ngoài một điểm, rất nhanh liền lại có. Cái này bảo đảm các ngươi một mạng không phải càng tốt sao? Chấm. Những thế lực này mấy cái thủ lĩnh nói. Chẳng qua nói đến cũng có đạo lý. Diệp Quân Lâm tài nguyên liền cùng rau cải trắng đồng dạng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Với hắn mà nói, tài nguyên tựa hồ là không đáng giá tiền nhất. Không trọng yếu nhất đồ vật lấy ra đổi số mệnh không tốt sao? Lúc này Quân Quân cũng bị kinh động, đi ra. Diệp Quân Lâm sau khi thấy được, cười nói. Quân Quân trở về tiếp tục chơi đi, không có việc gì. Quân Quân sau khi nghe xong, quay người rời đi, tiếp tục đi chơi.
dường như không có chút nào lo lắng. Cái này khiến trong lòng mọi người cuồng loạn. Cái này tựa hồ là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt a. Diệp Quân Lâm, ngươi chỗ dựa nhóm sẽ không đến, chúng ta cho ngươi mấy giây suy xét. Ngươi nếu là không đáp ứng, liền đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Nhìn xem các ngươi phải chăng ngăn được. Tất cả mọi người chuẩn bị. Những thế lực này đều đã làm tốt chuẩn bị, phải tùy thời ra tay. Trong đầu của bọn họ đã là chia cắt tài nguyên tràng cảnh. Về phần trước mắt ngăn đón Diệp Quân Lâm, bọn hắn không thèm để ý chút nào. Đúng vào lúc này, Diệp Quân Lâm thản nhiên nói, ai nói ta chỉ chính là bọn hắn rồi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm cái này đơn giản ngữ mới ra. Lúc đầu muốn tiến công đám người, mạnh mẽ toàn bộ dừng lại. Không phải bọn hắn, còn có những người khác sao? Thế nhưng là Diệp Quân Lâm tại đại hạ chỗ dựa liền thiên thần ti đi. Thần minh toàn bộ sắp xếp thiên thần ti a. Đại hạ lại vô thần minh đến giúp Diệp Quân Lâm a. Làm sao còn sẽ có những người khác? Không có khả năng a. Không nghĩ ra được. Ở đâu ra những người khác a? Mọi người đều nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Huyết thủ điện điện chủ hô lớn, Diệp Quân Lâm ngươi đừng vọng tưởng kéo dài thời gian. Không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi từ bỏ đi, kéo dài lại nhiều thời gian cũng là vô dụng. A, hóa ra là đang trì hoãn thời gian a, ta còn thực sự cho là có người đâu. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm kéo dài thời gian thật vô dụng a, bởi vì căn bản không ai a. Chấm. Mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Đều đang nói Diệp Quân Lâm là kéo dài thời gian. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm cười, đều đi ra a. Mọi người đều nói ta đang trì hoãn thời gian. A, thật sự có a. Đám người sững sờ. Đánh giá chung quanh. Đúng, thật sự có. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy từ một viên trên đại thụ che trời mặt một bóng người xuất hiện. Tiêu Thiên Vũ. Hắn hiện tại không giữ lại chút nào biểu hiện ra khí tức của mình. Thần minh. Vâng, thật sự có. Lại có tiếng âm truyền đến. Ninh Tấn Nghiệp trống rỗng xuất hiện. Lại là một tôn thần minh. Không, siêu cấp thần minh. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Thiên Vũ, Ninh Tấn Nghiệp khí tức trên thân nhưng so sánh thiên thần ti những cái kia thần minh mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác bọn hắn có thể nện bạo thiên thần ti những cái kia thần minh. Còn có ta. Trịnh Phong Phú cũng xuất hiện. Ta. Còn có ta. Chấm. Thanh âm vang lên, thân ảnh xuất hiện. Bốn phía, khắp nơi đều có thân ảnh xuất hiện. Mà lại bọn hắn không còn giống thường ngày, không che giấu khí tức. Đáng sợ khí tức toàn bộ tràn ngập ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Mấu chốt những cái này thân ảnh giấu ở nơi nào, chúng thế lực căn bản cũng không biết. Nguyên lai nhiều cường giả như vậy liền giấu ở dưới mắt của bọn họ. Một, hai. Mọi người bắt đầu đếm. 80 người. Trọn vẹn 80 cái siêu cấp thần minh. So thần minh rõ ràng khủng bố hơn quá nhiều. Vẫn là nhiều như vậy số lượng. Không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn có được tạm thời có thể cùng thần minh một trận chiến hơn 60 người, liền kiêu ngạo không được. Còn mở miệng uy hiếp Diệp Quân Lâm. Thoáng một cái xuất hiện vượt xa quá thần minh 80 người. Bọn hắn còn thế nào đánh? Từng cái không cho người ta đem đầu nện bạo sao? Mấu chốt đây đều là ai vậy? Không biết cái nào a? Đây đều là trốn ở thâm sơn cùng rừng rậm nguyên thủy bên trong ẩn thế thế lực. Làm sao biết Tiêu Thiên Vũ bọn hắn a? Chính là những người khác nhìn thấy, đều không nhất định sẽ tin tưởng a. Ngày xưa, Côn Luân học viện nhất không được coi trọng một cái tiểu tổ, vậy mà từng cái mạnh đến không hợp thói thường bạo tạc. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc. Thậm chí chỉ là bắt đầu. Lại còn có người tiếp tục tới. Thánh Hoàng Kim Dòng binh đoàn ở đây. Bỗng nhiên một đám thế lực từ phía sau xuất hiện. Từng cái khí tức lăng nhiên, sát khí tung hoành. Vậy mà là đã từng bị Diệp Quân Lâm thuê đến cướp bóc Thánh Hoàng Kim Dòng binh tổ chức. Bọn hắn đạt được Diệp Quân Lâm tài nguyên về sau, hiện tại thần minh biến nhiều, cường giả thực lực tổng hợp cũng lên. Mà lại số lượng cũng nhiều. Vĩnh Hằng Băng Phong Dòng binh đoàn ở đây. Lại một đám Dòng binh tổ chức từ phía sau xuất hiện. Màu đen phong bạo Dòng binh đoàn ở đây. Desert Eagle Dòng binh đoàn ở đây. Chấm. Một cái tiếp một cái dòng binh tổ chức xuất hiện tại những thế lực này phía sau. Để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tận thế dòng binh đoàn đến rồi. Cường đại nhất tận thế dòng binh đoàn đến.
đã từng bọn hắn là khoảng chừng 50 tên thần minh. Nhưng bây giờ có Diệp Quân Lâm tài nguyên về sau, lại tăng thêm cấp tốc phát triển. Hiện tại đã có 80 vị thần minh. Còn có thần minh không ngừng gia nhập bên trong. Mấy cái này dòng binh tổ chức có thần minh 140 đến 150. Mà lại có thể cùng thần minh có lực đánh một trận, càng là có mấy trăm. Hoặc là nói trong thời gian ngắn toàn bộ đều là. Lại thêm Tiêu Thiên Vũ 80 vị thần minh. Cái này thần minh số lượng không cách nào tưởng tượng. Mà lại mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến, dựa vào nắm đấm ném ra đến thần minh. Đây cũng không phải là những cái kia nhà ấm bên trong tạo ra thần minh có thể so với so sánh. Liên chiến trận này, đều đem Hắc Thiên Minh minh chủ bọn hắn đều dọa cho chết rồi. Đây cũng là ở đâu ra? Không phải nói trừ mấy cái kia thiên thần vệ, Diệp Quân Lâm bên này liền không có ai sao? Làm sao sẽ nhiều như thế? Một cái tiếp một cái. Cũng đều là mạnh hơn thần minh. Bọn hắn không nghĩ ra, Diệp Quân Lâm tại sao lại có nhiều như vậy thần minh đến giúp đỡ. Tiêu Thiên Vũ đương nhiên là đi theo Diệp Quân Lâm. Về phần những cái này thuê tổ chức là Diệp Quân Lâm gọi tới, giúp hắn tra những cái kia thế lực thần bí. Không nghĩ tới Hắc Thiên Minh những cái này thằng xui xẻo đến. Hôm nay ta luôn có thể nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn hỏi. Đương nhiên, hôm nay giao cho chúng ta. Mọi người nhao nhao hô. Diệp Quân Lâm là thật lười nhác động. Cái gì A Miêu A Cẩu đều để hắn tới thu thập. Hắn thật có thể phiền chết a. Có thể đem thần minh ngược thành cặn bã tà cổ chi vương, cũng bị hắn một quyền nện nổ mặt hàng. Những người khác càng không hứng thú. Cho nên hắn vẫn như cũ nằm. Đều chẳng muốn động. Dù sao có giải quyết sự tình người, hơn nữa còn không ít. Lần này hắn có thể nằm đi ngủ. Chấm. Thế nhưng là Hắc Thiên Minh những thế lực này toàn bộ mộng. Từng cái không biết làm sao. Bị bao vây. Muốn chạy liền chạy không được. Cái này không ai muốn lấy được. Bọn hắn lại bị bao vây. Không thể tin. Vây quanh bọn hắn cũng đều là người đồng đều thần minh chiến lực. Mà lại phàm là chân chính thần minh, lại so với bình thường thần minh mạnh hơn. Thế này còn đánh thế nào? Ai, chúng ta người còn chưa tới đủ đâu. Diệp Quân Lâm thở dài một tiếng. Oanh! Lúc này đột nhiên có một cơn bão khí tức càn quét toàn trường. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Người này thực lực hẳn là có thể cùng luyện thành mạnh nhất độc cổ tà cổ chi vương so tài một chút. Đáng tiếc không phải địch nhân của hắn a. Không phải hắn còn thoáng có chút hứng thú. Cái này người vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, chính là nghiền ép toàn trường. Bao quát trước đó Tiêu Thiên Vũ đám người. Đều muốn bị vị này nghiền ép. Đây tuyệt đối là 10 cái thuê tổ chức thấy qua mạnh nhất thần minh. Không có cái thứ hai. Diệp Quân Lâm bọn hắn kỳ thật không biết đến, thấy thế nào đều giống như người bình thường. Thế nhưng là thần minh bọn hắn thấy qua nhiều, giết cũng không ít. Huynh đệ của mình chết tại thần minh trong tay càng nhiều. Chẳng qua cường hãn như thế thần minh cũng là lần đầu tiên thấy. Cho tới nay, mọi người đều biết thần minh có khoảng cách. Thế nhưng là chênh lệch lớn như vậy thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Quá mẹ hắn mạnh. Đối cái khác người mà nói, thấy qua thần minh không nhiều. Thế nhưng là cảm thụ qua luyện thành mạnh nhất tà cổ chi vương A. Trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh này, khí tức rất tiếp cận tà cổ chi vương A. Rất nhanh, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hỏa vân tà thần. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn vẫn là nhận ra được. Chỉ là không nghĩ tới hỏa vân tà thần mạnh đến loại cảnh giới này rồi. Mà lại bọn hắn cũng cảm thụ được ra tới, hỏa vân tà thần cũng là cùng bọn hắn luyện Diệp Quân Lâm nhất công pháp cơ bản. Mạnh. Thật quá mạnh. Diệp tiên sinh ta đến rồi. Hỏa vân tà thần sau khi hạ xuống, hướng về phía Diệp Quân Lâm hô. Diệp Quân Lâm nằm tại thoải mái trên ghế ngồi, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử đang ngủ, lăn tăn cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta giải quyết. Được rồi. Hỏa vân tà thần cười cười. Mọi người bầu không khí đều là vui sướng hòa hợp. Thế nhưng là Hắc Thiên Minh những thế lực này, cả đám đều muốn khóc. Cái này mẹ hắn còn thế nào chơi a? Hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích a. Thần minh nhiều như vậy không nói. Cũng đều là biến thái đến cực hạn thần minh. Cái này còn thế nào chơi? Nơi nào muốn lấy được, Diệp Quân Lâm bên người không có Thanh Long những cái này thiên thần vệ, vậy mà đến một đám lợi hại hơn. Cái này Diệp Quân Lâm người nào a? Bên người làm sao tất cả đều là một chút biến thái a?
Hiện tại bọn hắn dường như có chút minh bạch Diệp Quân Lâm tài nguyên là như thế nào đến. Có được cường đại như vậy một chi đội ngũ, trực tiếp đi cấm địa khai quật ra. Nhưng mà bọn hắn vẫn là sức tưởng tượng có hạn, tuyệt không liên tưởng đến Diệp Quân Lâm trên thân. Cái này so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng hơn a. Chỉ cần cùng Diệp Quân Lâm tiến vào cấm địa, thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể chính là tùy tiện cầm, so hái nấm còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt nhìn về phía các thế lực lớn, âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi muốn cướp tài nguyên đúng không? Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, giống như cơn sóng gió động trời. Chúng ta không có, chúng ta nào dám a? Chúng ta chỉ là ra ngoài lòng hiếu kỳ, chạy tới tham quan tham quan. Đúng a, nếu như ta không có đoán sai, đây là một cái cây a. Có người nhìn chằm chằm một cây đại thụ nói. Chấm. Những thế lực này nhóm đều muốn dọa sợ, nói năng lộn xộn bắt đầu nói lung tung. Ai gặp được loại tràng diện này không há hốc mồm. Các ngươi cũng không phải thứ gì tốt a, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Liên quan khoảng thời gian này, các ngươi bởi vì giết người cướp của náo ra người tới mệnh không thể so tà cổ chi vương kém đi nơi nào. Đúng a, kỳ thật đám người này đều là một đám giết người không chớp mắt tai họa. Từng cái còn ra vẻ đạo mạo trang quân tử. Hôm nay chúng ta liền vì dân trừ hại đi. Chấm. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn nói. Hỏa Vân Tà Thần đứng tại phía trước nhất, âm thanh lạnh lùng nói, các huynh đệ, hôm nay những người này ta bao tròn. Đều là ta. Chẳng qua lời này mới ra, những người khác coi như không đáp ứng. Khó mà làm được, nhất định phải người người có phần. Giết. Chấm. Sau đó Tiêu Thiên Vũ 80 người cùng Hỏa Vân Tà Thần toàn diện xuất kích. Sau lưng bao quanh Hắc Thiên Minh những thế lực này thuê tổ chức nhóm tuyệt không trực tiếp động thủ. Chẳng qua bọn hắn chấn giữ lấy phía sau, nếu ai chạy, vậy liền giết ai. Một trận hoàn toàn nghiền ép treo lên đánh chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Các loại tiếng kêu rên ở đây vang lên. Ngủ Diệp Quân Lâm không kiên nhẫn hô, cho ta mẹ nhà hắn nhanh lên a, nhao nhao chết. Tranh thủ thời gian giải quyết a. Được rồi. Tiếp vào tín hiệu đám người người nhao nhao tăng thêm tốc độ. Không cho đám người này bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Hắc Thiên Minh những thế lực này, lại không một người đứng. Toàn bộ bị giết. Bọn này bại hoại tai họa không xứng sống sót. Cho nên đây là Diệp Quân Lâm cho phép. Trận này đồ sát chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Hỏa Vân Tà Thần cùng Tiêu Thiên Vũ bọn hắn. Canh giữ ở phía ngoài thuê tổ chức nhóm chỉ là nhìn xem. Nhưng bị Tiêu Thiên Vũ bọn hắn hoảng sợ sức chiến đấu đều hù đến. Quá mạnh. Dù là mạnh nhất tận thế dòng binh tổ chức cũng không được a. Hoàn toàn đánh không lại. Lại tiêu tốn một chút thời gian, đem tất cả mọi người cho thu thập. Hết thảy đều sạch sẽ. Phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tới đồng dạng. Hỏa Vân Tà Thần lúc này mới đi vào Diệp Quân Lâm trước mặt ôn chuyện. Lão tà trưởng thành rất nhanh a. Diệp Quân Lâm cười cười. Còn phải tiếp tục cố gắng, cùng ngươi so, ta quả thực kém cách xa vạn dặm. Hỏa Vân Tà Thần đứng tại Diệp Quân Lâm trước mặt, cảm giác mình nhỏ bé giống một hạt bụi. Ta nếu không xuất thủ, ngươi chính là vô địch thiên hạ. Diệp Quân Lâm nói đùa. Nhìn ra được, bởi vì Quân Quân giải một nửa độc, hắn tâm tình không tệ. Nếu không nơi nào còn có thời gian dỗi cùng Hỏa Vân Tà Thần nói đùa a. Kia là chuyện không thể nào. Quân Quân độc cũng sắp giải. Hiện tại so trước đó có thể dung dễ nhiều, ngươi lại tuyên bố lệnh treo giải thưởng, tin tưởng rất nhanh đã có người tới cung cấp biện pháp. Hỏa Vân Tà Thần nhìn thoáng qua Quân Quân. Chẳng qua đúng lúc này đợi, Thượng Đế chi não nói ra, tình huống hơi bất ổn a. Mọi người nhao nhao nhìn sang, làm sao rồi? Còn không phải là bởi vì lệnh treo giải thưởng sự tình. Có rất nhiều người muốn chạy tới giao dịch, kết quả toàn bộ bị giết. Đây cũng chính là vì sao đến bây giờ. Chúng ta đều không có nhận thu được người khác giao dịch thỉnh cầu nguyên nhân. Thượng Đế chi não nói. Không sai. Bọn hắn tuyên bố lệnh treo giải thưởng đã có một hồi. Thế nhưng là đến nay thật không ai đến đây. Hắc ám bác sĩ bọn hắn còn tại kỳ quái đâu. Trước đó cũng có người ngăn cản, nhưng tối thiểu vẫn là có người đến. Hiện tại tình huống như thế nào? Một người cũng không tới. Vừa mới cửu đầu xà tuyên bố tin tức phàm là muốn cho Quân Quân giải độc. Đón lấy lệnh treo giải thưởng người giết không tha. Chiến Hùng Quốc trọn vẹn phái ra 800 tên thần minh tại trong phạm vi toàn thế giới ám sát. Ai dám tiếp lệnh treo giải thưởng liền giết,
Trước mắt đã chết nhiều lắm người, không có một cái dám đến. Thượng đế chi não nói ra hung hăng nổ tin tức. Rất rõ ràng, cửu đầu xà bắt đầu liều lĩnh ngăn cản quân quân giải độc. Chiến hùng quốc cũng là hết sức duy trì, không tiếc bất cứ giá nào. Phái ra 8 tên thần minh, đã nói lên hết thảy. Hắc ám bác sĩ thở dài nói. Ngoá nó, cửu đầu xà cùng chiến hùng quốc đây là muốn chết sao? Tất cả một nghe đến đó, đều không đáp ứng. Liền phải trực tiếp chơi hắn nhóm. Không phải cả đám đều được đà lấn tới. Mẹ nó. Chiến hùng quốc cũng thế, thề sống chết đều cùng cửu đầu xà cùng một chỗ. Chấm. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn đều tức điên. Hận không thể trực tiếp giết tới. Không chỉ như thế, còn có thế lực thần bí cũng tại săn giết đón lấy lệnh treo giải thưởng người. Mà lại thế lực thần bí không chỉ một, cảm giác chưa chắc so cửu đầu xà phái ra người ít. Tiếp lệnh treo giải thưởng người đều bị tàn sát sạch sẽ. Hiện tại ai cũng sợ hãi, căn bản cũng không dám đến. Chấm. Thượng đế chi não tiếp tục nói. Tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Cửu đầu xà cùng chiến hùng quốc còn có thế lực thần bí thật là không tiếc bất cứ giá nào. Trong lúc vô hình còn hình thành một loại ăn ý. Một phương giết không hết, hoặc là không có phát hiện, một phương khác đến giết. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người muốn bị đổ sát sạch sẽ. Trước kia là tận khả năng ngăn cản không được liền không có cách nào. Mà lại cửu đầu xà những cái này cũng không phải rất lo lắng. Dù sao quân quân chúng độc quá khủng bố. Không dễ dàng giải. Hoặc là nói căn bản liền giải không xong. Bởi vậy bọn hắn không cần quá lo lắng, chỉ cần hết sức ngăn cản khả năng này chính là. Nhưng bây giờ khác biệt. Quân quân một nửa độc giải. Như vậy tiếp xuống thật dễ làm, nếu như tiếp tục để Diệp Quân Lâm dùng loại này lệnh treo giải thưởng. Thật nhiều dễ dàng liền đem độc cho giải. Bởi vậy, cửu đầu xà bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đến ngăn cản. Tương ứng báo thù cửu đầu xà tổ chức còn có thế lực thần bí cũng giống như vậy. Tại thời khắc này, cái này tam phương đạt thành nhất trí mục tiêu không tiếc hết thảy ngăn cản quân quân giải độc. Lần này dù là đại hạ có người tới đón lệnh treo giải thưởng, bọn hắn cũng sẽ đồng dạng xuất thủ. Thật là điên. Lấy ra hết thảy lực lượng đến ngăn cản. Đối với kết quả này, Diệp Quân Lâm kỳ thật không ngoài ý muốn. Hắn cao điệu như vậy tuyên bố lệnh treo giải thưởng nguyên nhân cũng là như thế. Vì chính là bước ra bọn hắn, để bọn hắn ngăn cản. Dạng này bọn hắn mới có thể lộ ra chân tướng tới. Mới có thể tra được thân phận của bọn hắn. Nhất là để Diệp Quân Lâm canh cánh trong lòng hủy đi thay máu ghi chép thế lực, dùng 10 vạn năm tuyết liên vì lấy cớ lừa gạt tài nguyên thế lực, còn có khống chế thần y thế lực. Lần này hắn nhất định phải điều tra ra. Tranh thủ thời gian thông báo mặt trời không lặn đế quốc, còn có minh tà thần bọn hắn bắt đầu tra cho ta. Ta liền không tin bọn hắn còn có thể tránh thoát đi. Nhất thiết phải tra cho ta ra tới. Diệp Quân Lâm chờ chính là bọn hắn liều lĩnh hành động. Dạng này mới có thể có dấu vết mà lần theo. Chẳng qua đối với những thế lực này ngăn cản nữ nhi của hắn chuyện giải độc, hắn sao có thể không khí. Vì không để một đứa bé giải độc, chiến hùng quốc vậy mà không tiếc phái ra 800 thần minh a. Phải biết thế lực bảng thứ 3 Thiên Khải Đế quốc cũng mới hơn 800 thần minh. Cái này khiến Diệp Quân Lâm sát ý ngập trời. Những người khác sinh khí, đều nhìn không được. Hắn cái này làm cha như thế nào nhìn nổi đi. Chẳng qua hắn vẫn luôn tại tích lũy, cuối cùng đám gia hỏa này đến một đợt lớn. Một khi chờ quân quân tốt, coi như một đợt tổng nợ. Rất tốt, cửu đầu xà, chiến hùng quốc các ngươi đều rất nhảy a. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem, ta sẽ đi chiến hùng quốc, có ngày đó, quân quân độc cũng sắp giải. Một ngày này không xa. Đến lúc đó ta nhìn chiến hùng quốc ngươi lấy cái gì bảo vệ cửu đầu xà. Người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Nhìn ngươi có bao nhiêu thần minh. Ta muốn ngay trước các ngươi mặt đem cửu đầu xà người toàn bộ giết sạch. Chấm. Hiện tại Diệp Quân Lâm đã mong đợi. Trước đó không chờ mong, là bởi vì quân quân chúng độc không có chút nào tiến triển. Nhưng hôm nay không giống. Quân quân độc đều giải khai một nửa. Toàn bộ khứ trừ không có bao nhiêu thời gian. Những người khác cũng là tương đương chờ mong. Thậm chí trong đầu đều ra hình tượng. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm một người giáng lâm chiến hùng quốc hình tượng. Một người giết xuyên Siberia. Thậm chí bọn hắn cầm nắm đấm, so Diệp Quân Lâm càng chờ mong. Đến lúc đó bọn hắn đều chính là người chứng kiến.
nghe nói hiện tại chiến hùng quốc ngay tại rất nhiều trồng chất thần minh. Có tài nguyên phong phú cùng cửu đầu xà phương pháp về sau, ngay tại điên cuồng chế tạo thần minh. Hiện tại bọn hắn đã cảm thấy chiến hùng quốc thần minh càng nhiều càng tốt. Không phải thật không đủ Diệp Quân Lâm giết. Tốt nhất mấy vạn thần minh. Bọn hắn rất muốn thấy cảnh này. Chẳng qua đám gia hỏa này hiện tại thật phách lối. Bọn hắn thả ra ngoan thoại đến. Bất luận là ai cho quân quân giải độc, đều phải chết. Cho dù là mặt trời không lặn đế quốc, thiên khải đế quốc loại này cấp bậc, bọn hắn cũng sẽ ngăn cản. Thượng đế chi não rất là phiền muộn. Mặc dù bọn hắn kết cục đã đoán được. Diệp Quân Lâm sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhảy nhót quá lợi hại a. Không quen nhìn. Tất cả mọi người muốn chọc giận chết rồi. Ngoá nó, xem bọn hắn nhảy nhót, ta cái này sinh khí a. Tiêu Thiên Vũ mấy người nắm chặt nắm đấm. Đều muốn tức điên. Diệp tiên sinh ta cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao. Quân quân độc cuối cùng muốn giải a, hiện tại bọn hắn như vậy ngăn cản, quân quân giải độc cũng là không có hy vọng. Hắc ám bác sĩ hỏi. Đó là đương nhiên không, vẫn là cần các ngươi nhìn chằm chằm một điểm. Đã rất nhiều người tiếp không được lệnh treo giải thưởng, vậy chúng ta đem lệnh treo giải thưởng đưa đến những cái này người cửa nhà chẳng phải được rồi. Diệp Quân Lâm nói. Được rồi, minh bạch. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu. Đương nhiên tất cả chuyện tiếp theo cũng cần các vị trợ giúp. Lão tà dùng đến người thời điểm đến. Diệp Quân Lâm hướng về phía Hỏa Vân Tà Thần nói. Hỏa Vân Tà Thần thực lực bây giờ mạnh mẽ, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể xử lý. Đương nhiên luyện hắn công pháp cơ bản còn có văn lôi cùng muội muội Chu Nam Yên. Hai vị này đoán chừng cũng sắp thành công. Không có vấn đề, tìm người đúng không, vấn đề này giao cho ta. Hỏa Vân Tà Thần đáp ứng lập tức xuống tới. Lão tà ngươi liền phụ trách trại yến tàng sinh phía sau đến cùng ra sao thế lực tại khống chế hắn a. Còn có hắn thần dược cũng tra một chút, chỉ cần cầm tới hắn so sánh 10 vạn năm tuyết liên thần dược, quân quân độc tuyệt đối giải trừ hoàn toàn. Diệp Quân Lâm cho Hỏa Vân Tà Thần thu xếp nhiệm vụ. Mọi người một mực đang tra, chỉ là không có hiệu quả. Diệp Quân Lâm nghĩ đến để Hỏa Vân Tà Thần loại này lợi hại một điểm đi thăm dò. Có phải là khá hơn một chút? Các ngươi cũng cần trợ giúp ta, tra một chút ám sát lệnh treo giải thưởng thế lực thần bí. Phương diện này các ngươi càng thần thông quảng đại một điểm. Diệp Quân Lâm đối với mấy cái này thuê tổ chức nói. Tình báo của bọn hắn tuyệt đối mãnh. Có thể biết bất cứ chuyện gì biến hóa những thứ này. Đây mới là Diệp Quân Lâm vận dụng bọn hắn nguyên nhân chân chính. Bọn hắn so Tiêu Thiên Vũ những người này tìm ra được đoán chừng càng dễ dàng một chút. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Diệp Quân Lâm cũng rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Chấm. Hắc Thiên Minh những thế lực này bị diệt mất về sau, Thiên Thần Ti bên trong người rất nhanh tiếp vào tin tức. Diệp Quân Lâm người thật là âm hiểm a, lại có hậu chiêu, chuẩn bị thuê tổ chức đang chờ. Thiên Thần Ti người nào đó giận dữ hét. Lúc đầu hắn chi đi tất cả Thiên Thần vệ, chính là để Hắc Thiên Minh bọn hắn bắt đầu chiếm đoạt Diệp Quân Lâm tài nguyên, hắn mạnh mẽ phân một bút. Tính toán rất tốt, hắn đều đang đợi. Kết quả chờ đến kết quả này. Diệp Quân Lâm hẳn là không biết ta bại lộ đi, nghe nói Hắc Thiên Minh những người này đều là bị nháy mắt dây mất. Hẳn là không thời gian đem ta khai ra đi thôi. Nếu để cho Diệp Quân Lâm biết là ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Cái này người có mấy phần bối rối, cầu nguyện mình không bại lộ. Nhưng mà Diệp Quân Lâm bên này tin tức rất nhanh truyền đến. Hắn tại Tà Cổ Chi Vương lão tổ giấu tài nguyên tin tức là có người tiết lộ ra ngoài. Địa điểm này chỉ có Thiên Thần Ti biết, bởi vì lúc trước chỉ có Thiên Thần Ti phái người tới bắt qua tài nguyên. Tốt, đem hắn điều tra ra. Diệp Quân Lâm đơn giản sáng tỏ nói. Ở trước mặt hắn nhảy quá nhiều người. Cùng hắn một cái chiến tuyến quá ít, toàn bộ là địch nhân. Không đúng. Cùng hắn một cái chiến tuyến còn có. Đúng, cái kia báo thù cửu đầu xà tổ chức cái gì quy mô. Bọn hắn đều tụ tập lại lâu như vậy, làm sao không thấy động tĩnh a? Cũng không tìm cửu đầu xà báo thù. Diệp Quân Lâm chợt nhớ tới cái này cùng mình đứng tại một phe cánh bên trên tổ chức. Không biết a. Bọn hắn không có tin tức. Báo thù cửu đầu xà tổ chức trên đảo nhỏ, giờ phút này lại phát sinh khác nhau. Bởi vì toàn bộ tổ chức hiện tại mục tiêu chính là không tiếc bất cứ giá nào đến ngăn cản quân quân giải độc. Cho nên bọn hắn sai phái ra sát thủ, khứ trừ rơi từng cái đón lấy lệnh treo giải thưởng người.
cùng cửu đầu xà cùng thế lực thần bí trong lúc vô hình ăn ý phối hợp. Bọn hắn còn đang không ngừng tăng lớn cường độ bên trong. Cứ như vậy, một số người coi như không đáp ứng. Bọn hắn gia nhập cái này ngăn cản dự tính ban đầu cùng mục đích là vì báo thù cửu đầu xà A. Thế nhưng là tổ chức này đến bây giờ, căn bản không đề cập tới báo thù cửu đầu xà chuyện này. Ngược lại là tổ chức ngay từ đầu thành lập thời điểm, ngược lại là phái người ra ngoài ám sát cửu đầu xà người. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có. Loại này hành động rốt cuộc không có tổ chức qua. Thậm chí đều không có người lại đi sách báo thù cửu đầu xà sự tình. Tổ chức này mấy cái thủ lĩnh bây giờ muốn chính là tài nguyên, như thế nào lớn mạnh chính mình, như thế nào để tổ chức này cường đại, như thế nào thêm ra đến thần minh, như thế nào để càng nhiều người báo thù gia nhập. Đều là vì mình mưu lợi. Phần lớn người thành công cụ. Hiện tại toàn là như vậy. Về phần báo thù cửu đầu xà sự tình bọn hắn đều ném sau ót. Căn bản liền không nhớ nổi. Có thể. Người cần tài nguyên, cần thần minh, không ngừng cường đại tổ chức này. Đây đều là có thể. Bởi vì cửu đầu xà cường đại. Diệt trừ cửu đầu xà sẽ khá khó khăn. Nhất định phải có thực lực cường đại làm dựa vào. Như vậy một mực ẩn nhẫn, làm bản thân lớn mạnh. Đây đều là có thể lý giải. Thế nhưng là làm cho không người nào có thể lý giải một điểm chính là bọn hắn không những không đề cập tới chuyện báo thù, bây giờ lại cùng cửu đầu xà liên thủ. Diệp Quân Lâm không gia nhập tổ chức của bọn hắn, không dám hướng cửu đầu xà báo thù, là hắn không đúng. Nhằm vào con gái nàng, không để cho giải độc, kỳ thật cũng có thể lý giải. Dù sao muốn cho Diệp Quân Lâm một chút giáo huấn nha. Thế nhưng là cùng cửu đầu xà liên thủ, liền không thích hợp. Tổ chức này hơn 10 vạn người, cái kia không phải cùng cửu đầu xà có huyết hải thâm cừu. Phụ mẫu bị giết, gia gia nãi nãi bị kéo đi làm thí nghiệm, thậm chí toàn cả gia tộc đều bị giết sạch. Các loại cừu hận tầng tầng lớp lớp. Chỉ có người nghĩ không ra cừu hận, không có cửu đầu xà làm không được. Mỗi một người chỉ cần vừa nghe đến cửu đầu xà, chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cửu đầu xà thiên đao vạn quả. Chính là như vậy một đám người tụ tập lại tổ chức. Nhưng cho tới bây giờ, đại đa số người tựa hồ cũng là thản nhiên đối mặt. Không đề cập tới cửu đầu xà. Không đề cập tới cửu hận. Thậm chí có người nâng lên cửu đầu xà, tất cả mọi người là lạnh lùng, dường như tiếp nhận đồng dạng. Nhưng nhất không khiến người ta lý giải chính là cùng ngập trời huyết cửu cửu đầu xà liên thủ. Cái này khiến một bộ phận một lòng báo thù người căn bản là không có cách lý giải. Cho nên bọn hắn đưa ra ý kiến. Muốn nhằm vào Diệp Quân Lâm chúng ta không có ý kiến. Thế nhưng là chúng ta không cho phép mọi người cùng cửu đầu xà liên thủ A. Cho dù là trong lúc vô hình liên thủ, cái này cũng là không cho phép. Các ngươi có thể chịu được sao? Cùng các ngươi có huyết hải thâm cửu cửu nhân đi liên thủ. Chấm. Quả nhiên cái này một bộ phận người đưa ra vấn đề này sau. Đối cái khác người mà nói là rung động. Cho dù là bọn họ lại thế nào lãng quên cùng tiếp nhận. Cùng cửu đầu xà huyết hải thâm cừu là một mực tồn tại A. Bị người nhắc lên, bọn hắn vẫn là hận thấu xương. Từng cái nhao nhao trầm mặc. Dù nói thế nào, cũng không thể cùng cừu nhân cùng một chỗ liên thủ A. Cái dạng gì liên thủ đều không được. Đây là kiên quyết không được. Nhưng phàm là người có cốt khí, tuyệt đối không thể tiếp nhận dạng này. Lúc này, mấy cái kia mời qua Diệp Quân Lâm gia nhập người bắt đầu phản bác. Không có A. Các ngươi đây là trộm đổi khái niệm A, chúng ta cũng không cùng cửu đầu xà có liên thủ A. Các ngươi có từng thấy chúng ta đi cùng cửu đầu xà liên hệ sao? Không có đi. Hiện tại vẻn vẹn cái trùng hợp thôi, chúng ta chỉ là cùng cửu đầu xà có đồng dạng mục tiêu thôi. Chúng ta tuyệt không liên thủ với bọn họ A. Cửu đầu xà vẫn như cũ là cửu nhân của chúng ta một mực đang lớn mạnh chính mình, làm hết thảy cũng là vì hướng cửu đầu xà báo thù. Chấm. Thế nhưng là cùng cửu nhân cùng một mục tiêu, chính các ngươi có thể chịu được sao? Không phải là cửu nhân hận đồ vật chúng ta bảo vệ sao? Ta cảm thấy cửu đầu xà đối phó Diệp Quân Lâm cha con, chúng ta hẳn là cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ. Mà không phải cùng cửu đầu xà đồng dạng, đi nhằm vào bọn họ. Hiện tại cách làm của chúng ta cùng cửu đầu xà khác nhau ở chỗ nào? Chấm. Những người này thật là cùng cửu đầu xà có ngập trời huyết cừu. Hận không thể lập tức báo thù loại kia. Bởi vậy phàm là nâng lên cửu đầu xà hoặc là cùng cửu đầu xà có liên quan sự tình, bọn hắn liền sẽ cảm xúc kích động. Một câu cửu đầu xà thích bọn hắn thống hận,
cửu đầu xà thống hận bọn hắn thích. Liền phải cùng cửu đầu xà ngược lại. Bởi vậy hiện tại hành động như vậy, là chạm đến vảy ngược của bọn họ. Kiên quyết không được. Các ngươi đây là ngụy biện a. Nói như vậy, cửu đầu xà là mọi người cửu nhân, Diệp Quân Lâm cũng là a. Những người kia gấp, còn trả đũa, nói bọn hắn là ngụy biện. Ta muốn hỏi hỏi Diệp Quân Lâm như thế nào là cửu nhân của chúng ta rồi. Những người này nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi. Kỳ thực hiện tại tổ chức này tất cả mọi người rất nghi hoặc. Diệp Quân Lâm đến cùng làm sao rồi? Đáng giá để mọi người như vậy đi nhầm vào. Ngăn cản nữ nhi của hắn giải độc không nói. Còn lừa gạt Diệp Quân Lâm như vậy tài nguyên. Thế nhưng là mọi người nghĩ nghĩ. Dường như Diệp Quân Lâm cùng mình không có cửu hận a. Diệp Quân Lâm lại không có đem tất cả làm gì. Chỉ là người ta hiện tại cho nữ nhi giải độc, không có công phu đi báo thù thôi. Không có gia nhập tổ chức này thôi. Cái này cũng có tội. Huống chi không hướng cửu đầu xà báo thù nhiều người đi. Không thêm tổ chức này càng nhiều a. Làm sao không gặp mọi người từng cái nhằm vào. Tại sao phải nhằm vào Diệp Quân Lâm đâu. Cái này. Mời qua Diệp Quân Lâm mấy người kia đang nghe vấn đề này về sau. Rõ ràng sững sờ. Một nháy mắt bọn hắn cũng khó trả lời vấn đề này. Cụ thể cùng Diệp Quân Lâm cái gì thù cái gì oán, bọn hắn thật nói không ra. Diệp Quân Lâm cùng chúng ta cái gì thù, thái độ của hắn, hắn nhu nhược khiếp đảm, không dám cùng cửu đầu xà báo thù. Không dám cùng cửu đầu xà báo thù, chính là cổ vũ cửu đầu xà phách lối khí diễm. Đây chính là cừu hận. Mấu chốt là nữ nhi của hắn bị hạ loại độc này. Thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái này khiến mọi người thấy thế nào. Cửu đầu xà chẳng phải là càng phách lối rồi. Chính yếu nhất chính là thân phận của hắn a. Vì cái gì chúng ta không nhằm vào người khác, liền nhằm vào Diệp Quân Lâm. Thân phận của hắn đặc thù a, hắn không biểu lộ thái độ, gây nên quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Huống chi tay hắn nắm nhiều như vậy tài nguyên, vạn nhất rơi vào đến cửu đầu xà trong tay, chúng ta báo thù sự tình xa xa khó vời. Bởi vậy, chúng ta muốn trước diệt trừ Diệp Quân Lâm. Đây cũng là báo thù cửu đầu xà một bước trọng yếu trình tự. Để tất cả mọi người biết chúng ta quyết tâm nhất định phải báo thù cửu đầu xà. Đúng, chúng ta làm đây hết thảy đều là vì báo thù cửu đầu xà a. Chấm. Ngụy biện. Bọn hắn mới là triệt để ngụy biện. Chẳng qua những lời này vừa ra tới, mọi người cũng không có cách nào. Bởi vì những người này vô luận như thế nào nói đều là hướng cửu đầu xà báo thù sự tình. Chỉ cần minh xác điểm này, mọi người cũng liền không có dị nghị. Chỉ cần mọi người còn nhớ rõ cửu đầu xà cửu hận là được. Đối Diệp Quân Lâm thế nào, ngược lại là không quan trọng. Sau đó bọn hắn vẫn như cũ toàn diện nhằm vào Quân Quân chuyện giải độc. Hỏa Vân Tà Thần quả nhiên có hiệu suất. Dùng 3 ngày thời gian thật đúng là tìm được thần dược. Dù sao hắn thực lực mạnh hơn một chút. Cái này khiến Yến Tàng Sinh đều khiếp sợ không thôi. Chẳng qua vẫn là muộn một bước. Người ta sớm một bước đem thần dược rời đi. Thế nhưng là Hỏa Vân Tà Thần có hiệu quả như thế, vẫn là khiến người kinh ngạc. Sau đó Hỏa Vân Tà Thần lại lần lượt phát hiện bọn hắn người. Kém một chút liền đem cái này thế lực thần bí cho kéo ra đến. Đoán chừng cái này thế lực cũng là bị bức bách bất đắc dĩ. Vậy mà tuyên bố tại Đại Hạ Đông Hải một chỗ đảo nhỏ vô danh bên trên, tổ chức một trận đấu giá hội. Nội dung chính là đấu giá thần y Yến Tàng Sinh thần dược. Tin tức vừa truyền tới, để người chấn kinh. Hỏa Vân Tà Thần nhìn xem Diệp Quân Lâm, đều có chút sợ hãi. Bởi vì Diệp Quân Lâm sắc mặt bình thản, dạng này hắn mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn đây là lựa chọn tự bộc sao, cứ như vậy chẳng phải bại lộ thân phận sao. Có người nói, sẽ không. Bọn hắn không có khả năng mình xuất hiện, ủy thác một cái thế lực thay bọn hắn đấu giá là được. Bọn hắn dự liệu được ta khẳng định sẽ đi, mà lại ngăn cản ta cửu đầu xà những cái này cũng đều sẽ tham dự trong đó. Đoán chừng là muốn để ta trơ mắt nhìn thần dược bị những người khác đấu giá đi, buồn nôn ta đi. Diệp Quân Lâm nói. Đúng vậy a, khẳng định là như vậy. Càng như vậy, chúng ta càng là muốn đi, còn nhất định phải đoạt lại thần dược, mà lại các phương đều hành động. Đây đối với chúng ta đến nói cũng là có chỗ tốt. Chúng ta có thể phát hiện thân phận của bọn hắn a. Bọn hắn tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chúng nhân nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, tốt, vậy ta tự mình đi một chuyến. Đối phương làm như thế, chính là hướng về phía nhục nhã Diệp Quân Lâm đến.
Thế nhưng là cái này cũng chẳng khác gì là chủ động bại lộ a. Dù là lại như thế nào che giấu, chủ động bại lộ, vẫn là dễ dàng bị tra được. Không sai. Đây chính là khống chế yến tàng sinh thế lực thần bí, tại bị hỏa vân tà thần 5 lần 7 lượt tra được manh mối sau. Thậm chí liền thần dược đều kém chút đều bị đoạt đi. Bọn hắn ngồi không yên. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn chết sống đều muốn bại lộ, thần dược cũng bị phát hiện. Còn không bằng chuyên môn đến buồn nôn Diệp Quân Lâm một cái. Bởi vậy bọn hắn mới phải làm ra một cái đấu giá hội, chuyên môn tới đấu giá cái này gốc thần dược. Đại hạ thần y bây giờ toàn thế giới đều biết. Mà lại hắn có được một gốc thật có thể so sánh 10 vạn năm tuyết liên thần dược cũng bị mọi người biết rõ. Mọi người mặc dù hữu tâm, thế nhưng là bất lực. Căn bản liền không tìm được a. Hiện tại tin tức này truyền tới, toàn thế giới đều oanh động. Đối thần dược này có ý tưởng, một cái tiếp một cái tiến về. Mà nhằm vào Diệp Quân Lâm các thế lực lớn cũng minh bạch, lần này thần dược đấu giá khẳng định là nhằm vào Diệp Quân Lâm. Một khi để Diệp Quân Lâm đạt được thần dược, Quân Quân Độc tất nhiên sẽ giải khai. Bởi vậy, bọn hắn muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm đạt được cái này gốc thần dược. Vô luận cái gì đại giới, bọn hắn nhất định phải ngăn cản. Cửu đầu xà lập tức để người xuất động, đi đấu giá cái này gốc thần dược. Báo thù cửu đầu xà tổ chức sau khi nghe được cũng lập tức phái ra người đi. Mà bọn hắn trấn an những cái kia một lòng chỉ muốn báo thù quần thể lý do cũng rất đơn giản, lần này cửu đầu xà tất nhiên sẽ phái người tới. Đến lúc đó bọn hắn thuận tay có thể giết mấy người báo thù, vì mọi người giải hận. Vừa nghe đến tìm cửu đầu xà báo thù, cái kia quần thể tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Đại hạ Đông Hải một chỗ không biết tên trên đảo nhỏ, đã có mấy trăm cái mang theo mặt nạ cường giả. Không có ai biết thân phận của bọn hắn, cũng không có biết bọn hắn đến cùng phải hay không khống chế yến tàng sinh thế lực thần bí. Phần lớn người suy đoán đám người này là bị ủy thác, đến chuyên môn lo liệu cuộc bán đấu giá này. Mà thần y gốc kia có thể so với 10 vạn năm tuyết liên thần dược bị cất đặt tại một cái cơ quan hộp ở trong. Cái này hộp nếu là cưỡng ép đụng chạm lấy đi, sẽ khởi động cơ quan chương trình, liền sẽ khóa kín cái này gốc thần dược. Làm sao cũng sẽ không mở ra. Nếu như cưỡng ép mở cơ quan hộp, như vậy cái này gốc thần dược liền sẽ tự hủy, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Nói cách khác muốn hoàn chỉnh đạt được thần dược, liền nhất định phải nghe theo đám người này, để bọn hắn dùng mật mã mở ra. Cửu đầu xà sách lược của bọn hắn chính là tận khả năng đấu giá cái này gốc thần dược, dù sao loại thứ này cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Ai không muốn muốn, dù là đập không đến, để người người khác đập tới cũng được. Tóm lại không thể để cho Diệp Quân Lâm đạt được. Thực sự không được, liền đem thần dược hủy ở cơ quan trong hộp. Báo thù cửu đầu xà tổ chức ý nghĩ cũng là như thế. Không đến tham gia đấu giá hội người thật đúng là không ít, dù sao thần dược giá trị cùng mị lực quá lớn. Đoán chừng thế lực thần bí cũng phải kiếm một món hời ý nghĩ. Đấu giá cũng phải dùng linh khí tinh thể cùng thiên tài địa bảo. Sau đó không lâu Diệp Quân Lâm một đoàn người đi vào trên hòn đảo nhỏ này. Diệp Quân Lâm cũng sớm an bài tốt người. Thề sống chết cũng phải đem thế lực thần bí thân phận điều tra ra. Đương nhiên mục đích chính yếu nhất chính là đạt được thần dược. Cho Quân Quân giải độc mới là trọng yếu nhất. Sàn bán đấu giá bên trong, đã là không còn chỗ ngồi. Chẳng qua phần lớn người Diệp Quân Lâm bọn hắn căn bản không biết. Cửu đầu xà cùng hủy đi thay máu ghi chép thế lực thần bí hẳn là ngay tại trong hội trường, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ngăn cản chúng ta. Hắc ám bác sĩ bám vào Diệp Quân Lâm bên tai nhỏ giọng nói. Nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ biện pháp xác nhận thân phận của bọn hắn. Còn có bọn này tổ chức đấu giá hội thế lực thân phận có thể xác định sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Bọn hắn toàn bộ mang theo mặt nạ, trước mắt thân phận còn không rõ. Mà lại hơn phân nửa là ủy thác thế lực, cũng không phải là bọn hắn chân chính phái người đến. Hắc ám bác sĩ nói. Tốt, để lão ta ẩn tàng tốt. Một khi tìm tới thần dược, liền lập tức hành động. Diệp Quân Lâm lại dặn dò. Hiện tại hắn người đã toàn bộ đến nơi. Sau đó, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Mang theo mặt nạ cường giả bắt đầu giới thiệu, hôm nay bán đấu giá thiên tài địa bảo toàn bộ là đại hạ thần y yến tàng sinh chân tàng nhiều năm thiên tài địa bảo. Tổng cộng có 10 cái. Lời này mới ra. Giữa sân đám người lập tức hưng phấn lên. Vốn cho là chỉ có một gốc thần dược. Mọi người kỳ thật rất khó cầm xuống. Nhưng là bây giờ có 10 cái, dạng này tỷ lệ liền lớn.
không đến mức chạy tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Xem ra cái này thế lực thần bí là đem Yến Tàng Sinh gắt gao khống chế lại. Hắn tất cả chân tàng thiên tài địa bảo đều bị người ta đạt được. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hắc ám bác sĩ hỏi. Đập, đem tất cả mọi thứ đều chụp được đến. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là thần y tại nơi cực hàn hái được một viên băng tâm thảo, có thể xóa đi thần minh nhận thương thế, không phải trọng thương đều hữu dụng. Đây là quanh năm suốt tháng thụ thiên địa nguyên khí tẩm bổ, so gần đây bởi vì linh khí khôi phục thiên tài địa bảo phải hữu dụng. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá vừa ra tới, kinh khủng dược lực ở trong sân tràn ngập. Tất cả mọi người kích động. Giá khởi điểm cách phổ thông phẩm chất 20 khối linh khí tinh thể hoặc là 5 cây thiên tài địa bảo. Cái này người vừa mới nói xong. Hắc ám bác sĩ liền hô, 100 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. T. Lần này đổ rút khí lạnh thanh âm không dứt bên tai. Diệp Quân Lâm bên này quá ác. Vừa lên đến chính là hô lên dạng này giá cả, ai có thể tiếp nhận. Đây là một lần tính đoạn mất con đường của tất cả mọi người. Huống chi Diệp Quân Lâm tài nguyên như vậy phong phú, ai có thể cùng hắn sánh vai kêu giá A? Ai có thể hao tổn ở hắn A? Bởi vậy, tất cả mọi người trầm mặc. Không biết muốn hay không kêu giá. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, người bên này gọi, Diệp Quân Lâm bên này sẽ còn tiếp tục. Căn bản không cạnh tranh được người ta. Liền cửu đầu xà phái tới người đều bắt đầu thảo luận. Chúng ta muốn hay không kêu giá? Cái này băng tâm thảo không chừng đối với hắn nữ nhi giải độc hữu dụng đâu. Cửu đầu xà người nếu không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Diệp Quân Lâm. Bất luận cái gì vật phẩm đấu giá cũng sẽ không để. Báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng giống như vậy ý nghĩ. Đang lúc bọn hắn muốn hô thời điểm, một thanh âm vang lên, 500 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Cái này khiến cửu đầu xà cùng báo thù cửu đầu xà tổ chức đều là sững sờ. Bởi vì kêu giá người căn bản không phải bọn hắn người A. Diệp Quân Lâm còn có địch nhân. Không chỉ như thế, liền chủ trì đấu giá hội người phụ trách dưới mặt nạ gương mặt kia hơi biến sắc. Đều tại kinh ngạc một sự kiện lại còn có người muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Hiện tại trừ cửu đầu xà, báo thù cửu đầu xà tổ chức cùng khống chế thần y thế lực thần bí bên ngoài. Lại còn có người muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Đây là vượt quá mọi người dự kiến. Mà lại nghe cái này kêu giá là lực lượng 10 phần. Mảy may đều không e ngại Diệp Quân Lâm. Quả nhiên đến rồi. Diệp Quân Lâm bên này bởi vì không biết ở đây, căn bản không biết ai là ai. Hắn bởi vậy không biết cái này kêu giá chính là siêu thoát ra hắn dự tính tam phương thế lực bên ngoài. 1000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Diệp Quân Lâm có là tài nguyên, căn bản không sợ loại này. Bởi vậy, Hắc ám bác sĩ trực tiếp gấp bội. Mà vừa mới kêu giá người kia cũng tiếp tục nói, 2000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Chấm. 3000. 4000. Chấm. 1 vạn. Rất nhanh người kia vậy mà kêu giá đến 1 vạn khối linh khí tinh thể giá cả. Cái này rung động toàn trường. Liền cửu đầu xà bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, nhưng bọn hắn tài nguyên vẫn là có hạn. Không có khả năng cùng Diệp Quân Lâm đánh đến loại trình độ này. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đều chuẩn bị tại gốc kia có thể so với 10 vạn năm tuyết liên thần dược bên trên. Phía trước những cái này vật phẩm đấu giá cứ việc cũng là hết sức ngăn cản, nhưng cũng có hạn độ. Một khi vượt qua bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao Diệp Quân Lâm có tài nguyên quá khủng bố. Liều tài nguyên, không ai có thể cùng Diệp Quân Lâm so đấu. Báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng là như thế. So tài nguyên, bọn hắn so cửu đầu xà còn muốn kém. Tổ chức đấu giá hội tổ chức lên ảo ảo giá cả có khả năng, thế nhưng là có thể Diệp Quân Lâm liều tài nguyên không có khả năng. Thế nhưng là trước mắt thần bí nhân này một mực cùng Diệp Quân Lâm liều. Đây là phấn khích thể hiện. Xem ra căn bản không phải mù quáng gọi. Là thật có thể cùng Diệp Quân Lâm tách ra vật tay. Cái này cũng vượt quá Diệp Quân Lâm dự kiến. Cái này gốc băng tâm thảo căn bản không có cao như vậy giá trị. Sớm liền vượt qua tới. 1 vạn khối phẩm chất cao linh khí tinh thể có thể đổi chỉ ít 500 gốc băng tâm thảo. Hắn cũng ý thức được không thích hợp. Cái này người hẳn không phải là cửu đầu xà những người này. Bọn hắn sẽ ngăn cản, nhưng tuyệt đối là tại cuối cùng một gốc thần dược bên trên. Không có khả năng đi lên liền liều mạng. Hao tổn nhiều như vậy tài nguyên cùng mình liều,
Chiến Hùng Quốc đều sẽ không đáp ứng. Đây là ai đâu? Lại xuất hiện một cái nhằm vào thế lực của mình. Tiếp tục sao? Hắc ám bác sĩ hỏi. Không cần, không có ý nghĩa. Diệp Quân Lâm biết đối phương quyết tâm muốn cùng mình khiêu chiến. Vô luận mình hô ra giá bao nhiêu cách, hắn đều muốn cùng đi theo. Đây là hang không đáy. Mà lại cũng không phải cuối cùng một gốc thần dược, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Một vạn khối phẩm chất cao linh khí tinh thể một lần, hai lần, ba lần. Tốt, cái này gốc băng tâm thảo liền về vị tiên sinh này tất cả. Chấm. Cái này khiến người khác thổn thức không thôi. Căn bản không có tham dự cảm giác. Cùng Diệp Quân Lâm hai vị này thổ hào làm sao liều. Rất nhanh, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bắt đầu. Là Yến Tàng Sinh tự mình điều chế đan dược, đối tăng cường công lực cùng chữa thương có kỳ hiệu. Nhất là hiện tại cái này hấp thu linh khí thời đại, đan dược này quan trọng hơn. Có thể để ngươi hấp thu linh khí tốc độ đề cao gấp mấy lần, có thể không tâm động. Tất cả mọi người mong đợi. Không xem qua quang đều tại Diệp Quân Lâm cùng vừa mới cạnh tranh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá người thần bí trên thân. Kêu giá. Diệp Quân Lâm nói. Hắc ám bác sĩ lập tức kêu giá, 1000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. 1000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Khoa trương là đối phương vậy mà trực tiếp thêm gấp 10. T. Lại là một trận đổ rút khí lạnh thanh âm. Cái này mẹ hắn xuất hiện một cái so Diệp Quân Lâm còn mạnh hơn. Cái này hoàn toàn không phải lên ào ào giá cả. Đây chính là rõ ràng muốn làm Diệp Quân Lâm. Cái này đan dược là đáng tiền. Còn không tới trực tiếp lên tay chính là 1000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể tình trạng A. Đây là có bao nhiêu tài nguyên A. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người sắp điên. Cho dù là cửu đầu xà cùng đấu giá hội người phụ trách cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà đến một người có thể cùng Diệp Quân Lâm tại tài nguyên phía trên vật tay tồn tại. Kêu giá vẫn còn so sánh Diệp Quân Lâm hung ác nhiều. Tiếp tục sao? Hắc ám bác sĩ cùng Diệp Quân Lâm đều sửng sốt. Hắc ám bác sĩ hỏi thăm muốn không cần tiếp tục. Không cần, đối phương chính là thẻ chúng ta. Diệp Quân Lâm nói. Hắn còn muốn tiếp tục xem nhìn. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. 2000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Lần này, không đợi Diệp Quân Lâm hô. Đối phương trực tiếp kêu đi ra một cái giá trên trời. Lần này mọi người càng phát ra chấn kinh. Quá làm cho người rung động. Tốt, tiếp tục, nhìn nhìn lại. Diệp Quân Lâm cũng là một mặt chấn kinh. Những người khác càng không có tham dự cảm giác. Người ta một cái lên tay giá khả năng liền so với bọn hắn có tất cả còn nhiều. Cái này còn thế nào đi cạnh tranh? Thứ tư kiện vật phẩm đấu giá. 3000 khối. Đối phương lần nữa kêu giá. Không lưu tình một chút nào. Đối phương dường như rất hưởng thụ loại này bán đấu giá niềm vui thú, căn bản không quan tâm những vật này giá trị không đáng đồng tiền. Chỉ là dùng sức tiêu xài là được. Có lẽ tại tay người ta bên trong những tài nguyên này căn bản liền không đáng tiền, hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đâu. Thứ năm kiện lấy 4000 khối chụp được. Trọn vẹn 8 cái người này toàn bộ chụp được. Mà lại kêu giá một lần so một lần hung ác. Trực tiếp lên tay kêu giá, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Liền Diệp Quân Lâm đều bị trấn trụ. Vượt xa khỏi những cái kia vật phẩm đấu giá giá trị. Nói tóm lại, đấu giá dùng linh khí tinh thể giá trị đều là vật phẩm đấu giá hơn ngàn lần đi. Vượt xa khỏi. Việc này thoát thoát bại gia tử A. Mà lại đều là một mình hắn kêu giá, căn bản không có những người khác cùng hắn kêu giá. Tất cả mọi người là nhìn thấy lần thứ nhất đem Diệp Quân Lâm trấn trụ người. Không cách nào tưởng tượng. Liều tài nguyên còn có liều qua Diệp Quân Lâm người. Căn cứ Diệp Quân Lâm nắm giữ tài nguyên đến xem, liền Chiến Hùng Quốc đều nhất định có thể địch nổi. Cùng hắn liều, trên cơ bản phải cử quốc chi lực. Người, không có khả năng. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái sánh vai Diệp Quân Lâm, thậm chí lực áp hắn. Tại Diệp Quân Lâm trên tay trọn vẹn cướp đi 8 cái vật phẩm đấu giá. Để Diệp Quân Lâm không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là tại so đấu tài nguyên bên trên, Diệp Quân Lâm lần thứ nhất thua A. Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ rung động không nhỏ. Bọn hắn kỳ thật có thể liều. Dù sao tại nhất định trên ý nghĩa, Diệp Quân Lâm có tài nguyên là vô cùng vô tận. Thế nhưng là đối phương quá ác, so đấu xuống dưới không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất làm cho Diệp Quân Lâm khó mà tin nổi, không thể tin được chính là ngoại trừ chính hắn bên ngoài,
trên đời này còn có ai có thể như vậy cùng hắn khiêu chiến. Hắn như thế nào thu hoạch tài nguyên, hắc ám bác sĩ bọn họ cũng đều biết. Hắn tài nguyên không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Dù là chiến hùng quốc cử quốc chi lực đều vô pháp so sánh. Không có hắn như thế tài nguyên phong phú. Hắn kỳ thật muốn cầm ra tới bao nhiêu liền có thể lấy ra bao nhiêu. Thế nhưng là người này lấy ra nhiều như vậy tài nguyên cạnh tranh không có chút nào chớp mắt. Hắn tài nguyên từ đâu mà đến? Sau lưng của hắn là ai? Hoặc là nói hắn đến từ nơi đó. Chiến hùng quốc những cái này toàn bộ muốn bài trừ. Không có người sẽ dốc hết thảy chơi như vậy. Hắn là ai? Diệp Quân Lâm rất nghi hoặc. Lúc này đấu giá hội người phụ trách muốn nghiệm chứng hạ người này là có hay không có tài nguyên. Mấy phút đồng hồ sau. Từng chiếc cỡ lớn vận tải cơ đến. Đảo nhỏ kém chút không có chống đỡ. Vừa mới hắn kêu những cái kia linh khí tinh thể toàn bộ thực hiện. Diệp Quân Lâm còn cảm thụ dưới, toàn bộ đều là phẩm chất cao linh khí tinh thể. Các phương diện không thể so hắn có kém. Cái này mẹ hắn là ai a? Lại còn có người có được không thua tại tư nguyên của mình. Kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí sắp điên. Đây là hắc ám bác sĩ bọn hắn đều không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện dạng này nhạc đệm. Lại có bực này tồn tại. Hắn là ai? Thân phận gì? Toàn trường tất cả mọi người tại nghi kỵ. Diệp Quân Lâm cũng là như thế. Chưa từng nghe nói qua có loại tồn tại này. Không có đạo lý a. Thời gian dài như vậy. Nếu quả thật có người có khủng bố như vậy tài nguyên, bọn hắn làm sao lại không biết? Mà lại tài nguyên ở đâu? Ngay tại các lớn trong cấm địa a. Đối phương đã có được như thế tài nguyên phong phú, khẳng định như vậy tại trong cấm địa chạm mặt qua. Thế nhưng là đừng nói chạm mặt, liền phương diện này nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn tài nguyên là nơi nào đến a? Còn đẫm máu bầy ở mọi người trước mắt. Không thể tin. Nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là ai a? Không nghĩ ra được. Diệp Quân Lâm chỉ có thể quy kết đến dị loại trên thân. Khả năng linh khí khôi phục để một chút dị loại chạy ra. Ví dụ như trấn ma ti dạng này tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ có thể là như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Quân Lâm nghĩ không ra cái khác. Chẳng qua đám gia hỏa này cùng mình rất quen sao. Còn muốn như vậy điên cuồng nhắm vào mình. Diệp Quân Lâm càng nghĩ không thông. Mẹ nó, làm sao cảm giác khắp nơi đều là địch nhân. Phục. Cỏ. Diệp Quân Lâm kỳ thật đoán phương hướng là không sai. Nếu như trấn ma ti loại thứ này dị loại. Như vậy trước mắt đấu giá cái này người cũng đích thật là dị loại. Bởi vì bọn hắn chính là chiến ưng quốc người. Hoặc là nói là chiến ưng quốc thế lực sau lưng. Không sai. Chiến ưng quốc thế lực sau lưng đến. Bọn hắn bắt đầu ở việc làm thêm động. Vị này chính là. Cố ý để đùa bỡn một phen Diệp Quân Lâm. Dù sao Diệp Quân Lâm tài nguyên cái thế lực này căn bản liền chướng mắt. Bọn hắn đều sớm nói qua, Diệp Quân Lâm tài nguyên lại như thế nào phong phú, không phải liền là dựa vào Nam Cực phía dưới siêu cấp linh mạch sao. Đầu này siêu cấp linh mạch tạo phúc toàn thế giới, Diệp Quân Lâm đạt được tài nguyên đều là cùng cái này có quan hệ. Nhưng mà cái thế lực này, chính bọn hắn đơn độc liền có được một đầu không thua tại Nam Cực siêu cấp linh mạch. Hiện tại là toàn thế giới hưởng thụ đầu này siêu cấp linh mạch, mà thế lực của bọn hắn mình liền có một đầu siêu cấp linh mạch. Đủ thấy chiến ưng quốc cái này thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu. Những linh khí này tinh thể cùng thiên tài địa bảo đối bọn hắn đến nói, liền cùng rau cải trắng đồng dạng. Tâm tình của bọn hắn kỳ thật cùng Diệp Quân Lâm đồng dạng. Dạng này tài nguyên muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vậy bọn hắn có thể không ngừng nghỉ tiêu xài. Tiêu xài nhiều như vậy, không thể được cái gì. Nhưng là thoải mái a. Hiện tại đấu giá được 8 cái vật phẩm, kỳ thật đối bọn hắn đến nói căn bản vô dụng. Xong việc khả năng liền thưởng cho Thiên Thuẫn Cục Lâu La. Chẳng qua bọn hắn rất hưởng thụ quá trình này, có thể ngăn cản nghiền ép Diệp Quân Lâm quá trình. Diệp Quân Lâm còn có thể suy đoán ra đại khái phương hướng, những người khác là một mặt mộng. Căn bản cũng không biết lai lịch của người này. Tiếp xuống, thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá. Người phụ trách nói. Coi như mọi người chờ lấy người kia kêu giá thời điểm, người kia lại đột nhiên quay người, nhìn xem Diệp Quân Lâm cười nói, cái này tặng cho ngươi. Cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Chính là thành tâm muốn Diệp Quân Lâm khó xử, đoán chừng đến nhằm vào hắn. Diệp Quân Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, để hắc ám bác sĩ chụp được.
Cuối cùng Diệp Quân Lâm chụp được thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá. Những người khác đã chết lặng. Đấu giá căn bản đều không có. Dù là cửu đầu xà những cái này cũng là như thế. Dù sao hoàn toàn không cần thiết. Cũng bị chiến ưng quốc thế lực sau lưng thần bí nhân này làm chết lặng. Căn bản đều không đi gọi giá. Mọi người mục đích đều nhao nhao là thần y gốc kia thần dược. Đến rồi. Rốt cục muốn tới. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào trên đài. Tại mấy vị cao thủ hộ tống dưới, một cái hộp gỗ bị bày tới. Oanh! Lập tức, sàn bán đấu giá bên trong nhộn nhạo từng sợi mùi thuốc. Dù là bây giờ linh khí khôi phục thời đại, đám người ngửi được cũng là cảm giác thông thấu vô cùng. Cái này! Sôi trào! Nổ tung! Làm cái hộp gỗ đài, tất cả mọi người hưng phấn. Thần dược này quá khủng bố. Không hổ là so sánh 10 vạn năm tuyết liên thần dược A. Lúc trước Yến Tàng Sinh nói so một nửa mạnh một điểm, nhưng kỳ thật là khiêm tốn thuyết pháp. Kịp thời so sánh. Không biết thần dược này là cái gì năm. Thế nhưng là so thành 10 vạn năm tuyết liên. Cái này tương đương với thành tinh A. Bởi vậy, mọi người nhao nhao đều đứng dậy. Nhìn chòng chọc vào hộp gỗ. Nếu không phải biết đây là một cái tinh diệu cơ quan hộp. Tất cả mọi người muốn động thủ. Diệp Quân Lâm cũng kích động. Lần này đều không cần phân rõ bên trong thần dược là thật hay giả. Chỉ là tản mát ra một sợi khí tức, liền mạnh mẽ như vậy. Đây không phải thần dược là cái gì. Diệp Quân Lâm hô hấp dồn dập. Thần y Yến Tàng Sinh nói quả nhiên không sai a. Thần dược này dược lực quá khủng bố. Lần trước như thế cảm thụ, vẫn là thánh tuyền. Đương nhiên cái này so thánh tuyền còn kinh khủng hơn một điểm. Nếu là đạt được cái này gốc thần dược, Quân Quân Độc khẳng định là có thể giải. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại quan sát cái này cơ quan hộp. Ninh Tấn Nghiệp bỗng nhiên nói ra, cái này cơ quan hộp tuyệt đối xuất từ đại hạ, mà lại là thất truyền cơ quan thuật thiên cơ khóa. Ta trước đó nghe ta ra ra nói qua một loại cơ quan hộp, liền cùng cái này rất giống. Đại hạ thất truyền cơ quan thuật. Diệp Quân Lâm sắc mặt trầm xuống, thần sắc cứng lại. Như vậy khống chế Yến Tàng Sinh cái này thế lực thần bí chính là đại hạ. Đều đại hạ thất truyền cơ quan thuật. Quốc gia khác rất khó có được a. Mà lại chính là trước đó nói một điểm thần y vừa bại lộ, đại hạ nội bộ đều không có truyền ra. Thần y liền bị khống chế. Nước ngoài không có khả năng có người biết a. Mà lại tin tức này liền thiên sách thần soái bọn hắn đều là hậu chi hậu giác. Vậy đã nói rõ nhóm này thế lực chính là đại hạ. Đồng thời thần thông quảng đại, tại thiên sách phủ biết đến thời điểm bọn hắn đã sớm khống chế thần y. Lợi hại a. Chấm. Tổng hợp nghĩ nghĩ, Diệp Quân Lâm chỉ có thể cảm thán một tiếng. Nhưng mà, mình phải cùng bọn hắn không có thù a. Tại sao phải như thế nhằm vào? Diệp Quân Lâm đối thân phận của bọn hắn đã có một cái đại khái suy đoán. Sau đó chỉ cần đạt được thần dược về sau, hắn liền phải đem những người này mặt nạ hái xuống, từng cái xem xét. Nhìn xem đến cùng là ai? Mặt khác Hỏa Vân Tà Thần nhìn chằm chằm vào. Dù là đám người này là ủy thác, cái này thế lực thần bí chỉ cần một liên hệ liền sẽ phát hiện. Hôm nay chân chính nhân vật chính lên sàn. Tất cả mọi người rất kích động. Lần này dù là vừa mới một mực không có kêu giá các thế lực lớn, cũng phải xông một cái. Chẳng qua tất cả mọi người là rất kiêng kỵ Diệp Quân Lâm cùng người thần bí kia. Bọn hắn hô lên giá cách đến, khủng bố như vậy. Ai có thể đỡ nổi? Không chỉ như thế. Liền chiến ưng quốc thế lực sau lưng vị nào cũng là đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên. Bọn hắn coi thường hết thảy, không cầm tài nguyên coi ra gì. Đối hết thảy đều là lạnh lùng. Nhưng kia là không có xuất hiện đồ tốt. Xuất hiện đồ tốt vẫn là đồng dạng. Hiện tại thần y cái này gốc thần dược hấp dẫn đến hắn. Hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Phía trước những cái kia đồ vô dụng, đều sẽ bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi cạnh tranh. Hiện tại có cảm thấy hứng thú đồ vật, không được điên a. Hắn nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt, Diệp Quân Lâm cũng nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Cái này một cái hai người điên cuồng hơn kêu giá. Chẳng qua đây đối với cửu đầu xà cùng báo thù cửu đầu xà tổ chức đến nói là chuyện tốt. Mục đích của bọn hắn chính là vì không để Diệp Quân Lâm đạt được thần dược này. Nhưng là nếu như có thể mà nói, mình đạt được liền càng tốt hơn. Chẳng qua bây giờ xuất hiện một cái người thần bí. Bọn hắn đạt được xác suất không lớn. Nhưng mà,
Diệp Quân Lâm cũng mơ tưởng được. Cái này đối mục đích của bọn hắn đến nói là có chỗ tốt. Bọn hắn thậm chí đều không cần ra tay. Chẳng qua tiếc nuối là đồ tốt như vậy vậy mà không chiếm được. Mọi người im lặng một chút. Đấu giá người phụ trách ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng bên trên, không phát ra bất kỳ thanh âm. Trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, đều không cần ta quá nhiều giới thiệu đi. Chẳng qua mọi người không muốn lên lòng xấu xa, cái này cơ quan hộp không có chìa khóa, là mở không ra. Mà lại cái này khóa là đại hạ cổ xưa thiên cơ khóa, không phải đơn giản ghi nhớ mấy cái mật mã là được. Phải chuyên gia cho ngươi mở ra. Cho nên các ngươi dù là cướp được hộp cũng vô dụng, nhất định phải có người chuyên mở ra thiên cơ khóa. Chấm. Người phụ trách lời này mới ra, toàn trường kinh hãi. Nguyên lai không đơn thuần là mở không ra vấn đề. Đây là thiên cơ khóa vấn đề. Diệp Quân Lâm cùng Ninh Tấn Nghiệp liếc nhau. Quả nhiên là Ninh Tấn Nghiệp nói thiên cơ khóa. Càng thêm xác định bọn hắn chính là đại hạ thế lực. Người phụ trách nhìn đám người một cái nói, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu. Giá khởi điểm 1000 khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Có điều. Hắn lời nói xoay chuyển, dẫn tới giữa sân đám người chấn kinh. Toàn bộ nhìn về phía hắn. Còn muốn phát sinh chuyện khác sao? Làm sao rồi? Mọi người toàn bộ nghi hoặc nhìn hắn. Bỗng nhiên, người phụ trách ánh mắt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, đại hạ Diệp Quân Lâm cùng với nhân viên tương quan không thể tiến hành đấu giá. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời này mới ra, toàn trường cực kỳ chấn động. Cái gì, Diệp Quân Lâm không thể tham dự đấu giá? Ha 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 ha, Diệp Quân Lâm không thể tham dự đấu giá, chết cười ta. Thật là tốt quyết định a, để Diệp Quân Lâm đến, lại làm cho hắn tham dự đấu giá, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Quân Lâm phải tức chết. Chấm. Quyết định này tuyên bố về sau, không ít người trực tiếp tại chỗ cười to. Cửu đầu xà cùng báo thù cửu đầu xà người đều cười. Căn bản nhịn không được. Đó căn bản không cần bọn hắn ra tay a. Cái này nhằm vào Diệp Quân Lâm người cũng quá nhiều. Khắp nơi đều là nhằm vào hắn. Liền cuộc bán đấu giá này đều là cố ý nhằm vào hắn. Vậy mà trực tiếp không để Diệp Quân Lâm tham dự đấu giá. Chính là cố ý muốn ở ngay trước mặt hắn, đem thần dược, cũng chính là nữ nhi của hắn hy vọng đấu giá cho những người khác. Để hắn trơ mắt nhìn, lại không cách nào tham dự. Đây là độc ác nhất phương thức. Dù là Diệp Quân Lâm trực tiếp động thủ cướp được hộp, cũng vô dụng thôi. Đây là thiên cơ khóa A. Căn bản mở không ra. Mỗi một phương diện đều nghĩ đến. Dù là Diệp Quân Lâm tham dự cạnh tranh, cũng không nhất định sẽ đấu giá được. Nhưng bây giờ là căn bản đều không thể tham dự. Cửu đầu xà người cảm giác bọn hắn không đến cũng có thể. Hiện tại đến chính là xem kịch. Nhìn Diệp Quân Lâm trò cười. Làm Diệp Quân Lâm cùng bên người mấy người nghe nói như thế thời điểm. Mấy người rõ ràng sắc mặt biến, trên mặt nhiều một tia tức giận. Nhưng mà, cái này kỳ thật đều nằm trong dự đoán của hắn. Cái này thế lực thần bí vô duyên vô cớ tổ chức đấu giá hội, phải xử lý cái này gốc thần dược. Rất rõ ràng chính là nhằm vào hắn Diệp Quân Lâm đến. Không đến thời gian lâu như vậy. Đối phương một điểm nhằm vào hắn động tĩnh đều không có. Diệp Quân Lâm một mực đang chờ động tác của bọn hắn đâu. Quả nhiên đến. Không nghĩ tới là không để cho mình tham dự cạnh tranh, sau đó trơ mắt nhìn xem thần dược bị những người khác đấu giá đi. Trơ mắt nhìn xem quân quân hy vọng chạy đi. Đây mới là nhất đả thương người. Cái gọi là giết người chu tâm. Hiện tại chính là như vậy. Thế nhưng là Tiêu Thiên Vũ, Ninh Tấn Nghiệp bọn hắn đều muốn tức điên. Vì cái gì không để chúng ta tham dự cạnh tranh? Các ngươi muốn tài nguyên chúng ta đều có a, chúng ta vì cái gì không thể? Cho chúng ta một cái thuyết pháp, một hợp lý thuyết pháp. Bọn hắn không làm, muốn đấu giá hội người phụ trách cho một cái thuyết pháp. Hắc ám bác sĩ cũng cười lạnh, ở đây nhiều như vậy người, vì sao liền nhằm vào chúng ta đâu? Cái này không hợp lý a. Không ít người qua đường cũng bắt đầu hỏi thăm, đúng a, cái này không phù hợp lẽ thường a. Có thể không thể nói ra cái lý do a, để cho mọi người tin phục. Đấu giá người phụ trách nhìn đám người một cái nói, tốt, vậy ta liền cho các ngươi lý do, vì sao không để Diệp Quân Lâm cùng người liên quan tham dự cạnh tranh. Tất cả mọi người hẳn phải biết cái này gốc thần dược là đại hạ thần y yến tàng sinh tiên sinh vật chân quý nhất a.
Người phụ trách hỏi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Điểm này ai cũng nghe nói. Mọi người còn nghe qua đại hạ thần y kiên quyết không cho Diệp Quân Lâm nữ nhi chuyện giải độc a. Đại hạ lại là điên cuồng gật đầu. Cho nên, kỳ thật hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá nhưng thật ra là thần y ủy thác chúng ta bán đấu giá. Quyền quyết định kỳ thật đều tại trên tay hắn. Là hắn dặn đi dặn lại, kiên quyết không để Diệp Quân Lâm tham dự cái này gốc thần dược đấu giá. Chúng ta cũng không có cách nào a. Chúng ta nghĩ đối xử như nhau, thế nhưng là, không có cách, thần y mới là người quyết định. Chấm. Âm hiểm. Quá âm hiểm. Diệp Quân Lâm đều muốn cười. Yến Tàng Sinh vì cái gì không cho mình nữ nhi giải độc, trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Cũng không chính là các ngươi khống chế hắn, nhắm vào mình sao? Bây giờ lại trái lại, đem nước bẩn dội đến Yến Tàng Sinh trên thân. Quả thực tuyệt. Tốt, thật sự là lý do tốt. Ba, ba, ba. Diệp Quân Lâm vỗ tay. Sau đó, cửu đầu xà cùng các thế lực lớn người nhao nhao đứng dậy nói ra, Diệp Quân Lâm lý do này rất đầy đủ. Người ta là đấu giá phương, muốn để ai đấu giá liền để ai đấu giá. Huống chi tất cả mọi thứ đều là người ta thần y cung cấp, thần y không nghĩ ai đạt được liền để ai đạt được. Mà lại thần y cũng không phải hoàn toàn nhằm vào ngươi a, trước 9 kiện vật phẩm đấu giá đều để ngươi tham dự cạnh tranh a. Ngươi còn đấu giá được thứ 9 kiện. Thỏa mãn a, ngươi. Chấm. Những người khác cũng đều cho rằng lý do này rất đầy đủ. Người ta nghĩ cho người nào thì cho người đó a. Ha ha, tốt, thật tốt. Diệp Quân Lâm cười cười. Cửu đầu xà một người trực tiếp cảnh cáo nói, Diệp Quân Lâm ngươi đừng có ý nghĩ khác a, ngươi đừng nghĩ đến trực tiếp đoạt a. Đúng, dù là ngươi cướp được, ngươi cũng không mở ra thiên cơ khóa a. Ha ha ha. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn thần dược bị những người khác đấu giá đi. Con gái của ngươi độc tuyệt đối giải không xong. Chấm. Diệp Quân Lâm nhìn xem cửu đầu xà người cười lạnh nói, tốt, nữ nhi của ta độc không thể giải, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể ngăn cản đến khi nào. Diệp Quân Lâm cũng không kém cái này nhất thời. Quân quân sắp tốt. Đến lúc đó lại giết cửu đầu xà người cũng không muộn. Cửu đầu xà kỳ thật cũng nhát gan. Sợ hãi xảy ra chuyện. Kết quả cho đến bây giờ, một cái thủ lĩnh đều không dám đến. Phái một chút tiểu lâu la đến. Đúng rồi, thiên cơ khóa. Diệp Quân Lâm tựa hồ là bị nhắc nhở đến, hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Tấn Nghiệp, nhỏ giọng hỏi, người người quen biết bên trong, có thể mở ra thiên cơ khóa sao? Ta phải thử nhìn một chút, ta biết một người có lẽ có thể. Gia gia của ta nâng lên thiên cơ khóa cùng cơ quan hộp chính là cùng người này có quan hệ. Ninh Tấn Nghiệp nói. Vẫn là có hy vọng. Đối với Diệp Quân Lâm đến nói có hy vọng liền tốt. Dù là mở không ra cũng không quan hệ. Tối thiểu so những người khác trực tiếp đem thần dược mang đi tốt ra. Đã có khả năng tìm tới mở ra thiên cơ khóa, vậy liền đoạt hắn a. Trước xem bọn hắn biểu diễn, cuối cùng chúng ta trực tiếp đoạt. Diệp Quân Lâm quyết định động thủ đoạt. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Vạn vạn không nghĩ tới một cái thiên cơ khóa nhắc nhở Diệp Quân Lâm. Mà lại hết lần này tới lần khác hắn người bên cạnh có biết thiên cơ khóa. Cái này chẳng phải trùng hợp sao? Để lão ta nhìn chằm chằm hộp, có biến liền trực tiếp động thủ. Diệp Quân Lâm dặn dò. Diệp Quân Lâm cũng không hề rời đi, mà là muốn nhìn bọn hắn đấu giá tiến hành. Lúc này Hắc Ám bác sĩ dường như nghe được tin tức gì, tiến đến Diệp Quân Lâm bên tai, vừa mới mặt trời không lặn đế quốc cùng Minh Tà Thần còn có các nơi thuê tổ chức bên kia phát tới tin tức. Tra được một đám nhằm vào thế lực của ngươi. Diệp Quân Lâm cười cười, ồ, tốc độ không chậm a, bọn hắn quả nhiên vẫn là bại lộ a. Hắc Ám bác sĩ hướng bốn phía nhìn một chút nói ra, trận này bên trong có một đám thế lực ngươi có thể sẽ không nghĩ đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết quả này Hắc Ám bác sĩ vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm, cũng là một mặt không thể tin. Làm sao lại thế? Thế nào lại là bọn hắn đâu? Diệp Quân Lâm cau mày, nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ là báo thù cửu đầu xà đám người kia? Không có khả năng nghĩ tới. Diệp Quân Lâm cũng chẳng biết tại sao, trong đầu liền vọt ra đám người này đến. Đám người này từ khi thành lập về sau, căn bản cũng không đứng đắn hướng cửu đầu xà báo thù qua a. Căn bản cũng không giết được một cái. Còn không bằng hắn lần kia giết nhiều đây. Vậy ngươi thành lập tổ chức này ý nghĩa ở đâu? Không phải liền là báo thù sao?
Chính các ngươi nói như thế nào đi báo thù, chửi mình là hèn nhát, không dám hướng cửu đầu xà báo thù. Chính các ngươi như thế nào lợi hại. Kết quả đây, chính các ngươi căn bản không đi báo thù. Ngược lại là còn nhớ thương hắn tài nguyên. Khi đó Diệp Quân Lâm liền ý thức được tổ chức này tính chất không có đơn giản như vậy. Cái này cùng tích lũy sức mạnh ẩn nhẫn báo thù là hai việc khác nhau. Một ít người tổ chức đang vì mình mưu lợi, vì bản thân tư dục đến phát triển tổ chức này. Cho đến bây giờ đều không có ám sát thành công hành động. Vậy nói rõ chính là hắn như vậy phỏng đoán. Chính là bởi vì Tiêu Thanh mịch tích. Cho nên phía trước Diệp Quân Lâm còn cố ý nhớ tới, hỏi thăm một phen bọn hắn đang làm gì. Hiện tại Hắc Ám bác sĩ nói không tưởng được thế lực, cái thứ nhất xuất hiện chính là bọn hắn. Hắc Ám bác sĩ trong con người hiện lên dị sắc, gật gật đầu, đúng, không sai. Chính là bọn hắn. Hô! Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi. Quả nhiên a, không xuất từ mình suy đoán. Đoán chừng tay mình nắm nhiều như vậy tài nguyên, còn không gia nhập bọn hắn. Bị bọn hắn coi là cửu nhân. Hắn rất dễ dàng liên nghĩ đến cái này tổ chức những cái kia người tổ chức lời nói không hướng cửu đầu xà báo thù, người Diệp Quân Lâm chính là địch nhân của chúng ta. Chúng ta muốn ngăn cản bất luận cái gì con gái của ngươi giải độc phương pháp. Không sai. Cái này cùng Diệp Quân Lâm đoán giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, Hắc Ám bác sĩ phẫn nộ, đám người này thật sự là vương bát độc tử. Một đám bại hoại, cùng cửu đầu xà khác nhau ở chỗ nào? Diệp Quân Lâm ý thức được cái gì, chẳng lẽ? Không sai, lúc trước mặt trời không lặn đế quốc đưa tới thay máu ghi chép, kỳ thật chính là bọn hắn phái ra thần minh sát thủ cho hủy đi. Lệnh treo giải thưởng thời điểm bọn hắn một mực đang ngăn cản, một mực đang phá hư, không biết giết bao nhiêu người. Gần đây lệnh treo giải thưởng bọn hắn càng là không hợp thói thường, trong lúc vô hình liên hợp cửu đầu xà kiên quyết ngăn cản hết thảy cho quân quân giải động người. Giết rất rất nhiều người. Chấm. Nghe xong Hắc Ám bác sĩ nói, Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi. Cha lâu như vậy, nguyên lai đám người này là cùng mình một cái chiến tuyến. Đây là ra ngoài ý định. Dù nói thế nào bọn hắn cũng sẽ không theo cửu đầu xà làm một chuyện a. Không nghĩ quả là bọn hắn làm. Diệp Quân Lâm chỉ muốn nói một tiếng các ngươi cái này cũng cùng cửu đầu xà không phải huyết hải thâm cửu a. Huyết hải thâm cửu, người ta làm gì, các ngươi còn có thể giúp đỡ. Hắc Ám bác sĩ hít sâu một hơi nói, tổ chức này hiện tại đặc biệt cường đại, gia nhập người đã vượt qua 10 vạn, mà lại thần minh số lượng sánh vai một chút đỉnh cấp đại quốc. Mà trợ giúp bọn hắn quật khởi tài nguyên, nói đến ta liền đến khí. Hắc Ám bác sĩ nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm nói ra, mẹ hắn cầm 10 vạn năm tuyết liên lừa gạt đi chúng ta tài nguyên chính là đám người này. Cái gì? Diệp Quân Lâm kém chút bùng nổ. Chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Mấu chốt là chưa thấy qua Diệp Quân Lâm kích động như vậy. Chẳng qua mọi người nghĩ đến Diệp Quân Lâm có thể là bởi vì không để tham dự đấu giá hội, hắn mới như vậy kích động. Mọi người nhao nhao thu hồi ánh mắt, không còn quan sát hắn. Không sai, gạt chúng ta tài nguyên chính là bọn hắn. Cầm những tài nguyên này bọn hắn trực tiếp quật khởi. Hắc Ám bác sĩ gắt gao cầm nắm đấm. Nghe được tin tức này, để hắn cũng rất phẫn nộ. Dù sao chuyện này bọn hắn làm quá làm cho người tức giận. Làm căn bản không phải nhân sự. Còn lập ra 10 vạn năm tuyết liên lời nói dối ra tới. Chủ yếu tài nguyên vẫn là Hắc Ám bác sĩ mình lấy ra đi, dựa theo yêu cầu của bọn hắn phân tán tại các nơi. Tương đương hắn cũng bị lừa gạt. Hắn cũng bị vũ nhục trí thông minh. Đây là không thể chịu đựng. Nhất là hiện trong đầu nổi lên chính là 10 vạn năm tuyết liên đựng trong hộp lấy chính là một cây khô cạn nhánh cây. Một màn này rõ mồn một trước mắt. Là đối bọn hắn vũ nhục. Loại này cừu hận không thua gì đối cửu đầu xà cừu hận. Diệp Quân Lâm cười. Chẳng qua mặc cho ai nấy đều thấy được, Diệp Quân Lâm nụ cười như thế mới là đáng sợ nhất, nhất giết người. Bắt ta tài nguyên đi tìm cửu đầu xà báo thù, ta sẽ không nói cái gì. Kết quả ngươi bắt ta tài nguyên chạy tới đối phó ta. Diệp Quân Lâm cười lạnh liên tục. Không có việc gì, ta nói qua các ngươi sớm muộn cũng sẽ để lộ ra. Cái này không phải liền là sao? Cây kia cành cây khô ta cho các ngươi chuẩn bị đâu, các ngươi cũng thực sẽ chọn, cây kia cành cây khô thật giống một thanh kiếm a. Diệp Quân Lâm nụ cười càng sâu. Không sao, đến lúc đó ta dùng thanh kiếm này đâm xuyên thân thể của các ngươi. Người tham dự lần lượt đến. Nếu biết là ai, vậy liền không nóng nảy. Diệp Quân Lâm cười cười,
vậy chúng ta nợ mới nợ cũ đều cùng một chỗ tính a. Thậm chí nhìn hôm nay các ngươi đều chạy tới ngăn cản ta rồi. Rất tốt, ha 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 ha. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm một cái phương hướng cười lạnh liên tục. Chung quanh không ít người hướng Diệp Quân Lâm nhìn sang. Còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm không cách nào tham dự đấu giá, ngay tại cười lạnh. Lúc này báo thù cửu đầu xà tổ chức phái tới người nhìn thấy Diệp Quân Lâm ngay tại cười lạnh. Bọn hắn cũng cảm giác được vô cùng sảng khoái. Coi là Diệp Quân Lâm trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình hy vọng bị đấu giá mà không thể làm gì. Thật tình không biết Diệp Quân Lâm nụ cười là bởi vì bọn hắn. Bọn hắn đã bị Diệp Quân Lâm để mắt tới. Có muốn hay không ta cảnh cáo bọn hắn một chút, để bọn hắn làm tốt tử vong chuẩn bị. Hắc ám bác sĩ hận không thể lập tức liền đi báo thù. Bình tĩnh, muốn chịu được tính tình, chờ chúng ta đến lúc đó trực tiếp giáng lâm không tốt sao. Diệp Quân Lâm lắc đầu. Còn có khống chế yến tàng sinh thế lực thần bí đâu? Có cái gì đầu mối truyền đến? Diệp Quân Lâm hỏi. Trước mắt, Hỏa Vân Tà Thần không có truyền đến tin tức, đoán chừng đám người này rất giảo hoạt. Tại sao ta cảm giác bọn này mang theo mặt nạ người chính là bọn hắn đâu? Mà không phải ủy thác cho những người khác đâu. Hắc ám bác sĩ nhìn xem trên đài những người kia, không khỏi nói. Diệp Quân Lâm cười cười, không nóng nảy, chờ cuối cùng bọn hắn đấu giá hoàn thành. Chúng ta trực tiếp đoạt chẳng phải được rồi. Đến lúc đó nhìn xem dưới mặt nạ đều là ai. Diệp Quân Lâm bọn hắn đã đang chờ. Lần này tới thu hoạch không nhỏ. Chí ít báo thù cửu đầu xà tổ chức đã xác định. Chỉ là để Diệp Quân Lâm nhức đầu là bỗng nhiên xuất hiện thổ hào. Gia hỏa này tài nguyên cũng không thua kém một chút nào mình a. Đến cùng là ở đâu ra? Hiện tại cuối cùng một gốc thần dược đấu giá đã bắt đầu. Xuất thủ người vẫn là không ít. Chẳng qua vị này vừa ra tay, toàn trường đều muốn rung động. Rất nhiều người bắt đầu chống đỡ không được. Sắp đều đến cực hạn. Muốn so liều tài nguyên, chỉ có Diệp Quân Lâm cùng vị này một trận chiến. Chỉ có điều Diệp Quân Lâm bị cấm chỉ tham dự đấu giá. Không có cách nào a. Chỉ có thể người ta một người độc đại. Nhưng là Diệp Quân Lâm cũng không nhàn rỗi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một vị tham dự cạnh tranh người mua. Vị này là đến từ Tuyết Báo Quốc. Diệp Quân Lâm nói thẳng, ta miễn phí cho các ngươi mượn tài nguyên, cùng hắn cạnh tranh. Tuyết Báo Quốc vị này có muốn hay không đáp ứng? Dù sao là miễn phí mượn. Không quan trọng. 3 vạn khối linh khí tinh thể. Hắn trực tiếp hô lên giá cả tới. Cái này khiến toàn trường đều là sững sờ. Vừa mới vị nào người thần bí 2 vạn 5 ngàn khối đã nghiền ép toàn trường. Hiện tại tại sao lại có người xuất hiện? Không được, là Diệp Quân Lâm điều khiển hắn cạnh tranh. Không tính. Cửu đầu xà mấy người lập tức nói, hướng người phụ trách tạo áp lực. Còn có báo thù cửu đầu xà tổ chức người cũng không đáp ứng. Nhao nhao hô to, nói hết thảy không tính. Liền vị nào người thần bí đều mở miệng nói, cái này không thích hợp a. Không phải nói Diệp Quân Lâm không tham dự cạnh tranh sao? Đây coi như là phạm quy đi. Hắn lúc đầu nghĩ đến lấy giá thấp đấu giá hạ cái này gốc thần dược. Không ai có thể quấy rầy đến hắn. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Kết quả đột nhiên có người xuất hiện, hắn sao có thể thoải mái? Đấu giá hội người phụ trách lập tức hô, Diệp Quân Lâm người có ý tứ gì? Không phải đã nói rồi sao? Ngươi không thể tham dự cạnh tranh, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn như vậy, cái này gốc thần dược chúng ta không đấu giá, đến lúc đó hết thảy các ngươi tìm Diệp Quân Lâm. Lời này mới ra. Tất cả mọi người không đáp ứng. Chấm. Bắt đầu nhao nhao cảnh cáo Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tham dự cạnh tranh rồi? Ta hô sao, đây là người ta kêu a. Tuyết Báo Quốc đại biểu lập tức nói, đúng a, là ta kêu a, không có quan hệ gì với hắn. Không, ngươi là không có tham dự cạnh tranh, chẳng qua cùng ngươi có liên quan người cũng không thể tham dự cạnh tranh a. Như vậy, vật phẩm đấu giá còn không phải đến trong tay ngươi rồi. Phép tắc phía trước ta nói rõ ràng a. Đấu giá hội người phụ trách lập tức nói. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, ta liền hắn là ai cũng không nhận ra. Làm sao có thể cùng hắn có quan hệ a? Tuyết Báo Quốc đại biểu cũng nói, đúng vậy a, ta cũng không biết hắn a. Thật không quen. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, ta chỉ là mượn tài nguyên thôi, cùng mọi người chung quanh mượn tài nguyên, hắn nguyện ý cho ta mượn tài nguyên thôi. Diệp Quân Lâm lập tức phụ họa, không sai, ta chính là mượn hắn tài nguyên.
chỉ là đấu giá hội người phụ trách bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tuyết Báo Quốc đại biểu hỏi, thế nhưng là ngươi mượn tài nguyên, trả nổi sao? Đừng đến lúc đó trả không nổi, lại đem thần dược thế chấp cho Diệp Quân Lâm a. Lúc này Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, ngượng ngùng ta miễn phí cấp cho hắn. Không dùng xong. Ta Diệp Quân Lâm đem lời đặt xuống ở đây. Ta tài nguyên quá nhiều, không chỗ tiêu xài. Liền miễn phí cấp cho hắn. Làm sao rồi? Lời này mới ra. Mọi người tất cả mọi người muốn ngốc. Cái này. Miễn phí mượn. Lần này không có dị nghị đi. Ta tiếp tục. Tuyết Báo Quốc đại biểu nói. Người kia cũng lập tức nói. 5 vạn khối linh khí tinh thể. Diệp Quân Lâm tham dự vào, với hắn mà nói, ngược lại là thú vị. Chí ít nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Không phải quá nhàm chán. Dù sao hắn tự cho rằng tư nguyên của mình căn bản không thua bởi Diệp Quân Lâm. Hắn không sợ. Chỉ là đấu giá hội mấy cái người phụ trách tụ cùng một chỗ thương lượng. 8 vạn khối linh khí tinh thể. Tuyết Báo Quốc đại biểu hô. 10 vạn khối linh khí tinh thể. Đôi bên bắt đầu bão tố bên trên. Dù sao lẫn nhau ở giữa đều là tài nguyên nhà giàu. Lại không sợ. Trực tiếp làm liền xong việc. Chấm. Đây tuyệt đối là mọi người từ trước tới nay gặp qua kinh khủng nhất một buổi đấu giá. Hết thảy đều cùng không cần tiền gọi. Nhiều như vậy linh khí tinh thể liền chiến hùng quốc khả năng cũng không bằng a. Kết quả tại người ta nơi này, điên cuồng tiêu xài. Đôi bên cũng là tình thế bắt buộc. Đều có một loại đem đối phương hô chết tư thế. Trông mà thèm a. Quá trông mà thèm. Nhiều như vậy linh khí tinh thể ai thấy không thèm. Nếu là bọn hắn đạt được bộ phận, đều muốn phát đạt. Đủ để tổ kiến một cái có thể so với đại quốc thế lực. Không cách nào tưởng tượng. Chấm. Rất nhanh, đôi bên liền tiêu thăng đến 30 vạn khối linh khí tinh thể. Nhưng đôi bên vẫn như cũ là ai đều không phục ai. Còn có tiếp tục hô đi xuống tư thế. Đến a, tiếp tục a. Ai sợ ai? Người kia điên cuồng hô lớn. Đôi bên còn muốn một phen đại chiến. Diệp Quân Lâm cười cười, tiếp tục hô đi, tối thiểu phải hô 100 vạn khối a. Lúc này mấy vị đấu giá hội người phụ trách đi tới. Dường như bọn hắn đã nghĩ kỹ xấu chiêu. Như thế nào đối phó Diệp Quân Lâm xấu chiêu? Trước đó bọn hắn mảy may không có dự liệu được Diệp Quân Lâm sẽ đến một chiêu như vậy. Để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vậy, bọn hắn lập tức bắt đầu thương lượng đối sách. Còn tốt rốt cục nghĩ đến. Bọn hắn nhếch miệng lên cười xấu xa, nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Trong sân cạnh tranh đã đi tới gay cấn trạng thái. Đến a, vậy liền tiếp tục. Người kia điên cuồng hô lớn, 35 vạn khối linh khí tinh thể. Ta liền không tin ngươi có thể cùng ta. Tuyết Báo Quốc đại biểu khi lấy được Diệp Quân Lâm thụ ý về sau, hắn là không quan trọng. Dù sao hô bao nhiêu, đều có người lật tẩy. Vừa mới Diệp Quân Lâm còn minh xác nói qua tối thiểu phải 100 vạn khối cất bước. Lúc này mới kia đến kia. Tuyết Báo Quốc đại biểu tự tin giơ tay lên, vậy liền 40. Thế nhưng là khi hắn vừa muốn kêu thời điểm, trên đài đấu giá hội người phụ trách trực tiếp hô lớn, tốt, 35 vạn khối, một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Hắn kêu tốc độ quá nhanh. Căn bản không cho người ta bất cứ cơ hội nào. Vạn. Chờ đấu giá hội người phụ trách đều giải quyết dứt khoát. Tuyết Báo Quốc đại biểu mới hô lên một cái vạn chữ. Có thể thấy được đấu giá hội người phụ trách ngữ tốc có bao nhanh. Căn bản không cho bất kỳ người nào khác kêu to cơ hội. Nhưng giải quyết dứt khoát tới quá nhanh, để toàn trường người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyết Báo Quốc đại biểu mộng. Diệp Quân Lâm cũng mộng. Toàn trường tất cả mọi người mộng. Bao quát chiến ưng quốc thế lực sau lưng người kia cùng cửu đầu xà bọn hắn đều sửng sốt. Cái này. Tình huống như thế nào? Còn có dạng này thao tác? Là thật không nghĩ tới. Phục. Hắc ám bác sĩ bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Còn có dạng này? Không để người mua kêu giá. Người bán trực tiếp xác định. Trên đài, đấu giá hội người phụ trách cười nói, vậy liền lại chúc mừng vị tiên sinh này chụp được cái này gốc thần dược. Liền người kia đều là mặt mũi tràn đầy mộng. Hắn đều chuẩn bị cùng Diệp Quân Lâm đổ máu tới cùng. Kết quả liền tuyên bố thần dược về hắn. Hắn cũng còn không chút ra tay đâu. Uy, chuyện gì xảy ra, ta còn chưa hô đâu. Ta không hề từ bỏ a, ta còn muốn tăng giá a. Tuyết Báo Quốc đại biểu gấp, lập tức hô. Chỉ là nói thế nào, người ta cũng sẽ không để ý tới.
Tuyết báo quốc đại biểu tự nhiên không đáp ứng. Nào có khi dễ như vậy người. Chỉ là đấu giá hội người phụ trách cười lạnh, có sao? Ta làm sao không nghe thấy người muốn hô a? Là không ai hô, ta mới xác định a. Tuyết báo quốc đại biểu gấp, lập tức nói, hắn hô 35 vạn khối. Ta muốn hô 40 vạn khối a. Kết quả ta vừa muốn hô, người liền đứng yên trùy. Đấu giá hội người phụ trách cười lạnh một tiếng, ta căn bản không thấy được người muốn hô a, ta rõ ràng trông thấy người đều phải từ bỏ. Ta là chờ trọn vẹn một phút đồng hồ, thấy không ai hô, mới xác định a. Người nơi nào hô rồi? Tuyết báo quốc đại biểu. Đây là nói năng bậy bạ a. Còn chờ một phút đồng hồ. Còn không có nhìn thấy mình. Cái này căn bản chính là chơi xấu a. Muốn vặn vẹo sự thật, muốn lật ngược phải trái đen trắng a. Không sai a, ta cũng không thấy được người muốn hô a. Người ta cũng chờ một phút đồng hồ, người cũng không có la a. Đúng a, chúng ta căn bản cũng không thấy. Đúng vậy a, chúng ta một mực đang trên đài đâu, không thấy được người muốn hô a. Những người khác cũng nhao nhao nói. Liền cửu đầu xà cùng báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng nhao nhao chạy ra. Chúng ta có thể làm chứng. Qua một phút đồng hồ, đều không ai hô, mới xác định. Đúng vậy a, người cũng đừng rảo biện, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Chưa bao giờ thấy qua người dạng này chơi xấu không muốn mặt người. Đúng a, chính là người chơi xấu a. Chấm. Toàn trường gần như đều truyền đến thanh âm như vậy, trực tiếp muốn đem chuyện này chơi xấu đùa nghịch chết. Tuyết báo quốc đại biểu là hết đường chối cãi, khóc không ra nước mắt. Đến cùng là ai chơi xấu? Đến cùng là ai không muốn mặt? Ỷ vào nhiều người, trực tiếp vặn vẹo sự thật, đem hết thảy đều trách tội đến trên đầu của hắn. Vô sỉ đến cực điểm. Ha ha! Diệp Quân Lâm trực tiếp cười. Đối với đám gia hỏa này, có dạng này thao tác, không có chút nào kỳ quái. Nhắm vào mình, chính là đùa nghịch các loại vô lại. Không phải đều không phù hợp phong cách của bọn hắn. Vì không để cho mình cạnh tranh, thật sự là các loại thủ đoạn đều dùng tới. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chính là muốn để cho mình trơ mắt nhìn cái này gốc thần dược bị người khác đấu giá đi, đem Quân Quân hy vọng mạnh mẽ cả không có. Chẳng qua không quan hệ. Hắn vốn là không nghĩ đấu giá thắng. Hắn muốn cướp a. Đám người này đều cho là có thiên cơ khóa tồn tại, mình đoạt cũng vô dụng, căn bản sẽ không mở ra. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Diệp Quân Lâm bên người có người biết thiên cơ khóa, đồng thời có hy vọng mở ra. Cho nên hắn đoạt có thể thử một lần. Không đoạt là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ba ba ba. Diệp Quân Lâm cũng bắt đầu vỗ tay. Tốt, rất tốt. Đấu giá hội người phụ trách hướng về phía Diệp Quân Lâm cười cười, chắc hẳn Diệp tiên sinh cũng cho rằng như thế a. Đúng, không sai. Diệp Quân Lâm cười cười. Đấu giá hội người phụ trách nhìn thật sâu Diệp Quân Lâm liếc mắt về sau, cười nói, kia thần dược liền về vị tiên sinh này tất cả. Hắn vừa nói, thủ hạ lập tức đem hộp ở trước mặt giao cho người kia. Ngay trước Diệp Quân Lâm mặt, cửu đầu xà cùng với khác nhằm vào Diệp Quân Lâm người đều rất cao hứng. Cuối cùng thần dược này xuống dốc nhập Diệp Quân Lâm trong tay. Mà lại cái này người mua có được khủng bố như vậy tài nguyên, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Mặc dù mọi người cũng không biết hắn là ai, nhưng mọi người không lo lắng, Diệp Quân Lâm ở trên người hắn có thể chiếm được chỗ tốt. Lần này mọi người nhiệm vụ hoàn thành. Không có để Diệp Quân Lâm đạt được cái này gốc thần dược. Thậm chí đấu giá hội người phụ trách nhiệm vụ của bọn hắn cũng là hoàn thành. Diệp Quân Lâm cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn xem nữ nhi hy vọng không có. Để người bắt đầu nhìn chằm chằm, nhiều như vậy tài nguyên vận đến khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Mặt khác cái này thế lực thần bí trở đi nhiều như vậy tài nguyên, ta liền không tin có thể biến mất không còn tăm hơi rồi. Xem bọn hắn có thể đem những cái này vận đi nơi nào. Diệp Quân Lâm nhỏ giọng cho Hắc Ám bác sĩ thu xếp nói. Tài nguyên vận chuyển vấn đề mới thật sự là có thể tra ra bọn hắn thân phận manh mối. Dù sao kia là từng khối linh khí tinh thể a, không vận may đi a. Vị tiên sinh này, cơ quan này hộp ngươi trước mang đi. Chờ ngươi xác định an toàn về sau, chúng ta lại phái người cho ngươi mở ra cái này thiên cơ khóa. Đấu giá hội người phụ trách nói. Bọn hắn là sẽ không cho Diệp Quân Lâm một tí cơ hội. Tốt, linh khí tinh thể ta cũng sẽ sau đó để người trả lại. Người kia không quan trọng đạo. Lúc nào đưa tới đều được, chúng ta tin tưởng tiên sinh. Đấu giá hội người phụ trách nói.
Trước mắt vị này chủ căn bản không đem những tài nguyên này để vào mắt, bởi vậy bọn hắn không lo lắng. Kia tiên sinh trước một bước rời đi, để phòng vạn nhất. Đấu giá hội người phụ trách liền phải cái này người rời đi trước. Lúc này, cửu đầu xà phái tới người nói, vì tiên sinh an toàn, chiến hùng quốc quyết định phái ra 200 tên thần minh bảo hộ ngươi rời đi. Cửu đầu xà vì không cho Diệp Quân Lâm bất cứ cơ hội nào, vậy mà tại chung quanh thu xếp số lớn thần minh. Đấu giá hội người phụ trách đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười nói, vậy liền phiền phức chiến hùng quốc các vị thần minh. Đây hết thảy đều là vì nhằm vào Diệp Quân Lâm a. Mặc dù bọn hắn không đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Thế nhưng là gần đây nghe nói Diệp Quân Lâm bên người có rất nhiều cao thủ. Đại Hạ Thiên Thần Ti bên trong có rất nhiều thần minh đều là Diệp Quân Lâm huynh đệ đồ đệ những thứ này. Thậm chí bọn hắn biết Diệp Quân Lâm bên người có một vị siêu cấp cao thủ, thần dược 3 lần 4 lượt cũng là hắn tra được. Bởi vậy bọn hắn lo lắng Diệp Quân Lâm người bên cạnh, cũng không phải là e ngại Diệp Quân Lâm. Vị thần bí nhân kia tại hộ tống dưới, trước một bước rời khỏi nơi này. Đấu giá hội người phụ trách nhìn xem toàn trường nói ra, liền phiền phức các vị ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn. Chúng ta liền sợ ra hiểu lầm gì đó cùng sự tình. Xin các vị thứ lỗi. Lời nói này mới ra, toàn trường tiếng nghị luận không ngừng. Lời nói dễ nghe như vậy. Nhưng thật ra là muốn tạm thời cầm tù đoàn người. Cho dù ai đều không nghĩ tới. Cuối cùng lại muốn đem tất cả mọi người nhốt lại. Tạm thời không để đi. Dựa vào cái gì? Cửu đầu xà để ngươi vừa muốn phản kháng, có điều nghĩ đến cái gì, bọn hắn đều là hiểu ý cười một tiếng. Làm như vậy vẫn là vì phòng bị Diệp Quân Lâm. Xác thực nói là phòng bị Diệp Quân Lâm người bên cạnh. Khống chế những người này. Còn muốn đem sàn bán đấu giá bên trong những người này tạm thời đều khống chế, không để rời đi. Nhưng đấu giá hội người phụ trách ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân, hắn cười nói, vừa mới cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, không có để Diệp tiên sinh tham dự, là lỗi của chúng ta. Vì đền bù Diệp tiên sinh có thể sớm rời đi. Chẳng qua chỉ có thể chính ngươi một người, những người khác còn phải chờ đợi. Cố ý, để Diệp Quân Lâm rời đi, lại muốn đem hắc ám bác sĩ những người này toàn bộ lưu lại. Vì chính là để Diệp Quân Lâm không thể làm gì. Dù là hắn có lòng muốn đi đoạt thần dược, thế nhưng là mình độc thân, thực lực căn bản không đủ a. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội sói mòn. Đắm chìm trong bất đắc dĩ cùng dãy giụa bên trong. Đây đối với một người, nhất là đối một cái phụ thân đến nói, là một loại tra tấn. Hữu tâm lại bất lực. Một người tuyệt vọng thời khắc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Bọn hắn chính là cố ý làm như vậy, đem Diệp Quân Lâm một người thả đi. Đem hắn lợi hại đồng bạn toàn bộ vây ở chỗ này. Nhưng mà bọn hắn không biết là, ngay trong bọn họ lợi hại nhất thế nhưng là Diệp Quân Lâm a. Cũng không phải là những người khác. Những người khác cộng lại cũng không sánh bằng Diệp Quân Lâm một cái. Có thể nói, trong nhóm người này nhất không nên đem Diệp Quân Lâm thả ra. Vừa vặn Diệp Quân Lâm bên này kế hoạch, chính là hắn tự mình động thủ, để hắc ám bác sĩ đi thăm dò bọn này thế lực thần bí thân phận thật sự. Kết quả người ta trực tiếp tự mình đưa tới cửa. Để cho mình đi trước. Vừa vặn lưu lại hắc ám bác sĩ bọn hắn ở đây tra thân phận của bọn hắn. Vừa vặn, lập tức người thần bí kia liền sẽ đưa 35 vạn khối linh khí tinh thể tới. Đến lúc đó thân phận của song phương đều có thể tra một chút. Bọn hắn lưu tại nơi này mới là tốt nhất. Ta cảm ơn các ngươi a. Diệp Quân Lâm cười cười, liền rời đi. Nhưng Diệp Quân Lâm câu nói này tạ ơn. Tại bọn hắn nghe tới, chính là hành động bất đắc dĩ. Diệp Quân Lâm rời đi sau. Trực tiếp biến mất. Hắn lập tức đuổi kịp vừa mới đi người thần bí. Bên người quả nhiên có 200 cái chiến hùng quốc thần minh che chở. Chẳng qua đây đối với Diệp Quân Lâm đến nói, không tính là gì. Lớn không được chính là một kiếm chém giết. Diệp Quân Lâm trực tiếp đuổi theo. Tiểu tử dừng lại. Diệp Quân Lâm rất nhanh ngăn ở đám người này trước người. Người thần bí rõ ràng giật mình. Không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ đuổi theo. Trách không được đám người kia sẽ phái người bảo vệ mình. Nguyên lai thật sự có sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Chẳng qua hắn không nghĩ ra, Diệp Quân Lâm là làm thế nào biết hắn hành tung đồng thời đuổi kịp hắn. Từ đảo nhỏ rời đi về sau, hắn liền ẩn nấp hành tung. Sẽ không có người biết đến. Hắn là như thế nào? Người thần bí nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm.
Đối với cái này bị Chiến Ưng Quốc thậm chí chư thần phòng thí nghiệm coi như cả đời địch nhân tồn tại, bọn hắn kỳ thật đã sớm biết. Chỉ có điều chẳng thèm ngó tới, căn bản liền không để vào mắt. Lần này bọn hắn xuất hiện về sau, liền nghĩ đùa bỡn một phen Chiến Ưng Quốc một đời địch nhân. Là muốn nói cho Thiên Thuẫn Cục những người này, các ngươi cho rằng cường địch, trong tay hắn chỉ là đồ chơi thôi. Chẳng qua là bây giờ Diệp Quân Lâm để hắn nghi hoặc. Ngoan, đem ngươi trong tay hộp cho ta. Diệp Quân Lâm đưa tay nói. Người thần bí rõ ràng sững sờ. Hộ tống hắn 200 chiến hùng quốc thần minh cũng đều là sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Quang minh chính đại đoạt sao? Người thần bí cười cười, đây chính là các ngươi đại hạ thất truyền cơ quan thuật thiên cơ khóa. Người xác định đạt được hộp, người có thể mở ra. Vậy ta không xác định, nhưng mà, người lấy trước cho ta lại nói. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Nói ra lời này sau. Trước mắt đám người cũng đều là thất thần. Đều dùng quỷ dị cùng ánh mắt khó mà tin nổi đang nhìn hắn. Đều có chút mộng. Đoán chừng cảm thấy Diệp Quân Lâm trực tiếp như vậy đến cướp hành vi khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. À, minh bạch, cảm thấy ta không có tư cách này đúng không? Diệp Quân Lâm tự nhủ. Ong ong ong. Thế nhưng là một giây sau. Một tia sáng lạnh chợt hiện, như là một vòng liệt nhật, chiếu rọi hết thảy. Thần kiếp xuất hiện. Oanh! Thần kiếp kiếm mang đại thịnh. Lộ ra khủng bố đến cực điểm lực lượng. 200 vị thần minh đều không có kịp phản ứng, liền bị cực hạn một kiếm toàn bộ xuyên thấu. Nhìn tựa như là bị một kiếm xuyên thấu. Nhưng kỳ thật đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành giả tượng, nhìn tựa như là một kiếm xuyên thấu. Liền trong nháy mắt, chiến hùng quốc 200 thần minh toàn bộ bạo thành một đoàn xương máu. Tại người thần bí trước mắt tại chỗ biến mất. Rung động. Quá rung động. 200 thần minh một kiếm chém giết. Ai có thể nghĩ tới như thế? Người thần bí đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Từ hắn từ Chiến Ưng Quốc ra tới về sau, liền chưa hề đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Đùa bỡn tại bàn tay bên trong tâm tính. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà có thực lực như thế. Cái này có thể so với chính bọn hắn người. Bọn hắn một cái thế lực thế nhưng là có được một đầu siêu cấp linh mạch. Kết quả Diệp Quân Lâm có thể sánh vai bọn hắn nơi nào tồn tại. Hắn có chút hoảng. Cứ việc thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng là kia là đối với thần minh những cái này đến nói. Nhưng trước mắt Diệp Quân Lâm rất rõ ràng treo lên đánh hết thảy. Không thua với hắn. Đánh giá thấp. Chưa hề nghĩ tới trừ bọn hắn nơi nào bên ngoài, lại còn có bực này cao thủ. Diệp Quân Lâm, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám cướp đồ vật của ta? Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng là Chiến Ưng Quốc phía sau cái thế lực này, có trời sinh cảm giác ưu việt. Làm sao lại sợ? Làm sao lại khuất phục tại Diệp Quân Lâm? Lúc này để Diệp Quân Lâm quỳ xuống nói xin lỗi. Diệp Quân Lâm cười. Kỳ thật hắn hiện tại còn có cái nghi vấn chính là tiểu tử này từ chỗ nào đến. Có thân phận gì? Trước tiên đem thần dược cho ta, sau đó lại nói cho ta ngươi từ đâu tới đây. Diệp Quân Lâm nói. Muốn biết thân phận của ta, ngươi xứng sao, ngươi không có tư cách. Còn có dám cướp ta. Diệp Quân Lâm, ngươi đơn thuần đang tìm cái chết. Cái này ngươi lại một mặt kiêu căng bướng bỉnh. Diệp Quân Lâm cười cười nói, thật sao? Vậy ta trực tiếp giết ngươi đi. Giết ngươi, đồ vật ta trực tiếp lấy đi. Về phần thân phận của ngươi, khẳng định sẽ có người tìm ta báo thù, khi đó ta liền biết. Ong ong ong. Lúc này thần kiếp lơ lửng ở giữa không trung, nhắm ngay người thần bí. Sức mạnh đáng sợ tại lan tràn. Người thần bí sợ. Chẳng qua hắn vẫn là đối Diệp Quân Lâm hô, ngươi dám. Giết. Diệp Quân Lâm lạnh giọng hô. Đồng thời, trong tay thần kiếp hóa thành một luồng sấm sét bắn ra. Ầm ầm. Người thần bí toàn thân sức mạnh đáng sợ kích động, trên hai tay hiện ra từng đạo vòng sáng phía trên có từng cái thần bí ký hiệu. Những cái này mang cho hắn sức mạnh đáng sợ. Trước người hình thành một cái quang thuẫn phía trên ký hiệu đền bù, liên tục không ngừng linh lực tràn ngập. Dường như bất luận cái gì thần khí đều không thể mở ra cái này quang thuẫn. Xoẹt. Nhưng hắn gặp phải đây là thần kiếp. Thần kiếp nháy mắt liền đâm xuyên cái này quang thuẫn. Sau đó xuyên thấu thân thể của hắn. Thân thể người này dần dần trở nên mờ đi, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Biến mất lúc trước một khắc trên mặt đều toát ra thần sắc khó mà tin nổi.
đoán chừng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ ra tay giết hắn. Sẽ như vậy quả quyết. Nói giết liền giết. Mình cũng không nói cho thân phận của hắn a. Chỉ là giả bộ một chút, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm liền trực tiếp giết. Ngươi nếu là lại chờ một chút, ta liền đem thân phận nói cho ngươi a. Chỉ là Diệp Quân Lâm nơi nào quản ngươi cái này. Ngươi nếu là khoe khoang, ta liền trực tiếp giết ngươi. Dù sao thân phận của ngươi ta cũng không phải không biết. Cái này người cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ cần Diệp Quân Lâm chậm một chút nữa, hắn liền tự giới thiệu. Mặc dù thế lực sau lưng hắn mạnh, nhưng hắn không có Diệp Quân Lâm mạnh. Hắn khẳng định phải tự giới thiệu. Kết quả trang một chút, liền bị Diệp Quân Lâm giết. Diệt trừ người này sau. Cơ quan hộp cũng bay đến Diệp Quân Lâm trong tay. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói, ta chỉ là muốn để ngươi nói ra thân phận a, là chính ngươi quá cuồng vọng. Thu thập xong đây hết thảy. Diệp Quân Lâm liền rời đi. Chẳng ai ngờ rằng người thần bí cùng 200 thần minh toàn bộ như vậy chết thảm. Mấu chốt Diệp Quân Lâm tốc độ quá nhanh. Đuổi theo bọn hắn cùng giết chết bọn hắn Diệp Quân Lâm liền dùng không đến 10 phút. Đến mức tất cả mọi người có loại ảo giác, Diệp Quân Lâm mới từ đảo nhỏ rời đi. Nơi nào có thời gian đuổi theo bên trên bọn hắn, chứ nói chi là giết chết bọn hắn. Dù là đấu giá hội người phụ trách bỏ mặc Diệp Quân Lâm rời đi. Để hắn chịu đựng nữ nhi hy vọng bạch bạch sói mòn đau khổ. Bởi vậy, cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vừa rời đi đảo nhỏ, đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người coi là mất dấu. Vừa muốn báo cáo thời điểm, lại phát hiện Diệp Quân Lâm xuất hiện. Trước sau thời gian quá ngắn. Mọi người xem thường. Thời gian ngắn như vậy Diệp Quân Lâm có thể làm gì a? Tìm cũng không tìm tới người thần bí ở đâu. Chớ nói chi là đoạt thần dược giết người. Không có người sẽ đi hoài nghi. Diệp Quân Lâm biến mất thời gian quá ngắn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Diệp Quân Lâm trong tay vuốt vuốt cơ quan hộp. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Phải tìm người chuyên nghiệp đến giải. Hiện tại hắn nghĩ nghĩ, vì sao tiện nghi sư phụ lúc trước lưu lại trong sách cổ không có thiên cơ khóa những thứ này. Không phải chính hắn liền có thể giải khai. Chỉ có thể nói sư phụ lúc trước lưu lại cho mình những cái kia bảo tàng chỉ có thể thích hợp với trước đó thời kỳ. Hiện tại thời đại biến hóa quá nhanh, cũng không dùng tới. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Ninh Tấn Nghiệp nói người kia. Trên đảo nhỏ, người thần bí 35 vạn khối linh khí tinh thể ngay tại hướng bên này một chút xíu chuyển đến. Từng chiếc siêu cấp máy bay vận tải tại trên đảo nhỏ lên lên xuống xuống. Đây là... Rất nhanh Diệp Quân Lâm thu xếp tại nhỏ người trên đảo tra được một chút manh mối. Bọn hắn tra tìm một phen đi sau hiện. Những cái này siêu cấp máy bay vận tải, vậy mà đến từ chiến ưng quốc thiên thuẫn cục. Mà lại những cái này tham dự chuyển vận nhân viên vậy mà đều là thiên thuẫn cục. Đương nhiên muốn xem kỹ. Bọn hắn đối thân phận của mình cũng tiến hành nhất định ẩn tàng. Nếu không phải Diệp Quân Lâm phái bọn hắn như vậy tỉ mỉ tra tìm, không có khả năng tra được. Vị này có được tài nguyên không thua bởi Diệp Quân Lâm người thần bí vậy mà cùng thiên thuẫn cục có quan hệ. Tin tức này rất trọng yếu. Làm hắc ám bác sĩ đem tin tức bí mật truyền tống cho Diệp Quân Lâm thời điểm, cái này khiến cả người hắn cũng đều là sững sờ. Thật không nghĩ tới vậy mà cùng chiến ưng quốc hữu quan hệ. Chiến ưng quốc thế lực sau lưng. Từ Ngân Hà hộ vệ liên minh lần kia ra tay tiêu diệt chư thần phòng thí nghiệm chủ thần ti thời điểm, dùng chuyên môn đối kháng vũ khí. Khi đó Diệp Quân Lâm liền chú ý tới chiến ưng quốc phía sau khả năng còn có người. Không phải tân tiến như vậy vũ khí, thiên thuẫn cục là không thể nào lấy ra. Còn có lúc trước thiên thuẫn cục dùng ở trên người hắn khốn thần khóa. Cái này rõ ràng là vượt qua thiên thuẫn cục hiện hữu tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật A. Cái này cho thấy chiến ưng quốc phía sau khả năng vẫn tồn tại một cái cùng loại với chư thần phòng thí nghiệm tồn tại. Đương nhiên lực chú ý tất cả chư thần phòng thí nghiệm dư nghiệt trên thân. Bây giờ muốn tượng thật đáng sợ. Sau đó là linh khí phong bạo càn quét toàn thế giới thời điểm, chiến ưng quốc dụng nghịch thiên trang bị, vậy mà tại toàn bộ quốc gia phạm vi bên trong sử dụng. Mạnh mẽ ngăn trở linh khí phong bạo càn quét. Cái này nghịch thiên trang bị độ khó cũng không phải đại hạ an toàn đảo hạng mục có thể sánh được. Hắn là một cái trang bị bao phủ toàn bộ chiến ưng quốc A. Trước đó tất cả mọi người không có truy đến cùng qua vấn đề này. Hiện tại Diệp Quân Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Nhìn như một cái trang bị, quả thực khủng bố đến cực hạn.
Cái này trang bị kỹ thuật, thôi động trang bị tài nguyên chờ một chút đều là toàn thế giới không cách nào tưởng tượng. Hoặc là nói cái này kỹ thuật dù là hiện tại toàn thế giới đều không có. Cái kia trang bị lúc ấy khởi động thời điểm quá làm cho người rung động. Vậy mà thay đổi một cái khu vực bên trong hết thảy. Phảng phất từ thế giới bên trong một lần nữa phân ra đi một cái độc lập thế giới. Đem từ trường, lực trường những cái này hết thảy cho thay đổi. Cái này tưởng tượng đều khủng bố a. Có thể làm đến bước này, cần trả giá cái gì? Quả thực là người không cách nào tưởng tượng. Cái này hoàn toàn không phải thế giới này có khả năng có kỹ thuật a. Dù là chiến ưng quốc cũng là như thế. Khoa học kỹ thuật của bọn họ kỹ thuật mặc dù tiên tiến, còn không tới loại trình độ kia a. Hiện tại Diệp Quân Lâm suy đoán thôi động cái này trang bị có tác dụng cần nhiên liệu tài nguyên chính là linh khí a. Không phải lấy trước đó toàn thế giới vốn có năng lượng tài nguyên đến xem, không ở ngoài chính là đá mặt trời những thứ này. Nhưng khởi động trang bị như vậy, Diệp Quân Lâm hiện tại cảm giác tuyệt đối là không thể nào. Nhiên liệu cùng nguồn năng lượng chống đỡ không nổi loại này cấp bậc trang bị khởi động a. Cái này nói rõ chính là chiến ưng quốc phía sau còn có thế lực a. Cái thế lực này cường đại vô song, rất có thể bọn hắn đã sớm dự liệu được linh khí khôi phục, hoặc là nói bọn hắn đã sớm trưởng khống linh khí tinh thể những cái này. Từ hiện tại xem ra, đúng là như thế. Người kia có tài nguyên hoàn toàn không thua gì mình, có thể cùng mình một mực đối đầu đến cùng. Nói rõ hắn tài nguyên là đầy đủ. Mà lại Diệp Quân Lâm suy đoán, đại khái suất cái thế lực này cũng là dựa vào linh mạch sống sót. Có như vậy phong phú tài nguyên. Nói rõ bọn hắn trưởng khống một đầu linh mạch. Đầu này linh mạch không nhỏ. Không phải người kia không có cách nào cùng mình so đấu tài nguyên. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không nghĩ tới chính là bọn hắn có linh mạch cũng là một đầu siêu cấp linh mạch, không thua gì Nam Cực sông băng hạ siêu cấp linh mạch. Diệp Quân Lâm xem như minh bạch. Vì sao chiến ưng quốc không có thần minh, cũng không có chút nào sốt ruột, không có phát ra tới mảy may tin tức. Nhìn xem không có thần minh đại hạ đều gấp thành bộ dáng gì. Đây đều là có nguyên nhân. Đại hạ không có thần minh, liền không có năng lực tự vệ. Bọn hắn đương nhiên e ngại a. Thế nhưng là chiến ưng quốc không sợ, bọn hắn phía sau có thế lực cường đại. Không sợ bất luận kẻ nào. Có những cái này phong phú tài nguyên, đồng thời có thể vận dụng tài nguyên thế lực. Là không sợ thần minh. Ha ha, Diệp Quân Lâm vui. Nguyên lai tưởng rằng là chiến hùng quốc thứ nhất. Không nghĩ tới càng kinh khủng vẫn là tại chiến ưng quốc. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nghĩ đến chiến ưng quốc sử dụng qua nghịch thiên trang bị, để chủ thần ti 18 vị trí cao thần năng lực nháy mắt biến mất, thiên phú đều bị khóa người chết kia trang bị. Cho dù là dùng đến hiện tại, cũng là tuyệt đối vô địch. Đoán chừng cái này nghịch thiên trang bị có thể khóa kín thần minh linh khí sử dụng, dạng này thần minh không phải liền là phế rồi. Chẳng qua dám nhằm vào ta. Vậy ta khẳng định XXX các ngươi. Lần lượt đến, chờ ta cho nữ nhi giải độc xong, đem chiến hùng quốc san bằng, đem cửu đầu xà diệt, liền tới tìm các ngươi. Ta Diệp Quân Lâm luôn luôn đều là có thù tất báo người. Ai nhằm vào qua ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại mục tiêu của hắn chính là như thế nào mở ra cái này thiên cơ khóa. Về phần chiến ưng quốc sự tình, chờ lấy đi hỏi một chút hắc ưng đặc công, không chừng có tin tức đâu. Diệp Quân Lâm cầm thần dược về đại hạ. Một bên khác, trên đảo nhỏ, hắc ám bác sĩ bọn hắn vẫn là bị giam giữ. Chẳng qua bọn hắn có thể tại trên đảo nhỏ tự do hoạt động, nhưng không thể rời đi đảo nhỏ. Chờ người kia triệt để an toàn về sau, bọn hắn mới có thể thả người. Chẳng qua hắc ám bác sĩ động tác của bọn hắn từ đầu đến cuối đều không dừng lại tới. Một mực đang điều tra bọn này mang theo mặt nạ ra hỏa thân phận. Sau đó hắc ám bác sĩ liền phải nhìn xem nhiều như vậy tài nguyên. Bọn hắn rốt cuộc muốn vận đi nơi nào? Chỉ cần chờ, khẳng định sẽ có phát hiện. Hắn một mực đang chờ. Sau đó không lâu, đến vận tài nguyên đội ngũ xuất hiện. Để hắc ám bác sĩ không nghĩ tới chính là. Đám người này hắn nhận biết. Thượng đế chi não cùng Ninh Tấn Nghiệp, Tiêu Thiên Vũ bọn hắn đều kinh sợ. Sẽ không như thế trùng hợp a? Vậy mà là bọn hắn. Đám người này bọn hắn cũng đều nhận biết. Đại hạ thiên thần ti. Đến trở đi tài nguyên vậy mà là bọn hắn. Đây là mọi người vô luận như thế nào đều có thể nghĩ tới. Đến vận tài nguyên chính là đại hạ thiên thần ti. Chẳng lẽ nói cái này đấu giá hội căn bản là thiên thần ti làm,
cố ý đến nhục nhã Diệp Quân Lâm. Không có khả năng a. Thiên thần ti chính là Thiên Sách Phủ làm a, Thiên Sách Phủ người cùng Diệp Quân Lâm nhiều quen thuộc. Làm sao lại như vậy? Tuyệt đối không phải bọn hắn. Khả năng thiên thần ti cũng là bị ủy thác. Bọn hắn chính là đến trở đi tài nguyên, sự tình khác đều không tham dự. Chẳng qua chuyện này làm sao có thể cùng thiên thần ti dính líu quan hệ đâu. Nguyên bản bọn hắn đều muốn đem ở đây những cái này mang theo mặt nạ người bắt lấy, đem mặt nạ đều hái xuống. Nhưng là bây giờ thiên thần ti xuất hiện, để bọn hắn bỏ đi kế hoạch này. Chuyện này khả năng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bọn hắn vẫn là không làm hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là hết thảy chờ lấy Diệp Quân Lâm đến định đoạt. Bọn hắn còn muốn tiếp tục quan sát, đến xác định ra những cái này mang mặt nạ người thân phận. Chẳng qua lúc này đột nhiên loạn. Bởi vì bọn hắn vừa mới tiếp vào tin tức chiến hùng quốc 200 thần minh cùng vị nào người thần bí tại chỗ biến mất. Liên quan biến mất còn có gốc kia so sánh 10 vạn năm tuyết liên thần dược. Bọn hắn tựa hồ cũng bị người giết. Bởi vì chiến hùng quốc rất nhanh chứng thực điểm này. Bọn hắn mỗi một vị thần minh đều lắp đặt một khối chip. Chip có thể xác định vị trí của bọn hắn cùng trạng thái thân thể những thứ này. Nhưng là bây giờ chip biểu hiện bọn hắn 200 vị thần minh toàn bộ chết xong. Một cái đều không có còn lại. Đây chẳng phải là nói rõ người thần bí cũng chết rồi. Đối phương rõ ràng hướng về phía cái này thần dược đi a. Mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm một mực bị người nhìn chằm chằm đâu, cũng không có xuất thủ khả năng. Cả hai xuất hiện vị trí đều không giống. Chớ đừng nói chi là những người khác. Nhanh nhanh nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất trở đi. Trên đảo nhỏ loạn, bọn hắn ra tốc trở đi tài nguyên, để phòng ngừa xuất hiện vạn nhất tình huống. Hắc ám bác sĩ ý thức được không đúng, lập tức đem tin tức nói cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sau khi nghe được, cũng là chấn động vô cùng. Thiên thần ti đến vận chuyển tài nguyên. Vừa vặn tại đại hạ Diệp Quân Lâm lập tức liên hệ Thiên Sách Thần Soái. Nghe được tin tức này sau, Thiên Sách Thần Soái cũng là một mặt mộng. Không có a, ta căn bản không cho qua bọn hắn bất cứ mệnh lệnh gì a. Càng sẽ không để bọn hắn chạy tới vận chuyển tài nguyên trở về a. Cái này thế lực thần bí đều đặc biệt nhằm vào ngươi, ta làm sao có thể hợp tác với bọn họ đâu. Mà lại ta liền bọn họ là ai cũng không biết a. Thiên Sách Thần Soái thật mắt trợn tròn. Thiên thần ti mặc dù là Thiên Sách Phủ thành lập, nhưng người phụ trách lại không phải Thiên Sách Thần Soái. Thiên thần ti lão đại là Thiên Sách Thiếu Soái. Bởi vì hắn là trước mắt mà nói, đại hạ xuất hiện qua mạnh nhất thần minh. Bởi vậy thiên thần ti lão đại từ hắn đảm nhiệm tương đối tốt. Dù sao đây là một cường giả vi tôn thời đại. Những người khác đảm nhiệm đều khó mà phục chúng a. Diệp Quân Lâm cười cười, ta cũng liên tưởng không đến các ngươi có thể cùng bọn hắn có liên hệ gì. Thiên Sách Thần Soái một mặt hoài nghi, có phải là nhi tử ta làm quyết định ta không biết. Chúng ta đi hỏi một chút nhìn, chuyện này can hệ trọng đại. Nhất định phải tra rõ ràng. Tốt, vậy liền mau đi hỏi đi. Nói không chừng chuyện này cho cùng hắn cũng không quan hệ. Diệp Quân Lâm nói. Hắn nghĩ tới trước đó Hắc Thiên Minh thế lực này đến đoạt hắn tài nguyên. Dường như cũng là thiên thần ti người tiết lộ tin tức, đồng thời chi đi cùng mình có liên quan Thanh Long những người này. Hiện tại đi cùng nhằm vào thế lực của mình hợp tác, cũng không phải là không được. Cũng không biết là ai. Nhất định phải tra rõ ràng. Thiên Sách Thiếu Soái ngay tại đại hạ. Cho nên hai người rất mau tìm đến hắn. Thiên Sách Thần Soái trực tiếp chất vấn, là người phái người cùng người khác hợp tác. Hiện tại thiên thần ti người đều chạy đến trên đảo nhỏ đi vận linh khí tinh thể trở về. Hai người vốn cho rằng Thiên Sách Thiếu Soái không biết không tham dự chuyện này. Nào biết Thiên Sách Thiếu Soái một hơi thừa nhận xuống tới, đúng vậy a, là ta an bài. Chấn kinh. Hai người một mặt không thể tin. Thật là Thiên Sách Thiếu Soái. Diệp Quân Lâm nội tâm đã rời sông lấp biển. Thật là Thiên Sách Thiếu Soái. Là hắn khống chế thần y. Không nên a. Thế nhưng là hắn đều thừa nhận. Ngươi cái nghịch tử làm thế nào ra loại sự tình này? Thiên Sách Thần Soái hét lớn. Hắn cũng không có nghĩ đến Thiên Sách Thiếu Soái làm cái này sự tình, còn thừa nhận thản nhiên như vậy. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà cùng nhi tử có quan hệ. Chẳng lẽ nhi tử là Diệp Quân Lâm nói vị nào kẻ sau màn? Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm Thiên Sách Thiếu Soái hỏi, là ngươi khống chế Yến Tàng Sinh nhằm vào ta.
cũng là ngươi tổ chức đấu giá hội nhằm vào ta. Diệp Quân Lâm chất vấn mới ra, Thiên Sách thiếu soái cũng là sững sờ. Không có a, những cái này ta cũng không biết. Thiên Sách thiếu soái lắc đầu. Vậy ngươi phái Thiên Thần Ti đi vận chuyển linh khí tinh thể chuyện gì xảy ra? Cái này đấu giá hội ngươi cũng là sớm biết đến a. Đừng nói cho ta, với ngươi không quan hệ. Vậy ngươi khẳng định biết nhóm người này? Diệp Quân Lâm hỏi. Đấu giá hội ta là biết đến, thế nhưng là cụ thể là ai, ta không biết. Có thần bí người liên hệ ta, nói lần hội đấu giá này bên trên tất cả tài nguyên đều đưa cho Thiên Thần Ti. Ngay từ đầu ta cũng không tin, thẳng đến bọn hắn đem một nhóm tài nguyên đưa đến trước mặt ta thời điểm ta tin. Thiên Sách thiếu soái nói. Ừm. Diệp Quân Lâm cùng Thiên Sách thần soái liếc nhau. Cái này hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đấu giá hội tất cả tài nguyên đều cho Thiên Thần Ti rồi. Ta mặc kệ mục đích của bọn hắn là cái gì, dù sao bọn hắn đem tài nguyên cho Thiên Thần Ti, lại không để chúng ta làm cái gì, làm gì không. Mà lại ta hỏi qua bọn hắn vì sao tặng không tài nguyên cho Thiên Thần Ti. Người ta trả lời rất đơn giản, muốn để đại hạ thêm ra thần minh, muốn để đại hạ mạnh lên. Cái này đầy đủ. Thiên Sách thiếu soái trả lời để Diệp Quân Lâm hai người chấn động không gì sánh nổi. Cái này. Diệp Quân Lâm trước đó suy đoán nhóm này thế lực chính là đại hạ. Hiện tại đến xem quả nhiên là được. Bọn hắn cho Thiên Thần Ti tài nguyên, chính là muốn để đại hạ phát triển, có càng nhiều thần minh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền có thể xác định. Nếu như đám người này không nghĩ đại hạ phát triển, không nghĩ đại hạ xuất hiện thần minh. Bọn hắn đã sớm khống chế thần y Yến Tàng Sinh. Sẽ không để cho hắn đến giúp đỡ đại hạ chế tạo ra nhiều như vậy thần minh. Cái này nói rõ cái này thế lực thần bí chỉ nhằm vào Diệp Quân Lâm, không nhằm vào những người khác. Nhất là bọn hắn còn hy vọng đại hạ phát triển. Hiện tại để Thiên Thần Ti đi vận tài nguyên, càng có thể nói rõ chuyện này. Cái này, Thiên Sách thần soái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Là địch hay bạn căn bản không phân rõ. Nhóm này thế lực rõ ràng là trợ giúp đại hạ, vì sao như thế nhằm vào Diệp Quân Lâm đâu? Đôi bên có thể có cừu hận gì đâu? Không tưởng tượng ra được. Người bên cạnh sao? Giống như cũng không có ai có loại này bản sự a. Diệp Quân Lâm càng là có chút mộng. Ai vậy? Mẹ nhà hắn. Mình cũng không làm gì a. Làm sao không dám quang minh chính đại ra tới a? Lúc đầu Diệp Quân Lâm còn muốn lấy hỏi thăm một chút Thiên Sách thần soái có biết hay không thiên cơ khóa. Hiện tại xem ra, không thể hỏi. Hắn không phải hắn không tin Thiên Sách thần soái, hắn sợ những người khác khả năng biết. Từ đó bại lộ thần dược ở trong tay chính mình sự tình. Đúng lúc này đợi, từ trên đảo nhỏ vận chuyển nhóm đầu tiên linh khí tinh thể đội ngũ đã trở về. Tổng cộng cộng lại không sai biệt lắm 50 vạn khối phẩm chất cao linh khí tinh thể. Thấy đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Những tài nguyên này không biết có thể cho đại hạ tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Liền Thiên Sách thần soái hô hấp đều dồn dập lên. Tài nguyên nhiều lắm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cười cười nói, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Ngươi muốn cho đại hạ cường đại không có vấn đề, thế nhưng là ngươi nhằm vào ta, vậy chúng ta liền có thù, đừng để ta bắt được ngươi đến. Chờ lấy. Cho Thiên Thần Ti tài nguyên, hắn không xen vào, thậm chí duy trì. Thế nhưng là đâu, ngươi nhằm vào ta, ta liền phải làm ngươi. Nhìn xem Diệp Quân Lâm rời đi bóng lưng, Thiên Sách thần soái hai cha con cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này đến cùng là ai a? Vì sao cần phải nhằm vào Diệp Quân Lâm? Không hợp lý a. Đại hạ, Diệp Quân Lâm đắc tội người bọn họ cũng đều biết a. Kia còn sẽ có người khác a. Chấm. Mà giờ khắc này, trên đảo nhỏ cũng loạn cả một đoàn. Cửu đầu xà những cái này đều loạn. Bọn hắn phái đi ra 200 thần minh toàn bộ đều chết rồi. Không thể tin a. Ai làm? Bọn hắn hoài nghi rất nhiều người. Duy chỉ có không có hoài nghi Diệp Quân Lâm. Bởi vì Diệp Quân Lâm thủ hạ gần như tất cả nơi này, mà lại Diệp Quân Lâm có không ở tại chỗ chứng minh. Bởi vậy sẽ không là hắn. Chỉ có thể nói rõ nhìn chằm chằm thần dược rất nhiều người, rất nhiều đều vượt qua dự đoán của chúng ta. Liên chiến hùng quốc 200 thần minh đều có thể tùy tiện xóa đi. Điều này nói rõ cướp đi thần dược thế lực không đơn giản a. Cuối cùng mọi người chỉ có thể đạt được một kết luận như vậy tới. Mà hắc ám bác sĩ bọn hắn cũng bị cho qua. Dù sao bọn hắn không có hiểm nghi có thể nói. Lúc đầu hắc ám bác sĩ bọn hắn còn muốn tra một chút những cái này đấu giá hội người phụ trách.
xem bọn hắn dưới mặt nạ đến tột cùng là ai. Không trải qua đến Diệp Quân Lâm tin tức, để bọn hắn trở về. Cái thế lực này rất rõ ràng nghĩ đến mỗi một bước chi tiết, từ thiên thần ti đến trở đi tài nguyên điểm này liền có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng khẳng định biết mình sẽ đi tra những cái này mang mặt nạ. Bởi vậy dù là đi thăm dò bọn hắn, cũng tuyệt đối tra không ra cái gì. Đã không có ý nghĩa, kia còn tra làm cái gì. Diệp Quân Lâm mau nhường bọn hắn trở về. Chỉ làm cho Hỏa Vân Tà Thần nhìn chằm chằm một điểm là được. Một đám người toàn bộ trở về. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mọi người lại hỏi, đắc thủ rồi. Diệp Quân Lâm giương lên trong tay cơ quan hộp. Tấn Nghiệp tiếp xuống liền dựa vào ngươi, tìm tới có thể mở ra thiên cơ khóa người. Diệp Quân Lâm liền đợi đến Ninh Tấn Nghiệp tới. Lá đạo sư, yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Ninh Tấn Nghiệp lập tức đi tìm. Diệp Quân Lâm còn thu xếp Trịnh Phong Phú đám ba người cùng hắn cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Quân Lâm hiện tại đối cái này thế lực thần bí quá hiếu kỳ, cũng rất phẫn nộ. Liền cái này một nhà thế lực thân phận không biết. Cái khác dù là Chiến Ưng Quốc phía sau còn có thế lực hắn đều biết. Cái thế lực này tất cả mọi người là mộng, căn bản không thể nào tra được. Hắc ám bác sĩ bọn hắn nói. Diệp Quân Lâm mím môi nói, có lẽ chúng ta phương hướng sai đây. Diệp tiên sinh ý của ngươi là tra những người khác. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Chúng ta sao không tra một chút Yến Tảng Sinh lai lịch? Hắn cái này thần y cũng không phải vô duyên vô cớ. Hắn là thuộc về mai danh ẩn tích, thân phận của hắn khả năng không đơn giản. Nếu là đem hắn có thể điều tra ra, nói không chừng cùng cái kia thế lực có quan hệ. Trước kia cái kia thế lực mặc kệ hắn, là hắn không có bại lộ. Hiện tại bại lộ về sau, lập tức nhằm vào ta. Diệp Quân Lâm nói như vậy về sau, tất cả mọi người là rộng mở trong sáng. Mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. Đích thật là chuyện như vậy. Thay cái phương hướng cha. Cửu nhân là thật nhiều a. Chờ Quân Quân độc giải khai. Ta Diệp Quân Lâm tất nhiên sẽ từng cái tìm tới cửa. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Mà giờ khắc này. Chiến Ưng Quốc Thiên Thuẫn Cục Cục Thủ Smith cùng cao tầng Nelson cũng được biết vị nào biến mất vẫn lạc tin tức. Vị này kỳ thật bọn hắn cùng thế lực sau lưng liên hệ sứ giả. Lần này hắn không có kiềm chế lại, chạy tới nhằm vào Diệp Quân Lâm, kết quả là kết cục như vậy. Chiến Hùng Quốc 200 thần minh toàn bộ chết rồi, thần dược cũng bị đoạt, vị này thần sứ khẳng định cũng là chết. Smith e ngại nói, vậy thì nhanh lên đem tin tức phát đưa cho bọn họ đi. Nelson nói, cứ việc vị này là bọn hắn liên hệ sứ giả, chẳng qua bọn hắn cũng có cái khác khẩn cấp phương thức, liên hệ đến thế lực sau lưng. Hiện tại sứ giả chết rồi. Bọn hắn lập tức đem tin tức phát cho thế lực sau lưng. Cái này đối với bọn hắn đến nói chính là trời sập. Như thế tồn tại cường đại lại bị giết. Thần dược còn bị đoạt. Trước mắt còn không biết là ai làm. Mà lại chuyện này liên lụy đến đi qua đệ nhất thế lực cùng bây giờ đệ nhất thế lực hai nhà sự tình. Để bọn hắn đều bị thiệt lớn. Rất nhanh bọn hắn thế lực sau lưng truyền đến mệnh lệnh để bọn hắn lấy thời gian ngắn nhất đem hung thủ điều tra ra. Hắc Ưng đặc công. Các ngươi lập tức đi thăm dò. Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất. Cục thủ Smith lập tức hạ lệnh. Toàn bộ Thiên Thuẫn Cục đều nhao nhao xuất động. Bọn hắn khả năng thực lực cái này một khối trước mắt mà nói không được, nhưng tra tìm tin tức cái này một khối, bọn hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chúng ta đi tìm Diệp Quân Lâm. Hắc Ưng đặc công cái thứ nhất nghĩ tới chính là Diệp Quân Lâm. Dĩ nhiên không phải cảm thấy là Diệp Quân Lâm làm, mà là cùng hắn có quan hệ. Đôi bên lại lấy một loại vi diệu quan hệ kết nối, bởi vậy hắn cái thứ nhất tìm tới Diệp Quân Lâm. Làm Hắc Ưng đặc công tìm tới Diệp Quân Lâm thời điểm, để hắn không chỉ có sững sờ. Mình còn muốn lấy có thời gian đi tìm hắn đâu. Không nghĩ tới mình đưa tới cửa. Đại hạ thần y thần dược bị cướp đi sự tình nghe nói đi. Hắc Ưng đặc công hỏi. Ừm. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Tìm ngươi hiểu rõ tình huống cụ thể. Hắc Ưng đặc công nói. Diệp Quân Lâm trực tiếp thừa nhận, người là ta giết, thần dược là ta cướp. Làm sao rồi? Phốc, Hắc Ưng đặc công kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Liền trực tiếp như vậy thừa nhận rồi. Đều không mang bất luận cái gì che giấu sao. Vạn vạn không nghĩ tới mình đến nghe ngóng cái tình huống, trực tiếp liền gặp được chính chủ. Người bây giờ vẫn là mạnh như vậy sao? Hắc Ưng đặc công run run rẩy rẩy mà hỏi. Trước đó linh khí khôi phục trước.
Diệp Quân Lâm tuyệt đối là mạnh vô địch tồn tại. Một quyền đánh nổ hết thảy. Đều hiện tại, Diệp Quân Lâm làm sao có thể? Nhiều như vậy thần minh. Diệp Quân Lâm liền linh khí quanh quẩn đều không có. Còn như thế mạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quân Lâm cười cười. Hắc Ưng Đặc Công lúc này mới ý thức được Diệp Quân Lâm thực lực sâu không lường được. Liền như là chiến ưng quốc thế lực sau lưng đồng dạng, không nhìn bất luận cái gì thời đại. Bất luận từ lúc nào, bọn hắn đều là áp đảo trên thế giới này. Ngươi không tìm đến ta, ta còn muốn tìm ngươi đây. Các ngươi chiến ưng quốc phía sau có một cái tồn tại cường đại A. Chính là ta giết chết người kia. Diệp Quân Lâm hỏi. Đến này sẽ, Hắc Ưng Đặc Công nhẹ gật đầu, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, nguyên lai chiến ưng quốc từ thành lập lên, phía sau liền có một cái quái vật khổng lồ đang duy trì. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, quả nhiên là A, các ngươi phía sau cái thế lực này thần thông quảng đại, tài nguyên vậy mà không thua tại ta. Đúng vậy A, chúng ta phía sau cái thế lực là này không nhìn hết thảy, bất kỳ cái gì thời đại bọn hắn đều là bao trùm phía trên. Ta Thiên Thuẫn Cục thậm chí toàn bộ chiến ưng quốc hạch tâm kỹ thuật đều là bọn hắn cung cấp. Bởi vậy, chúng ta khoa học kỹ thuật mới dẫn trước toàn thế giới nhiều như vậy. Nói như vậy, linh khí khôi phục về sau, các nơi thần minh lần lượt xuất hiện, đem khoa học kỹ thuật những cái này toàn bộ đặt vô dụng chi địa. Nhưng chiến ưng quốc khoa học kỹ thuật vẫn như cũ có thể cùng thần minh chống lại, bởi vì ta phát hiện Thiên Thuẫn Cục rất nhiều trang bị, kỳ thật đều là linh khí đang thúc dục động. Nhưng cụ thể ta biết không nhiều. Ta cục thủ Smith hẳn là rõ ràng. Cái này cùng Diệp Quân Lâm phỏng đoán đồng dạng. Lúc trước đối phó chủ thần ti cái kia nghịch thiên trang bị liền cho hắn nhìn ngốc. Quả nhiên là cần linh khí thôi động, không phải cũng không thể có như thế uy lực a. Hắc Ưng đặc biệt tiếp tục nói, kinh khủng nhất chính là cái thế lực này kỳ thật vẫn đang chiến ưng quốc cảnh bên trong, nhưng ta tìm lượt mỗi một cái góc đều phát hiện không được. Căn bản tìm không thấy. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nói. Đúng a. Cho nên ta suy đoán có dạng này một loại khả năng tính. Mà lại đại khái suất chính là như thế. Nghe được Hắc Ưng Đặc Công nói, Diệp Quân Lâm lập tức hỏi, cái gì khả năng? Bọn họ đích xác tại chiến ưng quốc cảnh bên trong không sai, chỉ là chúng ta tiến vào không được lĩnh vực của bọn hắn bên trong. Bọn hắn hẳn là có mình một phương tiểu thế giới. Bọn hắn lợi hại như vậy, cho Thiên Thuẫn Cục trang bị đều có thể thay đổi khu vực bên trong hết thảy. Thậm chí làm cho cả chiến ưng quốc đô khỏi bị linh khí phong bạo xâm nhập. Như vậy chính bọn hắn vị trí chế tạo thành một cái ngăn cách độc lập thế giới, cũng là có khả năng a. Hắc Ưng Đặc Công đưa ra cái này tiểu thế giới luận nghĩ, Diệp Quân Lâm chẳng những không cảm thấy không hoang đường, còn rất chính xác. Hơn phân nửa như thế. Kỳ thật cái thế lực này ngay tại chiến ưng quốc cảnh bên trong, chẳng qua là đám bọn hắn dùng một chút trang bị hoặc là phương pháp đặc thù. Đem bọn hắn chỗ khu vực biến thành độc lập thế giới, những người khác tìm không thấy, cũng vào không được. Thông tục một điểm nói, bọn hắn lợi dụng trang bị, thay đổi lân cận từ trường trọng lực chờ nhân tố. Liền xem như người tìm được nơi này, kết quả lại bởi vì từ trường trọng lực trận các loại nguyên tố thay đổi, để ngươi lạc đường, ngươi đi dạo nửa ngày, kỳ thật chính là dậm chân tại chỗ, căn bản tìm không thấy nơi này. Lại hoặc là trực tiếp thay đổi những yếu tố này. Để ngươi vây quanh cái này độc lập thế giới biên giới đi, căn bản tìm không thấy cái này độc lập thế giới, chớ đừng nói chi là đi vào. Bọn hắn có được loại này thủ đoạn nghịch thiên, đem bọn hắn chỗ tiểu thế giới ẩn nấp cũng quá đơn giản. Rất dễ dàng cho ngươi tạo thành một loại ảo giác, ngươi cảm thấy từ khu vực này xuyên qua. Nhưng kỳ thật ngươi là vòng quanh biên giới đi, căn bản đều không tiếp xúc đến khu vực này. Ngươi là từ địa phương khác xuyên qua. Không phải phỏng đoán. Mà là khẳng định chính là như vậy. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói quá đơn giản. Làm ra một cái tiểu thế giới quả thực rất dễ dàng. Diệp Quân Lâm liên tưởng đến đại hạ bên này lời nói, ví dụ như Trấn Ma Ti, ví dụ như Thiên Sư Phủ. Trong này đều là có đại thần thông tồn tại. Bọn hắn làm ra một phiến khu vực đến, để ngoại nhân không cách nào đi vào đồng thời tìm tới, quả thực rất dễ dàng. Tiểu thế giới đối cái khác người nghe không thể tưởng tượng nổi. Có thể đối Diệp Quân Lâm biết đại khái nguyên lý người mà nói quả thực đơn giản đến chém dưa thái rau đồng dạng. Cũng tỉ như Trấn Ma Ti, bọn hắn cũng tìm thời gian rất lâu. Vẫn như cũ không có cái gì manh mối. Hiện tại như thế nhắc nhở xem xét. Đại khái suất là Trấn Ma Ti có mình độc lập tiểu thế giới, những người khác chính là không cách nào tiếp cận hoặc là tìm đến khu vực này. Dù là trong lúc vô tình tiến vào, cũng sẽ bị quấn ra tới, căn bản phát hiện không được.
Đúng, ta còn nghe nói bọn hắn có thể giải khai con gái của ngươi độc. Nhưng sẽ không xuất thủ. Ngươi dù là cầu bọn hắn cũng vô dụng. Ngươi không có điều kiện đả động bọn hắn. Ngươi có, bọn hắn có. Ngươi không có, bọn hắn càng có. Hắc ưng đặc công nói. Nghe được tin tức này, Diệp Quân Lâm ngược lại là một mặt bình tĩnh. Cái thế lực này khủng bố như vậy, có thể giải độc cũng là bình thường. Còn tốt hiện tại quân quân đã giải khai một nửa độc. Lập tức thiên cơ khóa mở ra, liền có thể hoàn toàn giải độc. Bằng không, biết tin tức này, Diệp Quân Lâm khẳng định sẽ phát cuồng. Thậm chí vì nữ nhi đi liên hệ cái thế lực này, thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ. Chẳng qua bây giờ hắn ngược lại là bình tĩnh. Tốt, đại khái ta cũng đều biết. Diệp Quân Lâm cười cười. Cái này khiến Hắc Ưng Đặc Công lần nữa khác biệt, Diệp Quân Lâm vẫn tại đỉnh tiêm cảnh giới bên trên. Về phần bí mật của hắn, hắn còn không dám nói. Vẫn là đồng dạng. Cái này rất có thể sẽ thành hắn bảo mệnh một lá bài tẩy, thời điểm then chốt mới có thể sử dụng. Vốn cho rằng tra được tên hung thủ này, cần thời gian rất lâu. Không nghĩ tới vừa xuất mã liền tra được. Nhưng là Diệp Quân Lâm hắn cũng không thể nói a, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Hiện tại để Diệp Quân Lâm nhức đầu một điểm không phải quân quân chúng độc vấn đề, mà là Yến Tàng Sinh phía sau đến cùng là ai. Vì sao muốn nhắm vào mình? Liền Thiên Sách Thần Soái đều đang nghi ngờ chuyện này. Đến cùng là ai a? Hắn nghĩ không ra dạng này một nhóm người. Đã phải cường đại đại hạ, cũng phải nhằm vào Diệp Quân Lâm. Cái này không hợp lý a? Chẳng lẽ là Thiên Sách Thần Soái bỗng nhiên ý thức được cái gì? Trực tiếp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Thế nhưng là cũng không nên a. Bọn hắn cùng Diệp Quân Lâm có thể có cừu hận gì? Hắn nghĩ không ra. Thiên Sách thiếu soái cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng của cha, nhịn không được hỏi, người nghĩ đến cái gì? Biết Bảo Long nhất tộc, bọn hắn một mực đang bảo vệ một cái bí mật a. Thiên Sách thần soái hỏi. Thiên Sách thiếu soái khiếp sợ đồng thời, lập tức gật gật đầu, biết a. Bọn hắn mỗi một mạch thủ hộ lấy bí mật này một bộ phận, mấy mạch hợp lại mới là hoàn chỉnh bí mật. Chẳng lẽ nói nhóm này thế lực cùng bí mật này có quan hệ? Thiên Sách thiếu soái kinh ngạc nhìn phụ thân. Những người khác ta nghĩ không ra, hẳn là. Nghe được phụ thân nói khẳng định pháp. Thiên Sách thiếu soái lại nghi ngờ hơn, cứ việc ta không biết bí mật này là cái gì, nhưng cái này cùng Diệp Quân Lâm dường như kéo không lên quan hệ thế nào a? Đúng a, đây cũng là ta nghi ngờ điểm. Ta còn phải điều tra điều tra. Thiên Sách thần soái nói. Chấm. Diệp Quân Lâm bên này tự nhiên sẽ không nghĩ tới là ai. Hắn hiện tại chỉ là để người điều tra thần y Yến Tàng Sinh thân phận. Chẳng qua Ninh Tấn Nghiệp bên kia cũng truyền tới tin tức tốt ngay tại đi tìm có thể mở ra thiên cơ khóa người. Tin tưởng ít ngày nữa sẽ có tin tức. Mở ra thiên cơ khóa xác suất vẫn là rất lớn. Đương nhiên Diệp Quân Lâm cũng sẽ không gửi hy vọng ở thần dược bên trên. Hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm biện pháp khác. Quân quân dù là giải một nửa độc, thế nhưng là giải độc chuyện này là càng nhanh càng tốt. Kiên quyết không thể kéo. Chẳng qua bây giờ vẫn là khó khăn. Lệnh treo giải thưởng căn bản vô dụng. Nhiều mặt thế lực ngăn cản, ai cũng không dám cùng Diệp Quân Lâm có chút giao dịch a. Ai giao dịch ai chết a. Cái này ai dám. Chẳng qua cũng có cửu đầu xà cùng thế lực khác chấn nhiếp không nổi. Dù sao bọn hắn lực lượng không đủ để ước thúc toàn thế giới tất cả mọi người. Ví dụ như thế lực trên bảng gần với chiến hùng quốc thứ hai tồn tại. Cũng chính là Olympic đế quốc. Đây là một cái tràn ngập truyền thuyết thần thoại quốc gia. Tại quá khứ khoa học kỹ thuật thịnh hành thời đại bên trong, cái này quốc gia một điểm tồn tại cảm đều không có. Để người quen thuộc có lẽ là kia từng cái truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng là linh khí khôi phục tiến đến về sau, cái này quốc gia một trận cho rằng đây là bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại thần thức tỉnh. Bọn hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại tiếp nhận thiên tướng phúc phận tẩy lễ. Cùng chiến hùng quốc cùng thiên khải đế quốc những cái này đồng dạng. Toàn bộ chính diện nghênh đón linh khí khôi phục đến. Kết quả đánh bậy đánh bạ, thành tựu từng cái thần minh xuất hiện. Đến mức Olympic đế quốc trở thành thế lực bảng thứ hai. Theo đó, Olympic đế quốc chỉ ít có được hơn ngàn thần minh, so thứ ba thiên khải đế quốc thêm ra không ít. Thế nhưng là lại có truyền ngôn, Olympic đế quốc có được mấy ngàn thần minh, thậm chí hơn vạn thần minh. Cho tới bây giờ, Olympic đế quốc còn cảm thấy trận này linh khí khôi phục, là thượng thiên hạ xuống phúc phận.
để bọn hắn trong thần thoại thần minh từng cái khôi phục. Không sai, bọn họ đích xác có một ít dị loại khôi phục. Nhưng kỳ thật những cái này dị loại, liền cùng lúc trước huyết tộc đồng dạng. Nơi nào là cái gì thần A? Chỉ có điều thể chất không giống, hiện tại lại bởi vì linh khí tẩy lễ, cho bọn hắn cung cấp năng lượng nào đó, để bọn hắn đều tỉnh lại. Thậm chí liền thần minh xưng hô thế này cũng là Olympic cái thứ nhất nói ra. Đến mức hiện tại toàn thế giới đều gọi hô này một đám dị loại. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thần minh khôi phục. Chẳng qua đối với những cái này không có kiến thức lâm sản nhóm, đây chính là thần minh A. Mặc dù như thế, bọn hắn phát hiện cũng cần tài nguyên đến để thần minh cường đại, để càng nhiều thần minh xuất hiện. Đây hết thảy đều cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Bọn hắn đem tài nguyên gọi thần bảo tàng, linh khí tinh thể càng là gọi thần thạch. Cảm thấy hết thảy đều là thần linh ban ân. Mà bọn hắn là thần thoại quốc gia, là thần minh quyền lợi trung tâm. Toàn thế giới tất cả thần minh đều muốn nghe bọn hắn. Những cái này thần bảo tàng đều hẳn là thuộc về bọn hắn, từ bọn hắn tới quản lý phân phối. Người người đều hẳn là nghe bọn hắn. Đi qua thời đại bọn hắn nói không tính. Nhưng cái này linh khí khôi phục, thần minh khôi phục thời đại. Liền hẳn là bọn hắn định đoạt A. Bọn hắn là trong thần thoại tâm A. Bởi vậy, tất cả tài nguyên về bọn hắn, tất cả thần minh đều nghe mệnh lệnh của bọn hắn. Bọn hắn thứ nhất sự tình chính là lặng lẽ tìm tới Chiến Hùng Quốc, để Chiến Hùng Quốc nghe bọn hắn. Đem tài nguyên giao cho bọn hắn, để thần minh tiếp nhận bọn hắn quản chế. Kết quả Chiến Hùng Quốc nơi nào sẽ đáp ứng. Thậm chí cảm thấy phải những người này liền là bệnh tinh thần. Từng cái trong đầu có vấn đề. Không nói hai lời, trực tiếp đem người tới toàn giết. Công bố bọn hắn lại muốn dám đến, trực tiếp toàn bộ diệt. Chiến Hùng Quốc thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, thần minh so với bọn hắn nhiều nhiều lắm. Cái này ai cũng sợ hãi. Mặc dù Olympic đế quốc đều có bệnh, nhưng cũng sợ chết. Chiến Hùng Quốc cũng không nuông chiều ngươi mau bệnh. Chọc tới nó, liền làm ngươi. Lúc này mới trấn trụ Olympic đế quốc. Bằng không, bọn hắn đã sớm đối toàn thế giới động thủ. Muốn quản lý hết thảy tài nguyên cùng thần minh. Chẳng qua là đám bọn hắn ý nghĩ vẫn luôn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn hắn mới là trung tâm. Hết thảy thần minh có quan hệ, đều là bọn hắn. Hiện tại bọn hắn cũng là một mực đang ẩn nhẫn, nghĩ lặng lẽ lớn mạnh thực lực, chờ đợi thực lực phản siêu Chiến Hùng Quốc. Từ đó xưng bá thế giới này, chân chính làm được thần minh quyền lợi trung tâm tình trạng. Hiện tại toàn bộ Olympic đế quốc kỳ thật phi thường khiêm tốn. Tuyệt không đi áp dụng bọn hắn ngay từ đầu liền nghĩ chiến lược khống chế toàn thế giới tài nguyên cùng thần minh. Bởi vì bọn hắn mục tiêu trước mắt chính là đuổi theo Chiến Hùng Quốc. Không cao hơn Chiến Hùng Quốc, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Bởi vậy bọn hắn hiện tại chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đến tăng cường thực lực, đến sáng tạo ra càng nhiều thần minh. Thậm chí đem những cái kia ngủ say nhiều năm dị loại toàn bộ móc ra, khẩn cầu thông qua linh khí để bọn hắn khôi phục. Chính là bởi vì dạng này. Cho nên, hiện tại Olympic đế quốc hoàn toàn không ra vào, không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Khiêm tốn đến một điểm tham dự cảm giác đều không có. Đừng nói Chiến Hùng Quốc, Thiên Khải đế quốc. Chính là liền Hắc Long đế quốc cũng không bằng. Trở thành một cái khác loại tồn tại. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết thế lực bảng thứ hai là ai. Diệp Quân Lâm ngược lại là nghe qua Olympic đế quốc thao tác. Diệp Quân Lâm đem bọn hắn xưng hô thành không có thấy qua việc đời chảy gỗ. Chẳng qua bây giờ bọn hắn vậy mà đến tìm Diệp Quân Lâm. Cũng là bởi vì mục tiêu của bọn hắn là cường đại Chiến Hùng Quốc. Bọn hắn một mực đang nghĩ phương thiết pháp vượt qua. Không những chênh lệch không có giảm nhỏ. Kết quả phát hiện dường như chênh lệch từ từ lớn lên. Nhất là hiện tại Chiến Hùng Quốc tài nguyên sung túc, tăng thêm cửu đầu xà thí nghiệm thành công. Thần minh đại lượng sinh sản. Càng ngày càng nhiều. Tốc độ này bọn hắn căn bản không đuổi kịp A. Mà lại tài nguyên thiếu, càng là không cách nào so sánh được. Tại một phen sau khi tự hỏi, bọn hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm tài nguyên là có tiếng. Cũng chỉ có Diệp Quân Lâm tài nguyên, để bọn hắn có thể có đuổi theo Chiến Hùng Quốc cơ hội. Kỳ thật chuyện này bọn hắn suy xét thật lâu. Nhưng chậm chạp không có hành động. Nhưng gần đây nghe được bí mật cửu đầu xà đã vì Chiến Hùng Quốc chế tạo ra hơn vạn thần minh. Olympic đế quốc rốt cục ngồi không yên, bởi vậy mới đến tìm Diệp Quân Lâm. Bọn hắn hành động,
cửu đầu xà những người này đương nhiên ngăn không được. Căn bản không có thực lực kia a. Dù là Chiến Hùng Quốc phái 800 thần minh cung cấp bọn hắn điều khiển, có thể ép cây không đủ a. Lấy cái gì ngăn cản người ta Olympic đế quốc đâu? Trừ phi Chiến Hùng Quốc vận dụng lực lượng chân chính. Nếu không toàn thế giới không ai có thể ngăn được bọn hắn đâu. Bởi vậy, dù là cửu đầu xà những người này biết, cũng phải trơ mắt nhìn. Làm nhóm người này tìm tới Diệp Quân Lâm thời điểm, hắn cũng rất tò mò. Bọn hắn tới làm gì? Là bởi vì lệnh treo giải thưởng đến. Diệp Quân Lâm hỏi, chẳng lẽ mình nữ nhi sớm có hy vọng giải độc rồi? Đều không dùng đến mở ra thiên cơ khóa rồi. Dù sao khẳng định là hướng về phía tài nguyên đến. Điểm này không có mau bệnh. Olympic đế quốc cả đám lắc đầu, không phải, chúng ta vì người tài nguyên mà đến. Diệp Quân Lâm hỏi, trực tiếp như vậy, không phải là tiếp lệnh treo giải thưởng sao? Các ngươi mang đến giao cho nữ nhi của ta biện pháp giải độc hoặc là dược vật, sau đó tới giao dịch tài nguyên sao? Cái kia không có, chúng ta chính là đơn thuần vì ngươi tài nguyên mà đến. Trước đó chúng ta cảm thấy ngươi đã đem tài nguyên giao ra, còn đem tài nguyên bí mật nói ra. Thế nhưng là ngươi lại một lần phát ra lệnh treo giải thưởng, chúng ta mới biết được ngươi còn có tài nguyên, ngươi thậm chí không có đem tài nguyên bí mật chân chính nói ra. Cho nên chúng ta tới tìm ngươi. Chấm. Nghe được đối phương nói như vậy, Diệp Quân Lâm dường như minh bạch. Olympic đế quốc cùng Thiên Khải đế quốc không sai biệt lắm. Là trực tiếp tới đoạt tài nguyên. Cho quân quân giải độc, không có khả năng. Cho nên các ngươi là trực tiếp đến chỗ của ta cầm tài nguyên. Ta không cho, liền trực tiếp muốn cướp ta tài nguyên. Diệp Quân Lâm trực tiếp đem lời nói rõ. Hắn thấy, những người này cùng cường đạo đồng dạng. Cùng Thiên Khải đế quốc những cái này căn bản không có khác nhau chút nào. Cái gì gọi là ngươi tài nguyên, cái này rõ ràng là chúng ta tài nguyên. Olympic đế quốc đám người âm thanh lạnh lùng nói. Cường đạo phong cách, đây không phải giống nhau như đúc. Diệp Quân Lâm mấy người trong lòng cười lạnh. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Đừng nói là của ngươi, toàn thế giới tài nguyên đều hẳn là thuộc về chúng ta. Đây đều là thần bảo tàng, là thượng thiên cùng thần minh ban cho. Lẽ ra phải do chúng ta trưởng khống. Đám người tiếp tục nói. Phốc, Diệp Quân Lâm mấy người đều muốn hộc máu. Quả nhiên không có nhất không muốn mặt. Chỉ có càng không biết xấu hổ. Trước đó tới một cái Thiên Khải đế quốc muốn cướp hắn tài nguyên, nói hắn tài nguyên là bọn hắn. Hiện tại tới một cái Olympic đế quốc, nói thẳng toàn thế giới tài nguyên đều là bọn hắn. Vô sỉ a, đây quả thực quá vô sỉ đi. Chẳng những toàn thế giới tài nguyên là chúng ta, liền tất cả thần minh đều hẳn là từ chúng ta trưởng khống. Mấy người tiếp tục nói. Hắc ám bác sĩ. Diệp Quân Lâm. Im lặng. Chưa bao giờ thấy qua như thế im lặng. Thiên Khải đế quốc là vô sỉ, nhưng Olympic đế quốc là im lặng. Làm sao đều là các ngươi đúng không? Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ mà hỏi. Chúng ta quốc gia truyền thuyết thần thoại cũng nghe được qua a. Điểm này. Diệp Quân Lâm phải thừa nhận, nơi này danh xưng thần thoại chi đô. Rất nhiều thần thoại đều là xuất từ nơi này. Cái này quốc gia thần côn rất nhiều. Diệp Quân Lâm vẫn cho là bọn hắn đều là dị tộc, cũng không phải là cái gì thần minh loại hình. Chỉ có điều chày gỗ quá nhiều. Cho rằng những cái này chuyện thần thoại xưa đều là thật sự tồn tại. Nhất là linh khí khôi phục sau. Biết liền tốt, linh khí khôi phục về sau, thần minh cái này khái niệm cũng là chúng ta nói ra. Toàn thế giới tất cả thần minh cùng tài nguyên đều là thượng thiên ban ân, là thần bảo tàng. Mà chúng ta quốc gia là thần minh quyền lợi trung tâm, trong thần thoại chúng thần hội tụ chi địa. Thần điện ngay tại chúng ta quốc gia. Bởi vậy, hết thảy thần minh đều muốn nghe mệnh lệnh của chúng ta, hết thảy tài nguyên đều muốn về chúng ta. Chấm. Đám người nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, ngươi bây giờ tùy ý tiêu xài tài nguyên kỳ thật đều là chúng ta. Đó cũng không phải ngươi. Ngươi chỉ là khai quật ra thôi. Nhưng kỳ thật ngươi không có quyền sử dụng. Nhưng là chúng ta lựa chọn khoan thứ ngươi, xét thấy trước ngươi không biết. Phục. Diệp Quân Lâm thật muốn phục. Đây là cái gì hiếm thấy đều có a. Hiện tại chỉ cần ngươi đem như thế nào thu hoạch tài nguyên bí mật nói cho chúng ta biết là được. Vậy ngươi như thường là thần thích con dân. Đám người cho thấy nơi phát ra. Phốc. Diệp Quân Lâm thật muốn cười ra tới. Thật tuyệt. Thật là thần côn a. Thật cử chỉ điên rồ. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên.
vậy các ngươi nói toàn thế giới tài nguyên cùng thần minh đều hẳn là nghe các ngươi, vậy ta hỏi ngươi nhóm một vấn đề. Diệp Quân Lâm cười nói. Vấn đề gì? Các ngươi có đi tìm chiến hùng quốc sao? Bọn hắn thần minh tặc nhiều, tài nguyên cũng tặc phong phú. Không biết bọn họ có phải hay không nghe các ngươi, nguyện ý quy thuận các ngươi. Diệp Quân Lâm hỏi. Vấn đề này nháy mắt để Olympic đế quốc đám người diện mục mạnh mẽ run rẩy. Khó xử đến cực hạn. Ai có thể nghĩ tới Diệp Quân Lâm một vấn đề đơn giản, cứ như vậy bén nhọn, trực tiếp giống như là một cây đao cắm ở bọn hắn trên trái tim. Mặc dù bọn hắn tự nhận là thần quốc gia, là thần minh trung tâm quyền lực. Thế nhưng là thần minh đều không nghe lời nói a, nhất là chiến hùng quốc đám này thần minh. Thậm chí càng diệt bọn hắn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể làm gì. Thậm chí hôm nay đến tìm Diệp Quân Lâm không phải liền là vì chuyện này sao? Làm sao rồi, chẳng lẽ các ngươi thật đi tìm chiến hùng quốc rồi? Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Phốc, phốc, chấm. Tất cả mọi người lần nữa diện mục run rẩy, đều muốn hộc máu. Mà lại người ta còn không nghe các ngươi, còn muốn đối các ngươi động thủ, các ngươi lại đánh không lại. Chấm, phốc, phốc, chấm. Những người này mỗi nghe được Diệp Quân Lâm hỏi một vấn đề, liền run rẩy một chút. Bọn hắn muốn phá phòng. Diệp Quân Lâm vấn đề quá sắc bén. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể nào phản bác. Nhìn xem bọn hắn nét mặt cổ quái, Diệp Quân Lâm đã ý thức được cái gì. Đều có thể đoán được bọn hắn như thế nào bị chiến hùng quốc khi dễ. Hừ, kia là chiến hùng quốc phản bội thần minh trung tâm quyền lực. Bọn hắn không nghe chúng ta, không lên giao tài nguyên, càng không muốn đem thần minh giao cho chúng ta. Bọn hắn rất mau đem sẽ tiếp nhận trời trừng phạt. Một người trong đó nhịn không được hừ lạnh nói. Cự tuyệt liền đúng rồi. Ngươi nhìn chiến hùng quốc đám người kia giống đồ đần sao. Đám người này rõ ràng không phải chiến hùng quốc đối thủ, còn muốn kéo cái này kéo cái kia. Không đúng, chiến hùng quốc thần minh đã phản bội, các ngươi không phải danh xưng thần minh quyền lợi trung tâm sao. Các ngươi như thế thần thông quảng đại, liền lập tức đem bọn hắn diệt a. Cho bọn hắn trừng phạt a. Chạy đến tìm ta làm cái gì? Diệp Quân Lâm lập tức hỏi. Phốc! Lần này Olympic đế quốc tất cả mọi người muốn phá phòng. Diệp Quân Lâm vấn đề này là vạn tiễn xuyên tâm a. Đánh không lại a. Cũng là bởi vì đánh không lại chiến hùng quốc a. Không phải bọn hắn sẽ còn chờ tới bây giờ. Sớm đem chiến hùng quốc cho diệt. Chấm! Tất cả mọi người lộ ra thần sắc thần tình phức tạp. Đều muốn khóc. Diệp Quân Lâm yếu ớt nói ra. Ta giống như nhớ kỹ thế lực trên bảng các ngươi là thứ hai, người ta chiến hùng quốc đệ nhất. Các ngươi thứ hai đánh không lại người ta thứ nhất bình thường. Olympic đế quốc đám người. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, mà lại nghe đồn thứ nhất cùng thứ hai ít nhất là gấp 10 chênh lệch. Ta nhìn khả năng không ngừng, gấp mấy chục lần hơn trăm lần cũng có thể. Trách không được các ngươi không đi tìm chiến hùng quốc phiền phức. Nguyên lai căn bản đánh không lại a. Tốt, ngươi đừng nói. Ngươi im miệng cho ta đi. Chấm. Đám người bị Diệp Quân Lâm chọc giận. Nói thêm gì đi nữa, cả đám đều sắp điên. Cũng nhịn không được. Trước đó kia một điểm thần minh trung tâm quyền lực kiêu ngạo, toàn bộ đều muốn không có. Chiến hùng quốc là cường đại, nhưng bọn hắn thần minh phản bội chúng ta, sớm tối phải bị trừng phạt. Bởi vậy chúng ta bây giờ cần đại lượng tài nguyên, đến gia tăng thực lực của chúng ta. Sau đó đánh bại chiến hùng quốc, đi trừng phạt chiến hùng quốc. Ngươi một mực sử dụng tài nguyên đều là chúng ta, ngươi không cần đem tài nguyên toàn bộ nhường lại, chỉ muốn nói cho chúng ta ngươi tài nguyên là như thế nào thu hoạch là được. Chúng ta cầm tới đầy đủ tài nguyên, lực lượng cường đại sau, liền có thể chiến thắng chiến hùng quốc. Chúng ta cũng không cho ngươi giấu giếm, chúng ta Olympic đế quốc chi như vậy khiêm tốn, không tham dự bất cứ chuyện gì. Đó là bởi vì chúng ta cùng nhau đang cố gắng một mục tiêu đánh bại chiến hùng quốc. Trừng phạt những cái này phản đồ. Chấm. Cho tới bây giờ, bọn hắn sợ hãi lại xuống đi, Diệp Quân Lâm càng ngày càng đâm trúng lòng của bọn hắn. Bởi vậy, bất đắc dĩ đem ý tưởng chân thật nói ra. Hắc ám bác sĩ mấy người gật gật đầu, thì ra là thế. Trước đó bọn hắn thật hiếu kỳ qua. Rõ ràng thế giới thế lực bảng thứ hai, làm sao khiêm tốn thành bộ dạng này. Căn bản không gặp được bọn hắn mảy may thân ảnh. Hóa ra là tại vì cái mục tiêu này a. Những người này tiếp tục nói, kỳ thật đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Chúng ta trừng phạt chiến hùng quốc,
kỳ thật chính là đang trợ giúp ngươi a. Chiến Hùng Quốc dung túng đối con gái của ngươi hạ độc cửu đầu xà, đến lúc đó chúng ta đánh bại Chiến Hùng Quốc, trừng phạt phản đồ sau. Cửu đầu xà còn không phải tùy ý ngươi xử trí a. Nếu như Chiến Hùng Quốc một mực cường đại, ngươi đem không có bất kỳ biện pháp nào đối phó cửu đầu xà a. Chấm. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm cảm thấy bọn hắn là bình thường a. Mạch suy nghĩ rõ ràng, minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Thế nhưng là trước đó biểu hiện làm sao cùng não tàn đồng dạng. Chủ yếu cũng là cái này quốc gia văn hóa cùng quen thuộc a. Đem bọn hắn từng cái đều thần thoại. Từng cái trong đầu đều là thần minh loại hình. Khả năng làm ra chuyện hoang đường như vậy tới. Diệp Quân Lâm, chúng ta hy vọng ngươi là thần yêu thích con dân, mà không phải cùng thần trở mặt thành thù. Bằng không, thần bảo tàng ngươi về sau đừng nghĩ đạt được. Ngươi chỉ cần đem như thế nào đạt được thần bảo tàng bí mật nói ra. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi tiếp tục khai thác. Chấm. Mọi người thấy Diệp Quân Lâm hỏi. Trong đó có mấy người nói, hy vọng các ngươi không muốn phản bội. Chiến Hùng Quốc tên phản đồ này quá cường đại, chúng ta tạm thời đối phó không được. Nhưng ngươi nếu là phản bội lời nói, chúng ta có thể vài phút giải quyết ngươi. Thậm chí san bằng đại hạ. Uy hiếp. Bắt đầu uy hiếp trắng trợn. Bọn hắn là ân uy cùng sử dụng. Vì chính là Diệp Quân Lâm đem tài nguyên bí mật toàn bộ nói ra. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, cười cười nói, tốt ha, đã như vậy, liền để các ngươi biết ta là như thế nào đạt được tài nguyên. Thật sao, kia thật là quá tốt. Chấm. Olympic đế quốc đám người nhảy cẫng hoan hô lên. Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ nói ra, tìm một cái lân cận kinh khủng nhất cấp một cấm địa. Hắc Ám bác sĩ rất nhanh liền tìm tới một cái lân cận cấp một cấm địa. Ngay tại trước mấy ngày, Thiên Thần Ti còn chuyên môn làm qua ước định. Nơi này chỉ ít có 200 con so sánh thần minh hung thú. Có không ít vẫn là bá chủ cấp cái chủng loại kia. Là chung quanh nơi này kinh khủng nhất cấp một cấm địa. Tại đại hạ tất cả trong cấm địa đều có thể đứng vào trước mấy. Bí mật chứ, nói cho chúng ta biết ha. Một đám người chờ đến sốt ruột, nhịn không được hỏi. Muốn biết ta như thế nào thu hoạch thiên tài địa bảo, vậy liền đi theo ta. Diệp Quân Lâm mấy người ở phía trước dẫn đường. Olympic đế quốc mấy chục người theo sát phía sau. Qua sau một thời gian ngắn, mọi người liền đến chỗ này cấp một cấm địa biên giới. Một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn mà tới. Thậm chí còn có hung thú đáng sợ khí tức. Để Olympic đế quốc tất cả mọi người cảnh giác lên. Như thế hoang vu khu vực. Ai cũng có thể biết đây là cái gì. Mang bọn ta tới đây làm gì. Phía trước nói ít cũng phải là cấp 2 cấm địa, thậm chí cấp 1 cấm địa A. Olympic đế quốc đám người nhìn không được hỏi. Linh khí càng nồng đậm địa phương, càng dễ dàng sinh ra thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể. Nhưng cũng càng dễ dàng có cường đại hung thú tồn tại. Hiện tại bọn hắn đã có thể cảm nhận được phía trước khu vực linh khí siêu cấp nồng đậm. Tuyệt đối là cấp 2 hoặc là cấp 1 cấm địa. Diệp Quân Lâm cười cười nói, đương nhiên, chẳng qua muốn biết ta như thế nào thu hoạch tài nguyên, vậy liền đuổi theo. Tốt a. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là từng cái đi theo. Rất nhanh đám người liền đến phiến khu vực này. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ là cắm đầu đi lên phía trước. Cũng không có cái gì hành động. Cái này khiến mọi người nghi hoặc không thôi. Bọn hắn cũng không có hỏi. Chỉ có thể một mực đi theo Diệp Quân Lâm. Lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên dừng bước. Đem mọi người giật nảy mình. Diệp Quân Lâm đây là muốn làm gì? Mọi người đều nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Muốn biết hắn muốn làm gì? Đúng rồi. Các ngươi không phải nói, tất cả tài nguyên cùng thần minh đều là các ngươi sao? Đều muốn nghe các ngươi mệnh lệnh sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng à? Mọi người gật đầu. Cái kia không biết hung thú thần minh có tính không? Bọn chúng cũng hẳn là thuộc về bị các ngươi thần minh trung tâm quyền lực quản a. Có muốn hay không ta dẫn ra mấy cái cường đại hung thú, các ngươi thử nhìn một chút. Chấm. Nghe được Diệp Quân Lâm dạng này nói, Olympic đế quốc những người này mặt đều muốn lục. Bọn hắn chỉ là có tín ngưỡng, nhưng không phải ngốc a. Hung thú đồ chơi kia làm sao có thể nghe bọn hắn? Như thường cho hết bọn hắn ăn. Diệp tiên sinh cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Người không muốn khiêu chiến trong lòng của chúng ta tiếp nhận hạn độ. Mọi người nói. Trước đó bị Diệp Quân Lâm 3 lần 4 lượt đâm chúng ở sâu trong nội tâm yếu ớt nhất bộ phận.
mọi người một mực đang ẩn nhẫn. Diệp Quân Lâm lại lời quá đáng, khả năng thật muốn chọc giận bọn hắn. Diệp Quân Lâm cười cười, chỉ đùa một chút, sinh động một chút bầu không khí. Không phải mọi người nhiều nghiêm túc à. Mở trò đùa, Diệp Quân Lâm tiếp tục đi lên phía trước. Lần này, hắn tuyệt không tán phát ra cái gì khí tức. Mà là toàn bộ thu liễm lên. Cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Mà giờ khắc này, cái này cấp một cấm địa đám hung thú đã sớm để mắt tới bọn hắn. Cái này khiến Olympic đế quốc đám người có chút sợ hãi. Hướng bên trong xâm nhập về sau. Bọn hắn liền xác định đây là cấp một cấm địa. Mỗi người bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi. Dĩ vãng bọn hắn tiến vào cấp một cấm địa, tối thiểu được 100 vị thần minh đồng hành. Ngoài ra bên ngoài còn có một đám người tiếp ứng. Gần như làm được phòng ngừa sai sót về sau, bọn hắn mới dám tiến vào cấp một cấm địa. Nhưng hôm nay tiến vào, một điểm bảo hộ đều không có. Thậm chí cũng không biết Diệp Quân Lâm dẫn bọn hắn đi đâu. Chẳng qua vì được đến Diệp Quân Lâm tài nguyên thu hoạch bí mật, bọn hắn đều liều. Một đoàn người nơm nớp lo sợ đi theo Diệp Quân Lâm sau lưng. Tất cả mọi người nghĩ đến Diệp Quân Lâm thu hoạch tài nguyên khẳng định có đặc thù biện pháp đi. Chỉ có tại tài nguyên nhiều địa phương khả năng biểu hiện ra. Mọi người dạng này không ngừng an ủi mình. Chấm. Hắc ám bác sĩ hai người nhìn ra bọn hắn lúng túng, đều cười. Thế nhân đều cảm thấy Diệp Quân Lâm có thu hoạch tài nguyên đặc thù ngắn gọn biện pháp. Nhưng thật tình không biết chính là cơ bản nhất biện pháp nơi nào có tài nguyên, người liền đi nơi đó đào móc a. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm đem một đám người đưa đến cái này cấp một cấm địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi này cao chất lượng thiên tài địa bảo trải rộng, từng khối phẩm chất cao linh khí tinh thể đang nhấp nháy lấy ánh sáng lóa mắt màu. Gần như khắp nơi đều có. Chỉ cần ngươi động tay, liền có thể đào móc đến quá nhiều đồ vật. Diệp Quân Lâm tiện tay nắm lên một khối linh khí tinh thể, quay người nhìn xem mọi người nói ra, ta như thế nào thu hoạch tài nguyên bí mật đã nói cho mọi người. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Quân Lâm không hiểu hỏi. Cho là có cái gì kỳ lạ phương pháp. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại khom lưng nhặt lên một khối linh khí tinh thể, nói ra, cứ như vậy a. Nơi nào có tài nguyên, liền đi nơi đó. Cũng tỉ như hiện tại, tìm tới tài nguyên, sau đó cầm lên a. Minh bạch. Lần này đám người toàn bộ minh bạch. Nguyên lai Diệp Quân Lâm biện pháp chính là như vậy. Nơi nào có tài nguyên liền đi nơi đó nhặt lên. Hắn vừa rồi nêu ví dụ hai lần. Nhưng đây không phải đùa nghịch người sao? Diệp Quân Lâm ngươi đùa bỡn chúng ta. Đây chính là ngươi thu hoạch tài nguyên biện pháp, ngươi hù ai đây? Đây chính là cấp một cấm địa, ngươi nghĩ đến liền có thể đến a. Ngươi đào móc tài nguyên muốn đi, những cái kia thần minh cấp hung thú sẽ đáp ứng sao? Ngươi đây là không có gặp gỡ, thế nhưng là một khi gặp đâu? Ngươi đây không phải hống chúng ta sao? Đây là biện pháp. Chấm. Olympic đế quốc đám người bắt đầu hướng về phía Diệp Quân Lâm chỉ trích. Giống. Ngao. Đúng vào lúc này trận trận hung thú tiếng gào thét truyền đến. Bọn hắn đã bị đám hung thú bị bao vây. Cho tới bây giờ không ai tin tưởng Diệp Quân Lâm nói. Thiên Khải đế quốc những người kia lần đầu tiên nghe được cũng là biểu hiện như vậy. Đúng vậy à. Ai không biết tài nguyên phong phú tại những địa phương này đâu. Thế nhưng là ngươi có năng lực lấy ra sao? Lần một lần hai khả năng dựa vào vận khí không đụng tới lợi hại hung thú. Thế nhưng là ngươi nhiều lần đều có thể dạng này. Đều không đụng tới. Ngươi vận khí được nhiều nghịch thiên. Kia là không thể nào. Dựa theo Diệp Quân Lâm vốn có tài nguyên đến xem, hắn cũng không chỉ một hai lần tiến vào cấp một cấm địa a. Hắn phải một ngày nhiều lần tiến vào cấp một cấm địa, mới có thể có cái này quy mô tài nguyên. Liền nhiều lần như vậy, đều có thể thành công. Tuyệt đối không có khả năng. Ví dụ như hiện tại Diệp Quân Lâm nói biện pháp của mình, tới đây cầm tài nguyên. Thế nhưng là cái này khu vực hung thú đều đến. Chấm. 1, 2. Olympic đế quốc đám người căn cứ hung thú khí tức bắt đầu yên lặng đếm. 238 chỉ so sánh thần minh cấp hung thú. Khủng bố. Quả thực khủng bố đến cực hạn. Đây tuyệt đối là bọn hắn nhìn thấy qua kinh khủng nhất cấp một cấm địa. Bọn hắn trước đó gặp được kinh khủng nhất cấp một cấm địa, vẻn vẹn chỉ có 120 chỉ so sánh thần minh hung thú. Hôm nay đây cơ hồ gấp bội. Mà lại khu vực này linh khí quá nồng nặc. Cũng tạo thành đám hung thú này nghịch thiên.
so với bọn hắn thấy qua thần minh cấp hung thú muốn càng cường đại. Số lượng càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Này làm sao cả? Liên loại tình huống này Diệp Quân Lâm có thể đem tài nguyên làm đi ra. Nằm mơ đâu? Bọn hắn kết luận Diệp Quân Lâm chính là đang đùa bọn hắn. Đây tuyệt đối không thể nào là hắn thu hoạch tài nguyên phương pháp. Nhưng hiện tại bọn hắn thảo luận cái này không có ý nghĩa. Diệp Quân Lâm đùa nghịch không đùa nghịch bọn hắn đã không trọng yếu. Hiện tại vấn đề là bọn hắn có thể không có thể còn sống sót vấn đề. Bọn hắn tuyệt không có bất kỳ ngoại viện, Olympic đế quốc người thậm chí căn bản cũng không biết bọn hắn đến nơi này. Diệp Quân Lâm mình đâu? Càng quên đi thôi. Có thực lực gì có thể dẫn bọn hắn ra ngoài a? Tại hơn 200 thần minh cấp hung thú ngay dưới mắt chạy trốn. Không có khả năng. Bọn hắn đều chính là tươi mới đồ ăn, muốn bị đám hung thú này toàn bộ ăn hết. Một cái đều không sẽ tiếp tục sống. Bọn hắn đã dự liệu được mình thê thảm hạ tràng. Hài cốt không còn, thậm chí xương cốt đều muốn bị hung thú ăn hết. Đều do Diệp Quân Lâm đùa nghịch bọn hắn. Lại cho một cơ hội, tuyệt đối sẽ không đi theo Diệp Quân Lâm tới đây. Liền tại bọn hắn nội tâm mâu thuẫn dẫy dụa thời điểm. Những hung thú kia đã tới gần cái khu vực nhỏ này, đem nơi này xuống lại chật như nêm cối. Thậm chí còn có thiên bên trên bay, cũng là che khuất bầu trời. Không cho bọn hắn bất luận cái gì góc độ. Khắp nơi đều là góc chết. Cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Một người trong đó tức không nhịn nổi, hướng về phía Diệp Quân Lâm hô to, tốt. Ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào đem tài nguyên mang đi ra ngoài. Ngươi không phải nói đây chính là ngươi thu hoạch tài nguyên biện pháp sao? Ta hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi làm sao từ đám hung thú này bên trong đem tài nguyên đều cho lấy đi. Chấm. Đây cũng là cái khác tiếng lòng của tất cả mọi người. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, muốn nhìn hắn trò cười. Đã tất cả mọi người sống không được. Chỉ có thể nhìn Diệp Quân Lâm như thế nào thực hiện hắn nói biện pháp. Thế nhưng là nghe được những cái này về sau. Diệp Quân Lâm cùng Hắc Ám bác sĩ ba người đều cười. Nụ cười kia mang theo trào phúng. Xem bọn hắn tựa như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Cái này khiến đám người càng thêm sinh khí. Bọn hắn là đang cười nhạo chúng ta ngốc sao. Chẳng qua tình huống này. Bọn hắn còn có thể giải quyết như thế nào? Bọn hắn thật nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Diệp Quân Lâm cười cười, cái này không nhiều đơn giản sao? Đơn giản. Mọi người càng thêm nghi hoặc. Đem bọn nó toàn giết chẳng phải được rồi. Người nào cản trở ngươi, ngươi liền giết. Diệp Quân Lâm nói đến hời hợt. Thế nhưng là nghe được trong mọi người tâm lật lên sóng to gió lớn tới. Dễ dàng như vậy. Ngươi liền thổi a. Khoác lác ai không biết nói. Mạnh mẽ như vậy hung thú. Nói cho ta giết thế nào. Lúc này, một đầu hung thú trực tiếp động. Hung thú vọt thẳng hướng bọn hắn. Nó toàn thân đã sinh trưởng ra không thể phá vỡ lân phiến đến, lóng lánh tia sáng. Không nói khác, liền cái này lân phiến, quản chi thần minh đối phó đều tốn sức, căn bản đánh không thủng, chớ đừng nói chi là giết chết. Đây chính là hung thú gặp linh khí phóng xạ gót nhân loại khác biệt tình huống. Thể chất của bọn nó sẽ cường đại dị thường, làn da sẽ cứng rắn đến không cách nào xuyên thấu tình trạng. Ví dụ như hiện tại cái này hung thú trên người lân phiến. Olympic đế quốc những người này, không ai có thể xuyên thấu. Hung thú trên thân đáng sợ khí tức phát ra. Như núi lớn hoành ép mà xuống. Mọi người đều bị cái này khí tức kinh khủng hù dọa đến. Cái này ai có thể đỡ nổi. Luận một cái thực lực, không ai sẽ là cái này hung thú đối thủ. Huống chi cái này còn không là lợi hại nhất. Mà lại số lượng của bọn họ nhiều đến để người đáng sợ. Ngay tại cái này hung thú vào tới, mọi người chuẩn bị ngăn cản thời điểm. Ông! Đột nhiên một đạo run giọng. Thần kiếp bắn ra. Một tia sáng lạnh tại tất cả mọi người trước mắt nở rộ. Đó là một thanh lợi kiếm. Nháy mắt từ hung thú thân thể xuyên qua. Kia không thể phá vỡ lân phiến cũng cùng giấy đồng dạng, nháy mắt bị xuyên thấu. Thần kiếp xuyên qua. Trực tiếp đem đầu hung thú này chặn ngang cắt thành hai nửa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đám người toàn bộ sửng sốt. Mà lại ở đây đám hung thú cũng toàn bộ sửng sốt. Đoán chừng đều không nghĩ tới một màn này. Mà Olympic đế quốc đám người rung động nhất. Cái này giết rồi. Ai làm a? Thanh kiếm này dường như, tựa hồ là từ Diệp Quân Lâm bên kia ra tới a.
hốt hoảng ở giữa, dường như nhìn thấy Diệp Quân Lâm trước người một tia sáng lạnh chợt hiện. Hẳn là hắn a. Thế nhưng là mọi người không đến gấp phản ứng. Sát phạt tiếp tục bắt đầu. Xuy. Thần kiếp tuyệt không dừng lại. Vọt thẳng hướng bầy hung thú. Đám hung thú đã cảm nhận được thần kiếp đáng sợ uy lực. Bọn chúng tuyệt ngăn không được. Từng cái hung thú thậm chí đều muốn chạy. Thế nhưng là thần kiếp càng nhanh. Phong bế bọn chúng chạy trốn tất cả lộ tuyến. Phốc phốc. Phốc phốc. Chấm. Nháy mắt thần kiếp tại bầy hung thú bên trong xuyên qua, từng đạo huyết tiễn vọt mạnh, máu tươi huy sái như mưa. Hung thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là sấm sét cuồn cuộn, gần như muốn đem người lỗ tai cho chấn vỡ. Từng cái hung thú đầu thật cao quăng lên. Từng cái cường đại kinh khủng hung thú, kết quả tại Diệp Quân Lâm nơi này, như là gà đất chó sành. Muốn như thế nào đổ sát liền làm sao đổ sát. Nháy mắt mấy chục con thần minh cấp hung thú toàn bộ đổ xuống. Diệp Quân Lâm cũng là khí tức toàn bộ triển khai. Còn lại hung thú đều bị hù dọa. Từng cái dọa đến chạy trốn tứ phía, sợ bị giết. Bọn hắn không nghĩ tới bọn này đồ ăn vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Còn lại bốn phía chạy mất hung thú, Diệp Quân Lâm cũng không có đi quản. Dù sao hắn chỉ là hơi phơi bày một ít, tuyệt không muốn đem cái này cấm địa đám hung thú toàn bộ đổ sát sạch sẽ. Cái này đã đầy đủ. Hắn chỉ là tạm thời cho những người này hắn như thế nào thu hoạch tài nguyên biện pháp có cản trở liền giết. Nhưng đám hung thú chạy, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Toàn bộ không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Olympic đế quốc những người này, vì uy hiếp Diệp Quân Lâm, cho Diệp Quân Lâm tạo áp lực. Đến đều là thần minh. Nhưng bây giờ những cái này thần minh toàn bộ bị hù dọa. Hoặc là nói dọa thảm. Làm sao lại có mạnh như vậy tồn tại? Liền một kiếm đều có thể chém giết nhiều như vậy hung thú. Chỉ cần hắn nguyện ý, ở đây không có một con hung thú có thể trốn. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch thần minh cũng là có khoảng cách. Nhưng chênh lệch này cũng quá lớn. Trước mắt cái này nhân tài có thể được xưng là thần minh a. Lần thứ nhất, này một đám thần côn ý nghĩ xuất hiện biến hóa. Nếu như bọn hắn là thần minh, như vậy trước mắt đến cùng là dạng gì tồn tại? So thần minh còn muốn đáng sợ nhiều. Ong ong ong. Thần kiếp lượn vòng đến Diệp Quân Lâm trước người. Diệp Quân Lâm đem thần kiếp thu vào. Sau đó hắn hướng về phía Olympic đế quốc mọi người nói, thu hoạch tài nguyên chính là đơn giản như vậy. Người nào cản trở ngươi, giết là được. Đây chính là ta thu hoạch tài nguyên phương pháp. Đơn giản thô bạo. Nơi nào có tài nguyên liền đi nơi nào lấy. Có cái gì ngăn đón, trực tiếp giết là được. Chỉ đơn giản như vậy. Trước đó đối Diệp Quân Lâm nói thu hoạch tài nguyên bí mật, không ai đi tin. Nhưng bây giờ hoàn toàn tin. Đối với Diệp Quân Lâm đến nói, thu hoạch tài nguyên chính là đơn giản như vậy a. Hắn có cái này thực lực cường đại trèo trống, tài nguyên nghĩ có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cấp một cấm địa theo vào nhà mình đồng dạng. Cái gì tài nguyên hắn thu hoạch không được. Ngoại giới nghe đồn Thiên Khải Đế Quốc đã sớm thu hoạch Diệp Quân Lâm đạt được tài nguyên bí mật. Thế nhưng là mọi người quan sát giám thị lâu như vậy. Kết quả Thiên Khải Đế Quốc một điểm hành động đều không có. Bọn hắn không được đến Diệp Quân Lâm bí mật sao? Nên được đến. Nhưng vì cái gì không có đi tìm tài nguyên? Là bọn hắn không muốn sao? Là bọn hắn không cần sao? Không phải. Đó là bởi vì biện pháp này vẻn vẹn thích hợp với Diệp Quân Lâm a. Biện pháp này nói cho bất luận kẻ nào đều vô dụng a. Thứ này cũng ngang với là nói nhảm a. Người người đều biết biện pháp, lại thu hoạch không được. Ta thu hoạch tài nguyên bí mật đã biểu hiện ra cho các ngươi. Thấy rõ ràng chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Bọn hắn vẫn còn to lớn trong rung động. Còn đắm chìm trong Diệp Quân Lâm một kiếm kia khủng bố bên trong. Nếu như không thấy rõ ràng, ta lại cho các ngươi biểu thị một bên. Hung thú đều dọa chạy, nếu không các ngươi đến đóng vai ngăn cản ta người. Diệp Quân Lâm hỏi. Nhưng vừa nghe đến Diệp Quân Lâm lời này, từng cái đều muốn điên. Còn phải lại biểu thị một lần. Lại bọn hắn tới làm ngăn cản Diệp Quân Lâm người. Cái này sao có thể được? Bọn hắn chỉ là tín ngưỡng cùng thế giới quan có vấn đề, dẫn đến làm ra một chút rất khó mà tin nổi sự tình cùng nói ra một chút rất hiếm thấy. Nhưng bọn hắn lại không phải người ngu. Biết trời mưa xuống muốn dẫn dù che mưa. Cũng phi thường sợ chết a. Diệp Quân Lâm một kiếm kia bọn hắn tận mắt thấy qua a.
liền những cái kia mọc đầy lân phiến hung thú cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là bọn hắn. Đoán chừng so dưa hấu đều muốn yếu ớt. Ta. Vẫn là không. Không được. Chúng ta biết. Từng cái kém chút bị Diệp Quân Lâm dọa đến tè ra quần háng. Vậy là tốt rồi, tin tưởng liền tốt, miễn cho ta lại cho các người biểu thị một lần. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Không cần, chúng ta biết. Olympic đế quốc đám người liên tục khoát tay. Bọn hắn còn nào dám a? Lần này triệt để tin tưởng. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn họ nói, không phải bức ta bộc lộ tài năng, các ngươi mới tin tưởng a, ta nếu không nói cho các ngươi biết, các ngươi không phải thời khắc khắc quấn lấy ta a. Là, lỗi của chúng ta. Đám người bắt đầu nói liên tục xin lỗi. Trước đó nói cái này thuộc về bọn hắn, cái kia thuộc về bọn hắn mới là trung tâm quyền lực cuồng vọng một chút cũng không có. Bọn hắn cuồng vọng chỉ nhằm vào so với bọn hắn nhỏ yếu người. Về phần mạnh hơn bọn họ người, bọn hắn bọn này thần côn nhóm cũng sẽ quỳ xuống. Ví dụ như hiện tại, Diệp Quân Lâm cười, thản nhiên nói, còn tốt thái độ của các ngươi không sai, mặc dù cũng là cường đạo phong cách, nhưng tối thiểu có chút lý do thoái thác, có đầy đủ lý do. Không phải liền sẽ cùng Thiên Khải đế quốc, bị ta giết tới không một thần minh. Cái gì? Thiên Khải đế quốc bị ngài giết tới vô thần sáng tỏ. Olympic đế quốc đám người dường như nghe được cái gì không được tin tức. Kinh ngạc đến từng cái đổ mồ hôi lạnh. Đúng a, không phải ngươi cho rằng vì sao bọn hắn hiện tại biết điều như vậy đâu. Diệp Quân Lâm gật đầu. Cái gì? Giết tới Thiên Khải đế quốc vô thần minh. Chấm. Tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc, đều muốn điên. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Vì sao Thiên Khải đế quốc từ đó về sau, một cái thần minh cũng không có xuất hiện qua. Cũng không có đi đào móc tài nguyên loại hình. Đó là bởi vì đều bị trước mắt vị này giết sạch a. Tài nguyên bí mật đoán chừng cũng nói, nhưng Thiên Khải đế quốc không có năng lực này đi đào móc a. Liên quan tới Thiên Khải đế quốc chân tướng sự tình rõ ràng. Diệp Quân Lâm còn cho Hắc Ám bác sĩ bố trí nhiệm vụ, đã đều đến, liền đem nơi này tài nguyên trở đi. Thượng đế chi não đã sớm chuẩn bị kỹ càng máy bay vận tải khí. Mà đào móc tài nguyên thì là Diệp Quân Lâm dưới trướng tứ đại kim cương cùng biến chủng số 13. Cho tới nay, đều là bọn hắn tại giúp Diệp Quân Lâm đào móc cùng vận chuyển tài nguyên. Diệp Quân Lâm phân phó xong về sau, bọn hắn lập tức bắt đầu làm việc. Cho nên Diệp tiên sinh ngài căn bản liền không có đem chiến hùng quốc để vào mắt. Đám người run rẩy nói. Đương nhiên. Chờ ta nữ nhi giải độc về sau, ta liền đi chiến hùng quốc tính sổ sách. Đến lúc đó các ngươi có thể đi quan chiến. Nhất định. Đám người nhao gật đầu. Biện pháp ta dạy cho các ngươi, cũng không để các ngươi nói tạ ơn. Nếu như các ngươi còn muốn đánh ta tài nguyên chủ ý, vậy liền làm tốt một nước vô thần minh chuẩn bị. Tin tưởng ta, ta có thể giết đến xong. Diệp Quân Lâm để lại một câu nói xoay người rời đi. Nếu như ở phía trước. Diệp Quân Lâm nói ra câu nói này, bọn hắn không có khả năng tin. Nhưng hiện tại bọn hắn thật cảm thấy Diệp Quân Lâm có thực lực này. Vừa mới chém giết những hung thú kia hình tượng, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ cho con gái của ngươi giải độc cung cấp hỗ trợ. Đám người này vẫn là rất thông minh, từng cái lập tức kịp phản ứng. Muốn kết giao Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không nói chuyện. Hiện tại dường như chẳng phải cần. Chỉ cần thiên cơ khóa vừa mở ra, như vậy Quân Quân độc là tất giải. Olympic đế quốc lúc đầu muốn mượn Diệp Quân Lâm tài nguyên kiêu căng quật khởi. Không nghĩ tới bị Diệp Quân Lâm một kiếm lại cho đánh lại. Hiện tại còn phải tiếp tục khiêm tốn. Liền tựa như bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Olympic đế quốc vẫn như cũ không có xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Như trước kia cũng không dị dạng. Mà bây giờ Diệp Quân Lâm cùng thế giới thế lực bảng xếp hạng trước ba đều giao thủ qua. Thứ ba thần minh đều bị hắn giết không có. Thứ hai bị hắn một kiếm chấn nhiếp. Thứ nhất hắn cũng phải sắp đi vòng vòng. Toàn bộ đều chờ đợi Quân Quân giải độc đều một khắc này. Đương nhiên hiện tại Thiên Thuẫn Cục đang toàn lực điều tra là ai giết thần sứ, cướp đi thần dược. Điều khiển thần y yến tàng sinh thế lực cũng đang tra. Kết quả một điểm mặt mày đều không có. Dù sao lúc trước Diệp Quân Lâm bất cứ dấu vết gì đều không có lưu lại.
bọn hắn không thể nào tra được a. Rất có thể là hung thủ, kết quả cả đám đều bị bọn hắn lúc trước khống chế lại. Tự nhiên sẽ không hướng trên người bọn họ nghĩ. Dạng này lại thế nào tra đều tra không được. Mà Diệp Quân Lâm để người cũng đang tra thần y yến tàng sinh thân phận. Cái này tra một cái thật đúng là tra được không ít manh mối. Yến tàng sinh kỳ thật thay đổi qua rất nhiều thân phận, một mực trải qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng lai lịch của hắn không đơn giản. Dường như cùng thần bí Bảo Long nhất tộc có quan hệ. Cùng Bảo Long nhất tộc đều có thể dính líu quan hệ rồi. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nói. Kỳ thật lúc trước hắn liền biết, Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc không là một chuyện. Thiên Sách Phủ chức trách là thủ hộ đại hạ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng Bảo Long nhất tộc tồn tại tựa hồ là vì thủ hộ cái gì bí mật. Cụ thể cái gì không biết, chúng ta còn muốn tiếp tục tra. Chẳng qua ta cảm giác có trọng đại đột phá khẩu. Ta cảm giác thần y cùng phía sau khống chế hắn nhưng thật ra là một nhóm người. Chấm. Như thế vượt quá Diệp Quân Lâm dự kiến. Nói như vậy, Yến Tàng Sinh quả nhiên không đơn giản. Hắn khẳng định có lấy không rõ lai lịch quá khứ cùng thân phận. Chẳng qua cũng chứng minh phương hướng của hắn là đúng. Liền phải tại Yến Tàng Sinh trên thân cha. Cha đi xuống khẳng định sẽ có đột phá khẩu. Tin tức tốt không chỉ cái này một cái. 3 ngày về sau, Ninh Tấn Nghiệp một đoàn người trở về. Chẳng qua chứa thần dược hộp từ đầu đến cuối không có mở ra. Thế nhưng là Ninh Tấn Nghiệp mang đến một bản cổ tịch, quyển cổ tịch này chính là thất truyền cơ quan thuật thiên cơ khóa giải pháp. Cái này người cũng chưa trực tiếp hỗ trợ mở ra thiên cơ khóa. Mà là đem thiên cơ khóa cổ tịch giao cho bọn hắn, để Diệp Quân Lâm mình học tập, mình đến mở ra. Lá đạo sư, thân phận của vị tiền bối này ta liền không lộ ra, hắn cùng thần y đồng dạng, đều là ẩn thế không ra. Mà lại thiên cơ khóa quyển cổ tịch này ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ninh Tấn Nghiệp cố ý căn dặn một câu. Tốt, cảm tạ. Diệp Quân Lâm tiếp nhận cổ tịch, bắt đầu lật xem. Phức tạp, tối nghĩa khó hiểu. Không hiểu việc nhìn cùng thiên thư đồng dạng. Hiểu công việc nhìn cũng kém không nhiều. Mà lại thiên cơ khóa không chỉ một loại, từ cái này cổ tịch đến xem, có hơn mấy ngàn vạn loại. Hiện tại không biết chứa thần dược hộp là loại nào thiên cơ khóa. Muốn từng cái nghiên cứu. Còn cần tiêu tốn thời gian dài cùng trải qua đi nghiên cứu. Thiên cơ khóa quả nhiên vô cùng ảo diệu. Vẻn vẹn đọc qua một lần, Diệp Quân Lâm liền biết độ khó siêu cấp lớn. Không nghĩ tới cuối cùng nan đề tại trên người ta. Diệp Quân Lâm thở dài một tiếng. Ta cũng tới thử xem, đến phụ trợ ngươi. Thượng đế chi não cũng tham dự vào. Hiện tại Diệp Quân Lâm tìm sẽ cơ quan thuật, đoán chừng quá muộn. Hơn nữa còn dễ dàng bại lộ. Tăng thêm Ninh Tấn Nghiệp vừa mới dặn dò. Diệp Quân Lâm chỉ có thể mình nghiên cứu. Chỉ cần nghiên cứu đúng chỗ, mở ra thiên cơ khóa, liền có thể đạt được thần dược. Cuối cùng nan đề hay là mình đến giải quyết. Sau đó, Diệp Quân Lâm lập tức bắt đầu nghiên cứu thiên cơ khóa cổ tịch. Cái này đầy đủ để hắn bận bịu một trận. Chẳng qua kết cục khẳng định là tốt, hắn tuyệt đối có thể mở ra. Nhưng là thiên cơ khóa xác thực siêu cấp khó. Hoặc là nói không biết cái này loại cơ quan thuật, là tuyệt đối mở không ra thiên cơ khóa. Đây cũng là thần y yến tàng sinh thế lực sau lưng yên tâm một điểm. Dù là thần dược bị cướp đi, hộp cũng khẳng định mở không ra. Thiên cơ khóa mở không ra, thần dược cũng không chiếm được. Đoạt cũng căn bản vô dụng. Bởi vì căn bản không biết cái này thiên cơ khóa là cái gì. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Diệp Quân Lâm bên này có người biết thiên cơ khóa. Còn lấy được thiên cơ khóa cổ tịch. Sau đó một liền một tháng, Diệp Quân Lâm đều đang nghiên cứu thiên cơ khóa cổ tịch. Không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí khiêm tốn đến ẩn nấp đồng dạng. Những người khác cũng đều là làm từng bước tại tiếp tục Diệp Quân Lâm an bài nhiệm vụ. Cũng căn bản không có lật lên cái gì thủy triều. Bọn hắn tựa như là biến mất đồng dạng. Về phần lệnh treo giải thưởng, vẫn như cũng bị cửu đầu xà mấy cái này tổ chức ngắm bắn. Có bao nhiêu tiếp lệnh treo giải thưởng bọn hắn đều giết. Một lúc sau, liền không ai dám đi đón cái này lệnh treo giải thưởng. Chẳng qua cửu đầu xà cùng báo thù cửu đầu xà tổ chức nhóm cũng nghi hoặc. Diệp Quân Lâm không cho nữ nhi giải độc sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.